Ai, Nhậm tông chủ không cần thiết khách khí, cái gọi là người có tài nhiều đến. Chỉ bằng Ma Sách tông hiện tại bộ này cá ướp muối lật không thân thể bộ dáng, cái nào phối bắt chúng ta Thiên Vũ hai thành tư nguyên. Về sau Thiên Vũ an bình, còn muốn dựa vào Thiên Hành tông mới là. Hung hăng liền ôm quyền, Gia Cát Trường Phong trịnh trọng lên tiếng. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Nhậm Khiếu Vân giả vờ cả giận nói, hồ nháo, đây không phải phá hư chúng ta ba tông tình nghĩa sao? Huống hồ, hiện tại Ma Sách tông lập tức liền muốn vinh thăng Trung Tam tông. Nhậm tông chủ. Thế nhưng là, hắn còn chưa nói xong, Gia Cát Trường Phong đã là sùi cười một tiếng, một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ tông môn ra dạng này đại sự, vô luận thực lực vẫn là danh dự, hắn còn có tư cách nhập chủ Trung Tam tông sao? Không khỏi khẽ giật mình, Nhậm Khiếu Vân thật sâu nhìn lão nhân này liếc một chút, tiếp lấy chính là cười to lên, hung hăng vỗ vỗ bả vai hắn, tâm tình đại sướng. Ha ha ha! Nhậm tông chủ, như vậy việc này cứ như vậy định, năm nay tiền lãi, ngài nhưng là phải chú ý kiểm tra và nhận a. Sau cùng, Gia Cát Trường Phong hướng Nhậm Khiếu Vân thật sâu cúi đầu, lộ ra một bộ ngươi hiểu, ta hiểu, tất cả mọi người hiểu mập mờ nụ cười. Nhậm Khiếu Vân khẽ vuốt râu dài, cũng là khẽ gật đầu, dặn dò, về sau Thiên Vũ kinh doanh, thì muốn các ngươi Lạc gia thêm gia lực a. Yên tâm đi, thân là hộ quốc Tam Tông, về sau không có người có thể tại Thiên Vũ địa bàn quấy rối, coi như Tam Tông người bên trong cũng sẽ không xuất hiện. Ha ha ha, vậy làm phiền Nhậm tông chủ. Lần nữa thật sâu cúi đầu, Gia Cát Trường Phong lui về thân thể rời đi đại điện. Nhìn lấy hắn bóng người dần dần biến mất, Nhậm Khiếu Vân hài lòng gật đầu, lòng mang đại sướng. Cứ như vậy, từ nay về sau, Ma Sách Tông chẳng những lại khó uy hiếp địa vị hắn, mà lại không ngớt phũ người phát ngôn cũng ném đến hắn Thiên Hành Tông dưới trướng. Như thế lời nói, Thiên Vũ mỏ quặng, thậm chí gần nhất hưng khởi buôn bán lợi nhuận, thì tất cả đều đến hắn Thiên Hành Tông trong túi tiền. Mặt khác hai tông, hừ hừ, bị đánh tàn tông môn, có tư cách gì cùng lão tử chia tiền. Nói đến, từ Trác Phàm bốc lên cuộc phong ba này, Huyền Thiên Tông phế, Ma Sách Tông tàn, chỉ có hắn Thiên Hành Tông là lớn nhất đại lợi ích người đoạt giải, còn chấp trưởng Thiên Vũ toàn bộ mạch lạc. Một trận chiến này, còn thật mẹ hắn không lỗ, ha ha ha. Nhậm Khiếu Vân trong lòng cười to, chợt, trong mắt hơi híp, hét lớn lên tiếng, người tới. Vâng. Phạch một cái, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khom người bái nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Nhậm Khiếu Vân thăm thẳm lên tiếng, phát ra truyền tin ngọc giản, để những cái kia đuổi theo giết Ma Sách Tông thế lực còn sót lại người trở về đi. Mà lại bằng vào ta danh nghĩa, hướng Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông đưa ra cảnh cáo, không cho phép bọn họ tại Thiên Vũ cảnh nội động thủ, ảnh hưởng Thiên Vũ yên ổn. Vâng, người kia lần nữa khẽ khom người, lại là trần chờ một trận. Cũng không có lui ra. Nhướng mày, Nhậm Khiếu Vân một mặt không hiểu, thế nào, còn không đi truyền lệnh. Khởi bẩm tông chủ, vừa mới ngài cùng lão đầu kia trao đổi, cho nên đệ tử không có thông báo. Thực những cái kia truy sát Ma Sách Tông dư nghiệt người, lúc trước đã hồi tông. Cái gì, bọn họ đã hồi tông, ai bảo bọn họ trở về. Lão tử ngọc giản này, còn không có truyền đi đâu. Mi đầu bất giác vẩy một cái. Nhậm Khiếu Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần chờ một chút, người kia cung kính nói, khởi bẩm tông chủ, theo trở về trưởng lão thuật, bọn họ tại Thiên Vũ biên cảnh chính truy kích những cái kia dư nghiệt, lại gặp Lạc gia cao thủ ngăn cản. Vốn là bọn họ đã bị đối phương dùng trận pháp khống ở, nhưng đối phương lại đem bọn hắn thả lại đến, còn nói tiếp vào tin tức, cùng tông chủ đạt thành hiệp nghị hòa giải. Trong lòng bọn họ tuy nhiên không hiểu, cũng không có nhận đến qua tông chủ ngọc giản. Nhưng thấy đối phương thật đem bọn hắn thả, thì tạm thời tin tưởng, trở về xác nhận. Ách, tông chủ, ngài. Không khỏi ngơ ngác đứng tại đại điện rất lâu, Nhậm Khiếu Vân chỉ ngây ngốc, không nói gì, thật lâu, mới lẩm bẩm nói, bọn họ nói cùng bản tông đạt thành hiệp nghị. Cái kia làm sao có thể, coi như đạt thành, cũng là vừa vặn. Nói, Nhậm Khiếu Vân quay đầu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong biến mất phương hướng, lại là bỗng sửng sốt, sau đó mới thở dài một hơi. Trong mắt hơi híp, một mặt tán thán nói, là bọn họ đúng như này tin tưởng, bằng một cái lão đầu dăm ba câu, thì có thể thuyết phục bản tông thay bọn họ ra mặt, vẫn là thật có thần toán người. Lạc gia, người tài ba xuất hiện lớp lớp, vũng nước này thế nhưng là càng ngày càng sâu a. Tông chủ, thân thể lắc một cái, người kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Nhậm Khiếu Vân liếc một chút, hỏi cái này ngọc giản, còn phát sao?
Ánh mắt khẽ híp một cái, Nhậm Khiếu Vân trong lòng nhất định, cắn răng nói, tuy nhiên không cam tâm bị đám này người thế tục đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng không thể không nói, Gia Cát Trường Phong lão gia hỏa này lời nói thật đánh động lão phu. Phát, để cái kia hai tông người đều biết, hiện tại Thiên Vũ trưởng sự người, Lạc Gia Quy Thuận bản tông, là chúng ta Thiên Hành tông người phát ngôn, cùng Ma Sách tông lại không liên quan. Vâng, người kia gật đầu một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Nhậm Khiếu Vân nhìn lấy cái kia xuất khẩu, khoan thai lẩm bẩm nói, Gia Cát Trường Phong. Tam đại chí tinh, hừ hừ, lần này lão phu xem như lĩnh giáo. Một tháng sau, hưu một tiếng vang nhỏ, Gia Cát Trường Phong trở lại Lạc Gia đại bản doanh, Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn. Tất cả mọi người, tất cả đều tụ trong đại sảnh, một mặt lo lắng chờ lấy hắn tin tức. Riêng là Bạch Cung Phụng bọn người, còn muốn nhanh thông qua Thiên Vũ, tiến vào Khuyển Nhung cảnh nội, trốn tránh truy sát. Là Lạc Vân Hải nói hết lời mới khuyên ngăn đến, chờ tin tức. Bây giờ Gia Cát quản gia trở về, mọi người không khỏi nhất thời thì hơi đi tới, một mặt sâu xa nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn trả lời. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Gia Cát Trường Phong nhàn nhạt quét mọi người liếc một chút, lại là mỉm cười, bán lên cái nút, thẳng đem mọi người gấp dậm chân. Trong đại sảnh vững như bàn thạch hai người, một cái Lãnh Vô Thường, một cái U Minh, giờ này khắc này lại là một chút không nóng nảy, lẫn nhau đụng chút chén trà, uống vào trà xanh. Gia Cát quản gia, đến tột cùng thế nào? Lạc Vân Hải mặt mũi tràn đầy háo sắc, cuối cùng nhịn không được, vội vàng hỏi nói. Khóe miệng xẹt qua tà dị tiếu dung, Gia Cát Trường Phong vừa muốn mở miệng, Lãnh Vô Thường đã là bắt chéo hai chân, khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, gia chủ. Nhìn lão gia hỏa kia cái kia đắc chí dạng, há có thể không thành công. Uy, Lãnh lão đầu, lão phu ở tiền tuyến bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm thuyết khách, người ngược lại là ổn thỏa buông cần, thoải mái cực kỳ cái nào. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Gia Cát Trường Phong cười lạnh thành tiếng. Mi đầu lắc một cái, Lãnh Vô Thường dương dương đắc ý nhấc nhấc đầu, thì tính sao, lão phu ở chỗ này bày mưu tính kế. Cái dám bày mưu tính kế, ngươi công việc kia. Ta cùng U Minh người nào không thể làm. Khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong châm chọc nói, có bản lĩnh, người đi đối cái kia Nhậm Khiếu Vân mặt lạnh, nhìn xem có thể không thể thuyết phục hắn. Ai, lần này ta đứng tại Gia Cát quản gia bên này, bàn về thuyết khách đến, Gia Cát quản gia là ba người chúng ta số một. Bàn về binh pháp thao lược đến, ta là ba người chúng ta số một. Mà bàn về thổi ngưu bức đến, ngài là ba người chúng ta số một. Lúc này, U Minh cũng là một phát miệng, điều cười ra tiếng. Ra mặt nhịn không được hung hăng quất co lại, Lãnh Vô Thường nhẹ hừ một tiếng nói, ha ha, các ngươi hai cái hôm nay một lứa đến xem thường ta đúng hay không. Lão phu bày mưu tính kế cũng không phải thổi. Gia Cát lão gia hỏa, ngươi có phải hay không đem Thiên Vũ lợi ích một lần nữa phân chia? Đem Ma Sách tông tước một thành, thêm cho Thiên Hành tông, Huyền Thiên tông không thay đổi. Hắc hắc, lão phu thần toán tử tên. Không phải chỉ là hư danh. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi tính toán. Khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong sâu xa nói, đã Ma Sách tông là chúng ta chủ yếu kẻ thù, vậy liền không cần khách khí với hắn, mà chúng ta cần mới ô dù. Đem Ma Sách tông một thành lợi ích thuộc Thiên Hành tông, có thể bốc lên hai tông bất mãn, cái kia Ma Sách tông đối với chúng ta hận ý, liền sẽ chuyển hóa đến Thiên Hành tông đi. Mà Huyền Thiên tông không tăng không giảm, sẽ chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn Ma Sách tông chuyện cười. Cứ như vậy, nó cũng không có khả năng lại nhằm vào chúng ta. Lại thêm Thiên Hành tông che chở, lần này đại tai đã giải. Thật, Gia Cát quản gia, lời ấy thật chứ? Trước mắt không khỏi sáng lên, Lạc Vân Hải mừng rỡ kêu lên. Đạm mạc gật đầu, Gia Cát Trường Phong cười khẽ một tiếng, đương nhiên, gia chủ yên tâm, cái này không có gì quan trọng, so với năm đó Thiên Vũ một đoàn đay rối thế lực tranh chấp, cái này đơn giản nhiều. Đầu tiên Tam Tông vốn cũng không phải là một khối tấm sắt, riêng là Thiên Hành Tông, hắn chịu xuất binh giúp Tả Vô Nguyệt, chân thực mục đích bất quá là vì áp chế Ma Sách Tông phát triển mà thôi. Dù sao lần này Ma Sách Tông đạt đến Trung Tam Tông hàng ngũ, tạo thành uy hiếp đối với hắn, đây mới là hắn chính thức xuất binh mục đích, mà không phải vì cái kia chỉ là 5.000 thánh linh khoáng, thì công nhiên vi phạm Song Long Viện quy củ. Nếu biết mục đích khác, vậy liền dễ làm nhiều, ném đến chỗ của hắn. Cùng một chỗ chèn ép Ma Sách Tông, hắn đoán chừng đã là làm không biết mệt, tuyệt đối là cười đến răng đều rơi. Mà lại vì ngăn ngừa Ma Sách Tông chó cùng rứt dậu,
chúng ta chỉ giảm hắn một thành thu nhập. Dạng này hắn liền sẽ đem Mao Đầu chuyển hướng Thiên Hành Tông, mà không phải chúng ta. Nếu không mà nói, đem hắn tất cả tư nguyên cung cấp tất cả đều gãy mất, một là không hợp Tây Châu quy củ, hai là dễ dàng ép hắn xâm chiếm Thiên Vũ. Chí ít có một số lợi ích cùng hắn buộc chặt, hắn cũng sẽ không có hủy đi Thiên Vũ dự định. Cứ như vậy, chúng ta chỗ này cũng là trung lập khu vực an toàn. Đón lấy, Lãnh Vô Thường tiếp tục giải thích nói. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, Gia Cát Trường Phong liền suy cười một tiếng, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng muốn chấp hành đi xuống, lại không phải người nào lành nghề. Lãnh tiên sinh, ngài nếu là đi đàm phán, đoán chừng đã sớm chết 1800 hồi. Ngươi, Nguy đầu lắc một cái, Lãnh Vô Thường hét lớn một tiếng, tức giận đến da mặt run rẩy. Lạc Vân Hải ở một bên nhìn đến, vội vàng một mặt ý cười thuyết phục, tiêu trừ bọn họ mâu thuẫn. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tam đại chí tinh đụng vào nhau, cũng thường thường hội náo ra ai cũng không phục người nào nháo kịch. Thế nhưng là, Bạch Cung Phụng bọn họ nhìn lấy đây hết thảy, dĩ nhiên đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Nghĩ không ra bọn họ sợ như sợ cọp lang tam tông truy sát, thế mà dễ dàng như vậy liền bị giải trừ, bọn họ không cần tiếp tục thụ truy sát nỗi khổ, thoát đi nơi khác. Cái này, cũng là Thiên Vũ tam đại chí tinh lực lượng. Thật sâu nhìn lấy mấy cái kia còn đang không ngừng cãi nhau, Lạc Vân Hải mệt mỏi bôn ba giải vây bóng người, Bạch Cung Phụng bọn họ thở dài một hơi, tính toán là thật tâm phục khẩu phục. Lấy ba người này tu vi, có lẽ rất khó trở thành tu giả bên trong cao thủ, nhưng ở một số phương diện, lại là chân chính độc nhất vô nhị cao thủ, người nào đều khó có thể vượt qua. Tốt, tiếp đó, chúng ta liền nên chuẩn bị vì Trác đại ca báo thù. Bỗng dưng. Lãnh Vô Thường bọn người cãi lộn vừa mới dừng lại, Lạc Vân Hải bỗng nhiên sầm mặt lại, song quyền bất giác chăm chú nắm lại, trong mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn người người nghe, cũng là sắc mặt nghiêm một chút, lại không có đùa giỡn vui cười, sắc mặt đồng dạng trầm xuống. Căn cứ thám tử vừa mới hồi báo, Trác quản gia bị tấn công chỗ, phạm vi ngàn dặm đều là một mảnh cho tàn, vạn vô tổn sống lý lẽ. Thật sâu hít một hơi. Lãnh Vô Thường cũng là một mặt buồn bã nói, thật không biết Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đám người kia, đến tột cùng làm cái gì. Nhẹ nhẹ vỗ về râu dài, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, muốn báo thù, đầu tiên liền muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao địch nhân chúng ta, thế nhưng là Tây Châu Tứ Tông, bên trong một cái vẫn là mạnh nhất Thượng Tam Tông. Các ngươi còn muốn báo thù, trong lòng bất giác run lên, Bạch Cung Phụng thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, khó có thể tin nói. Nhưng là địch nhân mạnh, không phải các ngươi suy nghĩ, có thậm chí là gần vạn năm tông môn. Thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, Lạc Vân Hải đã là hét lớn một tiếng, cắn răng nói, chẳng cần biết hắn là ai, thù này đều không phải báo không thể. Chúng ta Lạc gia là tại Trác đại ca che chở cho lớn mạnh, tất cả chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái mạng, cho nên hắn thù, chỉ có chúng ta đi báo. Lạc Vân Hải lời nói hùng hồn có lực, truyền vào tại chỗ mỗi một người trong tai. Bạch Cung Phụng bọn người nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm một chút, cũng là tròng mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, như vậy. Lại thêm chúng ta đi. Thanh lãnh trên đại điện, một phương kim quang lập lòe lưu kim ngai vàng, yên tĩnh đứng ở trên đại điện vị trí chỗ, lộ ra là như thế cô tịch. Tà Vô Nguyệt chậm rãi đi đến ngai vàng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve cái này băng lãnh nhiệt độ, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo hài lòng đường cong. Cái này chỗ ngồi, chung quy vẫn là hắn. Tông chủ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi vào hắn sau lưng, đạm mạc lên tiếng, tiến đến Thiên Vũ đuổi bắt những cái kia dư nghiệt trưởng lão cung phụng nhóm, đã đi mấy tháng, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có, chỉ sợ. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Tà Vô Nguyệt giận hừ một tiếng, Thiên Vũ. Hừ, bản tông kém chút quên, Trác phàm người kia đại bản doanh là ở chỗ này. Những thứ này không biết tốt xấu đồ vật. Khẳng định cùng những cái kia phản nghiệt thông đồng làm bậy, không phải vậy bằng những bại quân kia chi tướng, không người tiếp ứng, làm sao có thể trốn qua bản tông bàn tay. Thạch Cung Phụng, đi liên lạc Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông, thêm phái nhân thủ, chúng ta tại Thiên Vũ người phát ngôn cũng nên thay đổi. Vâng, Thạch Cung Phụng khẽ gật đầu, liền muốn lui ra, lại là hô đến hét lớn một tiếng, vang vọng tại hai người mà thôi trước. Ngay sau đó, một tên đệ tử vội vã đi vào hai người trước người. Khom người giơ lên một khối ngọc giản nói, khởi bẩm tông chủ, Song Long Viện truyền tin. Song Long Viện, lông mày nhíu lại,
Tạ Vô Nguyệt không khỏi suy cười một tiếng nói, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đám người kia thật không biết thế nào làm việc, thế mà làm cho Sở Khuynh Thành mấy cái kia nữ chạy, đi Song Long Viện cáo trạng. Bất quá cái kia thì có ích lợi gì? Hừ hừ hừ, Song Long Viện trưởng lão đến hoạt động cha, chúng ta một mực chắc chắn bọn họ là phản đồ, bản tông tại vị mấy trăm năm, tự nhiên có lời nói như thế quyền. Mà một cái khác có thể quyết định tông chủ vị trí đại cung phụng, hiện tại đã vĩnh viễn không thể mở miệng. Bọn họ lại thế nào cha, có cái chứng dùng, lão tử nói như thế nào cũng là như thế nào. Cái này chung quy là chàng tông môn phản loạn sự kiện, đại cung phụng còn tại trong phản loạn bị phản đồ làm hại, bọn họ cũng không thể lại cắm tay a, ha ha ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, thạch cung phụng gật đầu đáp, tông chủ anh minh. Không sai gật đầu, Tạ Vô Nguyệt trên mặt hiển lộ ra khó có thể ức chế ý cười, tiếp lấy ngưng thần xem bên trong ngọc giản cho. Qua nửa ngày, bất chợt tới đến cười lớn một tiếng nói, ha ha ha. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Song Long Viện này thì miệng cảnh cáo ta một chút, gọi ta không nên quá phận, cũng không có cái gì thực chất hành động, ta mặc kệ nó, cắt. 3. Tiện tay hướng về sau quăng ra, ngọc giản kia lúc này rơi xuống đất, như đồ bỏ đi đồng dạng, Tạ Vô Nguyệt khinh thường bĩu môi, mặt mũi tràn đầy xem thường. Thạch cung phụng gặp, cũng là bật cười một tiếng, tông chủ. Song Long Viện chỗ lấy tại Tây Châu bị chín tông tôn sùng, một là thực lực cường đại, hai là xử sự công đạo, tuyệt không tham gia tông môn nội vụ. Đây là nó lập thế quy tắc thép, chỉ cần chúng ta đem việc này biến thành trong tông phản loạn sự vụ, hắn cho dù lại giận, cũng không có quyền nhúng tay. Nếu không, người chín tông người cảm thấy bất an, ai còn phục hắn, Tây Châu thất loạn, nội bộ lục đục, đây là hắn không muốn thấy nhất. Thạch Cung Phụng nói rất có lý. Kế hoạch cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Tạ Vô Nguyệt khoát tay một cái nói, như vậy ngươi liền xuống đi an bài A, nhất định muốn đem cùng Trác Phàm có quan hệ dư nghiệt. Báo. Thế mà, còn không đợi hắn lời nói xong, hét lớn một tiếng vang lên lần nữa, lại một tên đệ tử, giơ một chương ngọc giản, đi vào trước mặt hắn, khom người dâng lên. Nhướng mày, Tạ Vô Nguyệt trong lòng hồ nghi, đây cũng là người nào phát tới truyền tin. Sau đó tiếp nhận tỉ mỉ xem xét xem ra. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lúc này đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, hung hăng đem ngọc giản ngã đến dưới đất, tứ phân ngũ liệt, mắng to tốt một cái giả lam đế quốc, rõ ràng mấy tháng trước còn muốn cầu chúng ta Ma Sách Tông vào ở, hiện tại thế mà lật lọng, công nhiên cự tuyệt chúng ta. Là cái kia trước kia cung phụng Thượng Tam Tông, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông Đại Đế Quốc sao? Không sai. Cũng là cái này không biết xấu hổ, hận hận khẽ cắn môi, Tạ Vô Nguyệt mắng to lên tiếng, người không tín mà không lập, nghĩ không ra như thế một cái đường đường đế quốc, cũng sẽ làm ra như vậy lật lọng sự tình. Bất giác sờ mũi một cái, Thạch Cung Phụng dường như sớm có sở liệu giống như, từ chối cho ý kiến lắc đầu, lại là cũng không ra tiếng. Báo, báo, báo. Đột nhiên, lại là một chuỗi dài hét lớn vang lên. Từng người đệ tử liên tiếp không ngừng mà xông vào đại điện, tay nâng ngọc giản, quỳ sát tại Tạ Vô Nguyệt trước mặt trình lên. Trong mắt nhịn không được động động, Tạ Vô Nguyệt trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là từng cái cầm qua, tỉ mỉ xem. Nhưng là xem xét phía dưới, hắn lại càng thêm phẫn nộ, nổi trận lôi đình, tiếp lấy liền đem những cái kia ngọc giản phanh 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 toàn bộ ngã nát trên mặt đất. Thực sự buồn cười, những thứ này đế quốc đến tột cùng làm sao, thương lượng xong có phải hay không? Rõ ràng lúc trước đáp ứng thật tốt, để cho chúng ta vào ở, hiện tại toàn mẹ hắn đổi ý. Thì liền một số Trung Tam Tông đế quốc, lúc đó Thượng Tam Tông đế quốc đều tranh giành cho chúng ta đầu rơi máu chảy lúc, lão tử còn chướng mắt bọn họ đây. Hiện tại ngược lại tốt, liền bọn họ đều ghét bỏ chúng ta, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tông chủ, Thạch Cung Phụng ở một bên nhìn đến im lặng không nói, rất là bình tĩnh, thật lâu mới đạm mạc lên tiếng, có lẽ. Bọn họ là cảm giác cho chúng ta không có Trác Phàm, liền không có tiềm lực phát triển đi. Mi đầu hung hăng lắc một cái, Tạ Vô Nguyệt trợn mắt nhìn về phía Thạch Cung Phụng nói, người nói cái gì, bọn họ là vì Trác Phàm. Cái kia làm sao có thể, Ma Sách Tông Tông Chủ, thế nhưng là ta Tạ Vô Nguyệt. Tông Chủ, không muốn lại lừa mình dối người. Không khỏi mỉm cười lấy lắc đầu, Thạch Cung Phụng thản nhiên nói, Trác Phàm tại Song Long Hội bên trên biểu hiện. Đã định trước hắn là tương lai Tây Châu đệ nhất nhân. Những cái kia đại đế quốc chỗ tranh giành, cũng là sau này cái này đệ nhất nhân che chở,
mà không phải ta nhóm một cái vừa mới thăng nhập trung tam tông hạ tam tông. Có thể nói không có trác phàm, ta tông giá trị cũng không có lớn như vậy, bọn họ ào ào trả hàng, cũng là hợp tình hợp lý. Im miệng, không khỏi giận quát một tiếng, ta Vô Nguyệt hung hăng chỉ Thạch Cung Phụng cái mũi, cắn răng nói, hiện tại liền ngươi đều nói như vậy. Đừng quên, Ma Sách tông thế nhưng là tại bản tông chữa trị dưới, thăng lên trung tam tông chi vị. Không khỏi bật cười gật gật đầu, Thạch Cung Phụng thản nhiên nói, không sai, tông chủ xác thực công huân rất cao, bất quá ngài tại vị lớn nhất công tích, hẳn là đem trác phàm dẫn vào tông môn đi. Da mặt nhịn không được run rẩy, ta Vô Nguyệt nghe được lời này, kém chút không có một miệng tâm huyết phun ra. Ai, tông chủ a, thực lão phu không muốn như thế đả kích ngươi, nhưng thân là nhất tông chi chủ, người phải minh bạch chính mình sâu cạn mới là. Bất giác khẽ cười một tiếng, Thạch Cung Phụng thản nhiên nói, ha ha ha. Thực lấy công tới nói, lão phu cũng thẳng tôn sùng trác phàm thay thế ngươi, tới làm người tông chủ này, Đại Cung Phụng lúc trước quyết định tuyệt đối không sai. Trước kia chỗ lấy để ngươi làm tông chủ, vậy là không có so ngươi càng thích hợp, hiện tại xuất hiện một cái càng thích hợp, đương nhiên muốn đổi. Chỗ lấy lão phu nhất định muốn thiết kế trác phàm, trăm phương ngàn kế giết chết hắn, cũng bất quá là bởi vì hắn là lão phu địch nhân, chỉ thế thôi. Nhưng thì tài cán tới nói, lão phu đối với hắn cũng tuyệt đối bội phục cực kỳ. Thạch Cung Phụng, ngươi, còn có, tà Vô Nguyệt một tiếng gầm thét, tức hổn hển, nhưng là còn không đợi hắn nói ra miệng, Thạch Cung Phụng đã là lại khoan thai nhìn về phía hắn, cười tà nói, tông chủ, từ nay về sau, ngươi tính khí phải sửa lại. Phải biết, hiện tại cả cái tông môn, đều là lão phu nhân. Lão phu dìu ngươi ngồi phía trên, ngươi thì thanh thản ổn định trên đỉnh cái danh này đến, cũng đừng lại giống như kiểu trước đây, ở không đi gây sự. Muốn nắm giữ vốn là không thuộc về mình đồ vật, dù sao cũng phải trả giá một chút, ha ha ha. Bờ môi nhịn không được run, tà Vô Nguyệt khí đến sắc mặt trắng bệch, ngón tay Thạch Cung Phụng dần dần đi xa bóng lưng, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nhưng cuối cùng vẫn vô lực co quắp ngã xuống, ngồi ở kia trương cô độc trên ghế. Hắn là một lần nữa ngồi trở lại cái ghế kia, nhưng cũng chỉ là cái này một cái ghế mà thôi. Báo! Lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang vọng đại điện, một tên đệ tử phi tốc hướng bên trong chạy đi, cũng là bị chính muốn đi ra Thạch Cung Phụng lúc này ngăn lại, những ngọc giản này, về sau thì đều giao lão phu a, không cần lại phiền phức tông chủ. Ây, là, tên đệ tử kia sững sờ, tiếp lấy ngơ ngác gật đầu, tà Vô Nguyệt thì là thân thể chấn động, nhịn không được hung hăng nắm lại quyền đầu, lại bất lực. Đem bên trong ngọc giản cho nhìn một lần, Thạch Cung Phụng suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía tà Vô Nguyệt thản nhiên nói, tông chủ, nhậm tông chủ chỗ đó phái người truyền lời, để cho chúng ta không cho phép lại đi nhiễu loạn Thiên Vũ an bình, ảnh hưởng tam tông ổn định. Mà lại theo sang năm bắt đầu, Thiên Vũ đối với chúng ta cung phụng, giảm bớt một thành. Cái gì? Tà Vô Nguyệt giật mình, nhảy một chút đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thạch Cung Phụng thì là thở dài một hơi, đem ngọc giản tiện tay hướng về sau quăng ra, chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là trong mắt nhưng cũng lóe qua một trận bất đắc dĩ, ai, nhìn tới Thiên Vũ bên kia cũng có người tài ba a, thế mà có thể dắt lên Thiên Hành tông tuyến. Một phương diện khác, Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn Lạc Gia. Làm đồng minh thành ý, Lạc Vân Hải mang theo Bạch Cung Phụng bọn họ đi vào lúc trước dùng đến tự dưỡng chiến khôi giấu binh trong động. Nhưng là bây giờ, chỗ đó đã không phải chôn lấy chiến khôi, mà chính là như núi cao nguy nga đồng dạng hùng tráng. Lấp đầy toàn bộ dấu binh động óng ánh khoáng thạch. Đây là, thánh linh khoáng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Dương Sát bất giác đại hô ra tiếng, cả kinh kêu lên, ngươi. Các ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy? Lông mày nhíu lại, Lạc Vân Hải kỳ dị xem bọn hắn liếc một chút, nghi nói cái này rất nhiều sao. Lúc trước công huyền thiên tông về sau, trác đại ca xem chúng ta tổn thất nặng nề, thì cho chúng ta 1 triệu thạch thứ này, nói là thánh linh khoáng vô luận bố trận. Còn là linh khí nồng đậm độ, đều so phổ thông linh khoáng mạnh hơn nhiều, chắc là có thể giúp chúng ta thời gian ngắn bên trong tái tạo mấy tên cao thủ, đền bù chúng ta tổn thất. Lúc đó ta còn không rõ ràng lắm, bất quá dùng thật dùng rất tốt. Vừa mới đem cái này linh khoáng đặt ở dấu binh động không có mấy ngày, thì có không ít thần chiếu trưởng lão đột phá hóa hư cảnh. Dùng đến bố trận, trận pháp uy lực cũng so trước kia mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. 1 triệu A. Da mặt nhìn không được hung hăng co lại, Dương Sát một phát bắt được Lạc Vân Hải hai tay, kích động đến rơi nước mắt, Lạc gia chủ,
về sau chúng ta thì theo định ngươi. 1 triệu thánh linh khoáng, toàn bộ Tây Châu đoán chừng chỉ có Song Long Viện có dạng này số lượng dự trữ, cho dù là Thượng Tam Tông đều vạn vạn không đạt được a. Có tư nguyên như vậy làm hậu thuẫn, rất nhanh thực lực chúng ta liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn nãi nãi Trác Phàm, trước kia còn gạt chúng ta, khóc than, nguyên lai hắn thật đúng là có thể xuất ra dạng này món tiền khổng lồ. Sớm biết như thế, hắn chả đánh cái gì Song Long hội a. Bọn người người cũng là liên tục gật đầu, sau đó liền một mặt kích động nắm lấy Lạc Vân Hải, mãnh liệt yêu cầu về sau thì chết tại Lạc gia. Lạc Vân Hải thì là ngơ ngác gật đầu, trong lòng hồ nghi, a, cái đồ chơi này sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Nhìn lấy cái này hối hả đám người, cùng nhiệt tình tăng vào tâm tình, ngoài động hai bóng người đẹp đẽ, lại là yên lặng rời đi. Ngửa đầu nhìn xem dần dần rơi xuống trời chiều, Lạc Vân Thường trong mắt một mảnh đau thương, Sương Nhi ở một bên nhìn lấy, khuyên nhủ, Vân Thường tỷ, người yên tâm, có lớn như vậy thánh linh khoáng dự trữ, Trác đại ca thù, chúng ta sớm muộn hội báo. Báo thù thì có ích lợi gì, người đều về không được. Song đồng phía dưới hai khỏa óng ánh nước mắt, Lạc Vân Thường trong mắt trống rỗng, như thất hồn giống như, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia ánh chiều tà rơi xuống. Cùng một thời gian, Song Long Viện, Sở Khuynh Thành tại Thủy Nhược Hoa hai nữ đồng hành, đồng dạng nhìn lấy một vòng này mặt trời lặn, song quyền không khỏi hung hăng nắm lại, trong mắt lại tràn đầy không cam lòng. Chợt, một trận tất dẫn cước bộ vang lên, Vũ Thanh Thu chẳng biết lúc nào đi vào các nàng sau lưng, thở dài, Sở cô nương đối Song Long Viện xử trí bất mãn sao? Ai, chúng ta sao lại không phải? Trác huynh bị chết quả nhiên là oan. Bất quá, chúng ta cũng nên lý giải Song Long Viện lập trường. Cái này dù sao liên lụy tứ đại tông môn, xử lý không tốt, mà lại nghe nói Đông Châu bên kia ra chuyện, thời cuộc bất ổn, cho nên hai vị trí tôn đành phải trước ổn định Tây Châu làm đầu. Chăm chú cắn răng, Sở Khuynh Thành không nói gì, chỉ là trong hai con ngươi đã hai mắt đẫm lệ mông lung, cuồn cuộn cừu hận, ngăn không được tràn ra. Xì xì xì. Đen kịt một màu trong không gian, chợt đến giấy lên một nói ngọn lửa màu vàng óng, tiếp lấy đạo này kim viêm cấp tốc tràn ngập, rất nhanh liền hình thành một đầu dài mấy trăm trượng cự long. Nóng rực hỏa quang, nhất thời đem mảnh không gian này chiếu chướng mắt sáng ngời. Giống. Một tiếng long ngâm, đầu kia kim viêm hình thành hỏa long mãnh liệt lắc lắc đầu, ngược lại nhìn xuống dưới, lại chính gặp hai đạo tỉ mỉ bóng người nhỏ bé, bỗng dưng đập vào mi mắt. Nhìn kỹ, lại là hai người. Bên trong một trong, sắc mặt cung kính đứng ở nơi đó, hơi hơi cúi người, đợi ngẩng đầu lên, chính là Diệp Lân không thể nghi ngờ. Mà dưới người hắn, là một cái cơ hồ đã nhanh không có khí tức rét lạnh thi thể, trên thân 108 cái hang lớn, máu tươi đều đã ngưng kết, vết thương loang lổ, lộ ra đáng sợ như vậy. Thật sâu nhìn cái kia thi thể liếc một chút, cự long thổ nhẹ nhiệt khí, ồm ồm nói, hắn, cũng là ngươi nói người kia sao? Đúng, sư phụ. Ta đã đem hắn mang đến, khẽ vuốt cằm, Diệp Lân khom người bẩm báo nói. Song đồng không khỏi nhíu lại, cái kia viêm long lại đến phía dưới dò xét cái này thi thể liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi ra tay còn thật hung ác a, lão phu chỉ là để ngươi đem tiểu tử này mang đến, cần thiết thời điểm dùng long tức đan cảnh cáo hắn một chút, ai để ngươi đem hắn đánh thành bộ dáng này, một hơi đều không, là báo lên lần trọng thương mối thù sao. Có điều... Tiểu tử này thật là ngươi trong miệng sở thuyết người kia, vì gì dễ dàng như thế thì bị trọng thương thành dạng này. Ngươi ngược lại là một điểm vết thương đều không có a, cùng lần trước Song Long hội bị người nhấc trở về hoàn toàn ngược lại. Sư phụ, đệ tử là loại kia bụng dạ hẹp hòi người sao? Không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, Diệp Lân than nhẹ lên tiếng, đồ nhi thân là thánh thú truyền nhân, Song Long hội phía trên đánh cược thánh thú danh dự, đánh với hắn một trận. Thua thì thua. Há có thể lại lén lút trả thù. Huống hồ bởi vì lần trước chiến bại, nếu là lại đối lên hắn, ta tâm cũng không có sức tái chiến. To như một ngọn núi nhỏ mắt rồng bất giác lắc một cái, viêm long một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, chờ hắn giải thích. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Diệp Lân khom người bẩm báo nói, khởi bẩm sư phụ, coi ta tiến đến lúc, hắn đã bị thiên địa chính nghĩa tông mấy trăm người vây công đến tận đây. Khi đó ta cũng chỉ có thể dùng sư phụ ban tặng long tức đan đem bọn hắn giải quyết, sau đó mang theo cái này nửa chết nửa sống thân thể trở về. Thì ra là thế, bị người vây công a. Trong lòng không sai gật đầu, viêm long nhẹ nhàng cúi xuống long đầu, lại nhìn kỹ lại là càng xem càng kỳ a, tiểu tử này kế thừa đến tột cùng là thần thánh phương nào a,
truyền thừa đồ vật cũng quá nhiều a, mà lại đều là chút tai to mặt lớn nhân vật, năm đó đại lục thanh thế đều không kém lão phu. Mi đầu lắc một cái, Diệp Lân nghe được lời này, cũng là rất tán thành gật đầu, không sai sư phụ, lúc trước đồ nhi cùng hắn lúc giao thủ, cũng là cảm thấy hắn kế thừa hỗn tạp cực kỳ, vẫn chưa hệ thống tu luyện qua bất luận cái gì một phái, nhưng là... Ai, đối với loại này một bình chưa đầy, nửa bình chứa nhiều thứ hỗn tạp truyền thừa, đồ nhi vẫn thua, thật sự là cho sư phụ mất mặt a. Không, ngươi nếu là thua bởi người khác mà nói, lão phu đoán chừng thật muốn quất ngươi hai bàn tay, nhưng là thua bởi hắn, ngược lại là thật không oan. Chậm rãi lắc đầu, Viêm Long lại là trong hai con ngươi hiện ra ngạc nhiên, một mặt nghiêm túc nói. Không khỏi sững sờ, Diệp Lân trong lòng không hiểu, làm sao luôn luôn tranh cường háo thắng sư phụ, lại đột nhiên mềm xuống tới, lại thừa nhận chính mình đồ nhi, không bằng người khác. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Viêm Long đạm mạc lên tiếng, Diệp Lân, ngươi chắc là nghe lão phu từng kể cho ngươi, thượng cổ thập đế cùng chúng ta ngũ đại thánh thú, còn có rất nhiều thánh vực cường giả sự tình đi. Bình tĩnh gật đầu, Diệp Lân nháy mắt mấy cái, chăm chú nhìn hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Như vậy lão phu, hiện tại liền hảo hảo cho ngươi phân tích một chút, tiểu tử này sư thừa. Trong mắt tinh mang lóe lên, hô một tiếng cuồng phong gào thét, cái kia Viêm Long đã là nâng lên nhất chảo, nhẹ nhàng chỉ Trác Phàm cánh tay phải nói, cái cánh tay này, đến từ trùng thiên kỳ lân, chính là chân chính thánh thú thân thể, hỗn độn sơ khai biến thành. Theo ngươi vậy lão phu thay ngươi cải tạo qua, nửa người nửa thú thân thể hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải hắn không hiểu vận dụng chi đạo lời nói, chỉ là một quyền này, ngươi thì muôn vàn khó khăn đỡ được, không chết thì bị thương. Cuối cùng, ngươi cũng chịu không qua ba quyền. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, Diệp Lân trong lòng kinh hãi, hai mắt chăm chú nhìn cánh tay kia, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vốn là hắn coi là Trác Phàm giống như hắn, đều là thánh thú truyền nhân, thân thể bị thánh thú cải tạo qua. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, người ta trên thân trực tiếp có một phần là thánh thú thân thể, chính chủ. Ngược lại hắn cái này hỗn tạp, lại là tuyệt đối không thể cùng người ta so. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân cúi đầu thở dài, lại có chút tự ti. Có điều, thánh thú thân thể làm sao có thể an đến nhân loại trên thân, đây là muốn phát sinh to lớn bài xích, rất có thể liền sẽ bị thánh thú chi lực phản phệ. Chẳng lẽ nói, cửu u nghiên cứu thành công? Hoàn toàn không có chú ý tới đồ đệ cái kia phiền muộn sắc mặt, Viêm Long vẫn tại nhíu mày lẩm bẩm lấy, đột nhiên, nó lại không khỏi kêu to lên, cứ như vậy, thì giải thích thông, tiểu tử này là cửu u truyền nhân. Cũng chỉ có lão quái vật kia, mới có thể làm ra loại này bằng môn tà đạo, kỳ môn dị thuật, biến không thể thành có thể. Mí mắt bất giác lắc một cái, Diệp Lân không khỏi kêu lên sợ hãi, thượng cổ thập đế, mạnh nhất tam đế thứ ba, cửu u ma đế. Không tệ. Lão phu nhìn hắn bên trong đan điền nguyên lực cái gì là quái dị, tựa hồ có thể giao dung vạn vật. Lúc trước lão phu nghe nói, cửu u tựa hồ ngay tại lĩnh hội cùng thiên đế không minh đại đạo chống lại đạo thống, có thể kiêm dung vạn đạo làm một thể, đến thành thiên địa đại đạo. Bây giờ xem xét, loại công pháp này tựa hồ chính là truyền thừa xuống. Bình tĩnh gật đầu, Viêm Long một mặt kiên định, cũng nguyên nhân chính là như thế, tiểu tử này toàn thân nhiều như vậy đạo thống hỗn hợp lại cùng nhau. Cũng không có phát sinh bài xích. Riêng là chúng ta ngũ đại thánh thú lực lượng, kình thiên côn bằng hỗn độn thanh viêm hòa vào nguyên thần, trùng thiên kỳ lân chấn thiên hà quang giao phó huyết nhục, bá thiên lôi hoàng hồng mông tử lôi tụ tại gân mạch, tường an một góc. Nếu như là người bình thường lời nói, cái này ba loại sức mạnh sớm đã vỡ tổ, đâu còn có mạng hắn tại. Cái gì? Không khỏi lần nữa giật mình, Diệp Lân bất khả tư nghị nói, ngài là nói. Hắn một người thì kế thừa tam đại thánh thú lực lượng. Tuy nhiên hắn cùng Trác Phàm lúc giao thủ đã ý thức được, nhưng bây giờ nghe chính mình sư phụ chính miệng nói ra, vẫn là không dám tin tưởng ngơ ngác. Dù sao thánh thú chi lực, đến bản thân không sai có thể khiếu ngạo quần hùng, huống chi cái này nha còn một hơi đến ba cái, đây là như thế nào may mắn a? Hắn nổ thà rằng nguyện tin tưởng, Trác Phàm chỉ là một cái thánh thú truyền nhân. Còn lại hai loại sức mạnh là không biết dùng phương pháp gì mượn tới, sớm muộn còn trở về, không phải vậy thì quá nghịch thiên. Hừ hừ, tam đại thánh thú lực lượng, ngươi quá coi thường hắn. Bất giác suy cười một tiếng, Viêm Long bén nhọn móng tay tại Trác Phàm cái kia cứng ngắc trên mí mắt nhẹ nhàng một nhóm, nhất thời liền lộ ra bên trong thỉnh thoảng lóe qua từng đạo vòng vàng trong mắt, sắc mặt bỗng dưng thì ngưng trọng xuống tới, Diệp Lân,
ngươi đến xem, nhớ kỹ con mắt này, đây chính là thánh vực tối cường giả, thiên đế không minh thần đồng, cũng là đem chúng ta mấy cái thánh thú đặt ở phàm giai, vĩnh viễn không được siêu sinh kẻ cầm đầu. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Diệp Lân không khỏi càng thêm lớn giật mình lên tiếng thiên. Thiên đế truyền nhân. Không tệ. Lỗ mũi ở giữa một phun ra hai đạo nhiệt khí, viêm long to lớn trong đôi mắt, lóe qua trần trụi cừu hận, có điều, hắn chỗ lấy có thể truyền thừa thiên đế đạo thống, đoán chừng cùng thiên đế không có có quan hệ gì, mà chính là tìm tới Kỳ Lân trộm ra cái kia bảo bối đi. Hừ, thiên đế chính mình tuyệt học thế mà dẫn ra ngoài, chắc hẳn hắn cũng rất ảo não a, ha ha ha. Viêm long tùy tiện cười như điên, tựa hồ đã nhìn đến thiên đế cái kia phẫn nộ khuôn mặt, Diệp Lân thì là ở một bên vạch lên đầu ngón tay đếm, chỉ chốc lát sau, không khỏi cả kinh kêu lên, tam đại thánh thú, hai vị đế cấp cao thủ. Ai ra, ngũ đại đỉnh cấp truyền thừa, tiểu tử này đến tột cùng thần thánh phương nào a? Mặc kệ hắn là thần thánh phương nào, chung quy là một cái may mắn. Bất giác nhếch miệng cười một tiếng, Viêm long đột nhiên nhíu nhíu mày nói, còn có Diệp Lân. Lão phu có một câu nói ra, người cũng đừng ăn dấm a. Tiểu tử này cũng không chỉ năm đại truyền thừa, còn có một cái đâu. Nói, viêm long đốt kim viêm móng tay tại Trác Phàm trên bụng một chút. Siêu. Một đạo lưu quang bay ra, chính là cái kia thanh huyết anh hóa thành ma kiếm, xuất hiện tại hai người trước mặt. Cảm thụ lấy bốn phía cái kia nóng rực nhiệt độ, còn có viêm long cái kia mãnh liệt khí thế. Ma kiếm nhỏ khẽ run run thân thể. Lại là có chút sợ hãi đến lại một cái lặn xuống nước, cắm đến Trác Phàm thể nội, không thấy tăm hơi. Diệp Lân nhìn đến một trận sững sờ, sư phụ, đây là... kiếm. Không, là tinh linh. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, viêm long thản nhiên nói, huyết ma lão tổ nghe đồn, lão phu chắc là đã nói với ngươi đi. Hắn tuy là thánh giai, nhưng luyện hóa ra huyết anh, liền đế cấp cao thủ đều không muốn đụng phải. Nhưng từ sau khi hắn chết, cái này luyện hóa chi pháp liền đã thất truyền. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn đến, huyết anh kèm ở thánh binh phía trên, thành làm kiếm linh. Ha ha ha, thật không biết huyết anh này trưởng thành đến thánh giai về sau, phối hợp thánh binh xuất thủ, chính là như thế nào khủng bố, có thể hay không chém giết đồng dạng đế cấp cao thủ, cũng như bổ dưa thái rau đồng dạng đâu. Viêm long một trận cười to, trong mắt tinh quang lóe lên, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Diệp Lân thì là một mặt phức tạp nhìn Trác Phàm liếc một chút, đã ao ước lại mộ lẩm bẩm nói, sáu đại đỉnh cấp truyền thừa, ai? Đây mới là thiên chi con cưng, thiên địa sủng nhi a. Cùng hắn so ra, ta mới truyền thừa một cái, có cái gì tốt đắc chí? Khụ khụ khụ, có thể được lão phu truyền thừa, người đã là may mắn bên trong may mắn. Huống hồ truyền thừa nhiều như vậy có làm được cái gì? Không cách nào luyện tinh, giống nhau là bị đánh phần. Bất giác vội ho một tiếng, viêm long sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, mắng chửi nói. Bất giác bĩu môi, Diệp Lân lẩm bẩm, vậy nếu là đều luyện đến cực hạn đâu? Ách, cái này, trong mắt bất giác hung hăng ngưng tụ, viêm long trầm ngâm một chút, thở dài lên tiếng, cái kia chính là chính thức thiên hạ vô địch. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Diệp Lân hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Có điều rất nhanh. Viêm long lại cười nhạo lấy lắc đầu, bất quá cái kia là không thể nào, đế cấp cao thủ cùng thánh thú mỗi một hạng thần thông, đều là mấy chục ngàn ức năm thiên truy bách luyện mà thành, muốn mỗi dạng đều thông hiểu đạo lý, cái kia trên cơ bản là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên người vẫn là hảo hảo ở tại lão phu thủ hạ, tiếp tục viêm long chi đạo a, tham thì thâm. Lại nói ngươi lại không có cửu u ma đế truyền thừa, nhưng là dung hợp không nhiều như vậy đạo thống, coi chừng bị phản phệ. Trên mặt mặc dù có chút thất vọng, nhưng Diệp Lân vẫn là không sai gật đầu, sau đó một mặt thổn thức nhìn về phía mặt đất nằm Trác Phàm, sâu xa nói, sư phụ, hắn thân thể đều không một chút sinh sống, muốn phế đi. Hắn thần hồn, ngược lại là có thể cứu một chút. Ha ha ha, hắn thần hồn có hỗn độn thanh viêm chỗ hộ, vốn nên là tự động chữa trị. Bất quá bị thương thành dạng này, cũng phải lão phu kích thích một chút mới được, không phải vậy thì treo. Mà hắn thân thể này cũng không phải hoàn toàn phế. Hắn có huyết anh hộ thể, chỗ có sinh mệnh tinh nguyên tại huyết anh bên trong. Huyết anh không chết, hắn thân thể liền sẽ không vong. Chỉ là rách nát như vậy thịt nhão thân thể, phải thật tốt chữa trị một phen mới được a. Bất giác khẽ cười một tiếng, viêm long nhất thời theo sau tai xoẹt một tiếng, kéo xuống một mảnh lớp vảy màu vàng óng đến, che ở Trác Phàm thi thể phía trên, sau đó hô một chút,
phun ra một miệng nóng rực kim viêm, nhất thời đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa đi vào, sáng rực thiêu đốt. Kim viêm luyện thể, phần thiên long giáp. Trong mắt không khỏi hung hăng ngưng tụ, Diệp Lân thật sâu nhìn lấy cái này quen thuộc tràng diện rất lâu, cùng lúc trước viêm long cứu hắn lúc đồng dạng bộ dáng, bất giác cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, sư phụ, ngài lại dùng chính mình nghịch lân cùng phần thiên kim viêm thay hắn luyện thể, vậy hắn về sau chẳng phải giống như ta sao? Đúng vậy a, làm sao, ghen ghét, hoàn toàn không cân nhắc đồ đệ tâm tình, viêm long rất lưu manh nhấc nhấc đầu, gật gật đầu. Gương mặt bất giác hung hăng co lại, Diệp Lân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lẩm bẩm nói, cái kia cứ như vậy, hắn thì bảy đại đỉnh cấp truyền thừa, vốn là chỉ thuộc về ta phần thiên kim viêm hắn cũng có, ta không có hắn còn có, tâm lý khó tránh khỏi không thăng bằng a, sư phụ. Hừ hừ hừ, tiểu tử thúi, người có cái gì không thăng bằng? Khinh thường bĩu môi, viêm long từ chối cho ý kiến nói, lão phu cho ngươi đi làm việc, ngươi một người có thể hoàn thành sao? Ha ha, dù sao là lão phu cảm thấy không thể nào. Bây giờ thật vất vả gặp phải một cái người tài có thể sử dụng, người đồng đạo, lão phu đương nhiên muốn hết sức toàn lực cứu hắn, đề cao hắn thực lực, vì lão phu làm việc. Mi đầu không khỏi nhếch lên, Diệp Lân kỳ quái nói, người đồng đạo. Đúng vậy a, người đồng đạo. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu tinh quang, viêm long khóe miệng liệt lên một đạo tà dị đường cong. Hai cái to lớn mắt rồng, tại chăm chú nhìn phía dưới đoàn kia hỏa cầu, đang không ngừng thiêu đốt, thiêu đốt. Cửu u, cửu u. Một mảnh u ám trong không gian, một đạo cô đơn hư ảnh, không có việc gì nổi bồng bềnh giữa không trung, trên mặt một trận mê mang, người nào? Các ngươi tại kêu cái gì? Không có trả lời, chỉ có cái kia từng tiếng liên tiếp tiếng vang. Vẫn tại kêu gọi lấy, cửu u, cửu u, hư ảnh trong lòng không hiểu, nhưng để cho vài tiếng về sau, chậm chạp không thấy hồi âm, liền cũng không để ý tới nó, chỉ là mặc cho chính mình thân thể, như lục bình giống như không ngừng nổi lơ lửng. Bỗng nhiên, hắn phía trước xuất hiện một cái thân ảnh già nua, yên tĩnh đứng ở nơi đó, một thân đạo phục như Yorushi giống như hắc, lộ ra đến mức dị thường thâm thúy. Lão nhân kia, đưa lưng về phía hắn, không có quay người. Hắn nhìn lấy cái kia con người thật kỳ quái, lẩm bẩm nói, ngươi, là ai? Không có trả lời, lão nhân kia một mực trầm mặc. Hư ảnh cảm thấy cùng lúc trước những cái kia tiếng vang không có gì khác biệt, liền cũng không thèm quan tâm hắn, thẳng nổi lơ lửng thân thể đi thẳng về phía trước. Chờ một chút, bỗng nhiên, lão nhân kia mở miệng, đạm mạc lên tiếng, phía trước là tiêu vong chi địa, ngươi như lại đi về phía trước, thì thật về không được. Mi đầu lắc một cái. Cái kia hư ảnh một mặt kỳ quái nói, cái gì là tiêu vong chi địa? Nguyên thần tiêu tán địa phương, lão nhân đạm mạc lên tiếng. Nhìn hai bên một chút, một mảnh sương mù, không có đường, hướng về, sau nhìn qua, cái kia chỗ trải qua chi địa cũng là đen kịt một màu, hư ảnh trong mắt một trận mê mang, vậy ta cái kia đi chỗ nào? Không khỏi trì trệ, lão nhân kia dừng một cái, không nói gì, hoặc là nói không ra lời. Cuối cùng, lại là thở dài, tại chỗ này đợi một chút đi. A, hư ảnh gật gật đầu, mười phần nghe lời đến đứng tại cái này địa phương. Nhìn về phía trước đen kịt một màu, nhìn về phía sau cũng là hắc ám bát ngát, hai bên càng là hỗn độn một mảnh, chỉ có hắn cùng lão nhân đứng đấy cái này một mảnh, còn rõ ràng. Cửu u, cửu u, chúng ta chờ ngươi trở về. Cái kia như là từ viễn cổ truyền đến kêu gọi, vang lên lần nữa, thân thể lão nhân hơi chấn động một chút. Không nói gì. Hư ảnh nhìn đến, lại là không khỏi nghi hoặc lên tiếng, bọn họ đang gọi. Là ngươi sao? Đúng vậy à. Vậy ngươi vì sao không đáp bọn họ? Bởi vì bọn hắn nghe không được, cũng không mặt mũi trả lời. Lão nhân phía sau lưng không khỏi hơi hơi khom người, than nhẹ lên tiếng, lão phu đáp ứng bọn hắn sự tình không có làm đến, cũng không thể trở về. Hư ảnh quay đầu nhìn chung quanh một chút, vẫn là mênh mông mông lung. Không có đường, sau đó không sai gật đầu, đúng vậy a, không thể quay về, đều không có đường đi, trừ. Nói, hư ảnh nhất chỉ phía trước cái kia mảnh đen nhánh, sâu xa nói, trừ chỗ đó, còn có thể đi. Nhưng là vừa vào chỗ đó, thì vĩnh viễn ra không được, cũng không thể trở về. Lão nhân thăm thẳm lên tiếng, thở dài nói, lão phu còn muốn trở về, tuyệt đối không thể lại đi về phía trước. Hư ảnh trầm ngâm một trận, gật gật đầu. Nhưng thân thể lại là không tự chủ được tung bay về phía trước. Mà hắn lướt qua về sau, sau lưng trong nháy mắt hóa thành đen nhánh,
không có bất kỳ cái gì đường lui. Lão nhân giật mình, bất giác nhất thời hét to lớn tiếng, ngươi làm gì, không phải không để ngươi lại hướng trước sao? Thế nhưng là, ta chỉ có con đường này à? Thân thể bất giác trì trệ, hư ảnh nhìn về phía lão nhân, mê mê mang mang nói. Lão nhân không nói gì, chỉ là thân thể tại run không ngừng, tựa hồ tương đương sợ hãi giống như. Hư ảnh không hiểu, tiếp tục đi đến phía trước. Chờ một chút. Chợt, lão nhân hét lớn một tiếng, gọi lại hắn, tại ngươi đi về phía trước đó, có thể hay không trả lời trước lão phu một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi là ai? Không khỏi khẽ giật mình, cái kia hư ảnh mi đầu thật sâu nhăn lại, lại là trong mắt mê mang lắc lắc đầu, không biết. Ta là ai? Đáp ứng lão phu, trước khi nghĩ thông vấn đề này, không muốn lại đi về phía trước. Thở sâu, lão nhân bình tĩnh nói. Cái kia hư ảnh gãi cái đầu, gật gật đầu, nhưng là rất nhanh, liền lại lâm vào mê mang, cước bộ không tự giác hướng trước di chuyển, tràn vào trong bóng tối, trong miệng thì thào lên tiếng, đúng a, ta là ai, ta là ai. Xong, lão phu thẹn với các vị, không thể quay về. Bất giác thở dài, lão nhân toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời thở dài, hắn nguyên thần đã suy yếu tới cực điểm, lập tức liền muốn tán loạn, liền một tia tàn niệm đều không. Đừng nói mình tính danh, ha ha, cái gì đều mê mang. Lão phu, muốn theo hắn mà đi. Ta là ai, ta là ai? Hư ảnh từng bước nứt ra đi qua bên người lão nhân, lại là hoàn toàn không có phát hiện, chẳng biết lúc nào, lão nhân lại cùng hắn sóng vai đồng bộ, hướng cái kia trong bóng tối đi đến, không nói một lời. Soạt. Đột nhiên, ngay tại lúc này, mông lung trong không gian, một đến lập lòe lên chói mắt ánh sáng. Một đoàn to lớn kim sắc hỏa cầu, ở trên bầu trời rạng rỡ phát sáng. Long lanh quang huy chiếu dọi hướng cái kia hư ảnh mông lung mặt mũi, lại là nhất thời chiếu dọi ra một chương quen thuộc khuôn mặt, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Mà cũng thì vào giờ phút này, phảng phất là làm ra hô ứng giống như, hô một tiếng vang nhỏ, hư ảnh cái trán bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh, tiếp lên hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đem hư ảnh hóa thành một đạo thanh sắc hỏa nhân. Ta là ai? Ta là ai? Trong miệng một mực lầm bầm, hư ảnh trong mắt tản ra mông lung chi sắc, nhưng khi cái kia thanh viêm lan tràn đến hắn trong mắt lúc, lại là một đến làm cho hắn trong mắt chừng một cái, tựa hồ nhất thời tỉnh táo lại giống như, hét lớn lên tiếng ta. Ta là Trác Phàm, ma hoàng Trác Phàm. Như là vương giả tuyên thệ, cái này âm thanh giống to vang vọng khắp nơi, mà bốn phía những cái kia mông lung cũng nhất thời trong nháy mắt tiêu tan tản mát. Vốn là trước sau hai phe một mảnh đen kịt chi địa, cũng tại cái này thoáng qua ở giữa, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Mảnh không gian này, bỗng nhiên hóa thành một mảnh sáng ngời chỗ, sinh cơ bừng bừng. Trác Phàm thân thể chậm rãi hiện lên, dần dần hướng cái kia hư không bên trong ngọn lửa màu vàng óng lướt tới, thế nhưng là còn không đợi hắn dung nhập cái kia trong ngọn lửa, lại phảng phất là chợt nhớ tới cái gì đến giống như, đột nhiên quay người nhìn qua, đã thấy lão nhân kia bóng người. Ngay tại cái này long lanh chiếu dọi xuống, dần dần biến mất. Ngươi, là ai? Trác Phàm giống to lên tiếng. Không có trả lời, lão người thân ảnh đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ngay tại Trác Phàm muốn hoàn toàn dung nhập cái kia ngọn lửa màu vàng óng trước một khắc, lão nhân cười khẽ lại là bỗng dưng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chúng ta sớm muộn còn sẽ gặp mặt, thời khắc sinh tử, hoặc là ngươi ta đại đạo công thành về sau, ha ha ha. Oanh! Một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên, hỏa quang văng khắp nơi, Trác Phàm một cái cá chép nhảy, nhất thời theo ngọn lửa màu vàng óng bên trong nhảy dựng lên, song đồng ánh vàng lóe lên, cuồn cuộn kim viêm không ngừng thiêu đốt. Toàn thân cao thấp, nói lấp phải màu vàng óng lúc ẩn lúc hiện, phát ra nóng rực chi khí, tựa hồ có thể đem bốn phía hết thảy đều hòa tan giống như. Rốt cục sống tới a, tiểu tử. Đúng vào lúc này, Trác Phàm còn đến không kịp điều tra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hét lớn một tiếng lại là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một cái như ngọn núi lớn nhỏ cự đầu rồng, chính không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt còn thỉnh thoảng tản ra tà dị ánh sáng. Toàn thân ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, liền không khí đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, nung đỏ cả một phiến khu vực. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác kêu lên sợ hãi, thượng cổ ngũ đại thánh thú, phần thiên long tổ. Nơi này là, phần viêm cốc. Hắc hắc hắc, không tệ, nơi này chính là lão phu địa bàn, hoan nghênh đến đây làm khách.
nhếch miệng cười một tiếng, Long Tổ nhất thời phun ra một miệng nóng rực khí lãng, Thiêu Nướng Trác Phàm ngăn không được lui về phía sau. Bất giác trong lòng hoảng hốt, Trác Phàm trong mắt chớp động lên thật sâu nghi hoặc, hắn tại sao lại tới nơi này? Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn kinh dị, một bên Diệp Lân thản nhiên nói, là ta mang ngươi đến, lúc đó ngươi bị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông người vây công, đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thần hồn nhục thể đều muốn hủy diệt, chỉ có sư phụ ta có thể cứu ngươi, cho nên ta đem ngươi mang đến nơi này. Diệp Lân, là ngươi, mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm ngửa đầu yên tĩnh suy nghĩ một chút, chợt đến hét lớn lên tiếng, đúng, Khuynh Thành các nàng đâu, các nàng thế nào? Nheo mắt, Diệp Lân tựa hồ có chút kỳ quái, ngươi chừng nào thì bắt đầu để ý người khác. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, các nàng thế nào? Các nàng không có việc gì, ta lúc đó đi lúc, chỉ có ngươi một người ứng chiến, ngăn lại Thiên Địa Chính Nghĩa Tông mấy trăm người. Về sau ta thay ngươi đem bọn hắn xử lý, cũng không khả năng lại có truy binh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật dài nhẹ nhõm, Trác Phàm yên tâm gật đầu. Thực lúc đó hắn ngăn lại đối phương 3 ngày 3 đêm. Phần lớn thời gian đã mất đi ý thức, có thể nói cũng là chết. Chỉ là dựa vào một hơi, y nguyên kiên trì. Chỗ lấy cuối cùng hắn đến tột cùng cản bọn họ bao lâu, hắn chính mình cũng không biết, càng không biết Sở Khuynh Thành các nàng về sau vận mệnh. Phần Thiên Long Tổ nhìn lấy đây hết thảy, lại là mắt rồng chừng một cái, ngạc nhiên nói, tiểu tử, người vừa mới nói người, đến tột cùng theo ngươi quan hệ thế nào. Ách, khởi bẩm Long Tổ, cái kia là tại hạ phu nhân. Nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, Trác Phàm thành thật khai báo, hắn đối với dạng này tuyệt thế cường giả, thế nhưng là rất thức thời. Thế nhưng là nghe đến hắn trả lời chắc chắn, Long Tổ lại là nhất thời nhẹ hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra 2 ống nhiệt khí, lạnh lùng nói, vậy lão phu muốn khuyên ngươi, vẫn là tranh thủ thời gian cùng những người này đoạn lui tới a, chẳng lẽ chính ngươi thân hãm loại nào tình cảnh, chính mình không biết sao? Nếu như ngươi thật vì phu nhân ngươi suy nghĩ, vậy liền triệt để rời đi nàng đi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ mà nhìn xem hắn. Nhẹ nhàng liếc đã rơi vào ngu ngơ Trác Phàm liếc một chút, Long Tổ không để ý tới hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Lân, thản nhiên nói, người đi ra ngoài trước a, lão phu có mấy lời muốn theo tiểu tử này đơn độc tâm sự. Nói, Long Tổ một cái cự chảo liền hô một tiếng, tại hư không vạch một cái. Nương theo lấy nóng rực nhiệt độ cao, cái kia hư không cũng nhất thời thiêu ra một cái lỗ trống, chiếu rọi ra phía ngoài Tú Lệ sông núi cảnh đẹp. Thật sâu nhìn còn có chút mờ mịt Trác Phàm liếc một chút, Diệp Lân hướng Long Tổ khom người cúi đầu, liền chậm rãi lui ra ngoài. Cái kia lỗ trống lại chậm rãi hợp lại, nơi này vẫn là một cái hoàn toàn bịt kín, liệt diễm biển lửa không gian. Cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người vừa nói rốt cuộc là ý gì? Mí mắt nhìn không được hơi hơi run run. Trác Phàm trong lòng có chút bất an, rung động nói ra, lại là hoàn toàn không có ngày thường khí thế. Có lẽ Long Tổ vừa mới một câu, chính là chạm đến đáy lòng của hắn lớn nhất sợ hãi. Nhìn chằm chằm cái kia cứng ngắc sắc mặt, Long Tổ trong lòng không sai, không khỏi trong mắt chừng một cái, hét lớn lên tiếng, tại lão phu trả lời ngươi cái vấn đề trước, ngươi muốn trước thành thật trả lời lão phu đặt câu hỏi mới là. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao tuổi còn trẻ liền đạt được nhiều như vậy đại nhân vật truyền thừa? Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm hơi hơi trầm ngâm một chút, cũng không có mở miệng. Đây là đáy lòng của hắn bí mật lớn nhất, sẽ không dễ dàng bày ra, cho nên có chút do dự. Mau nói, không phải vậy đến lúc đó ngươi hối hận đừng vội, cũng đừng oán lão phu không có để điểm qua ngươi. Xít lên một tiếng, bay thẳng tâm mạch, Long Tổ dường như đã bắt đến hắn tay cầm, nghiêm nghị cảnh cáo. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm đáy lòng cười khổ một tiếng, lần này đàm phán thật là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, không chiêu đều không được. Bất quá cái này cũng không quan hệ, dù sao tại Kình Thiên Côn Bằng chỗ đó, hắn đã không sai biệt lắm giao phó xong, tại Long Tổ trước mặt, lại nhiều bàn giao một số, cũng không có gì quan trọng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, vì sao Long Tổ để hắn rời xa tất cả mọi người, bao quát Khuynh Thành. Kết quả là... Hắn liền 1 năm 1 mười đem chính mình 2 đời kinh lịch nói ra, bao quát Côn Bằng cũng xin nhờ hắn, đang một mực tìm thánh thú khác sự tình. Nghe cái này trước sau chân tướng, Long Tổ không khỏi hơi hơi sững sờ, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, cảm thán lên tiếng, tiểu tử, người cũng thật xem như kỳ nhân, lại có như thế không thể tưởng tượng cảnh ngộ. Người phải biết,
những cao thủ này truyền thừa, bất kỳ một cái nào, đều là tầm thường tu giả nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt, ngươi lại là đều chiếm đủ. Ha ha ha, chúc mừng, riêng là cửu u lão gia hỏa kia bàng môn tà đạo, thế mà có thể dựa vào tàn niệm chuyển sinh, liền lão phu cũng không khỏi muốn viết cái thật to chữ phục a. Bật cười một tiếng, Trác Phàm cũng là đạm mạc gật đầu, trong lòng đối cửu u ma đế thần thông tán thưởng không thôi. Có điều. Thế mà, đúng lúc này, Long Tổ lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung nói, tiểu tử, ngươi tuy tốt vận, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thời vận không đủ, gặp phải Côn Bằng lão gia hỏa này, lên hắn đường, đi đến chúng ta thuyền giặc. Cái này đã định trước ngươi cả đời này, đều muốn tại hoảng sợ không chịu nổi ngày qua ngày, tùy thời có tai họa ngập đầu mạo hiểm. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi cái này. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Thì theo, thượng cổ thời kỳ nói đi, ai? Thật dài phun ra một miệng nóng rực sóng lửa, Long Tổ hơi hơi run run to lớn thân thể, ngửa nhìn bầu trời, lại là có chút cô đơn, nhớ năm đó hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ thành, chúng ta ở trong hỗn độn sinh ra, thu hoạch được tối nguyên thủy năm đại lực lượng. Khiếu ngạo đại lục, không người có thể đụng, vạn thú chi vương, thiên hạ bái phục. Lúc đó chúng ta ngũ đại thánh thú trong mắt chỉ có lẫn nhau, vì tranh giành người nào mới thật sự là thiên địa đệ nhất chúa tể, mà chém giết không ngừng còn cái kia nhân loại nhỏ yếu, chẳng qua là chúng ta lương thực, cho tới bây giờ không để vào mắt. Cứ như vậy, mấy chục triệu qua sang năm, chúng ta ngũ đại thánh thú giao chiến không dưới trăm vạn còn lại chàng, lại đều là không phân thắng thua, vẫn không có tranh giành ra người nào mới thật sự là thiên hạ chúa tể, thú trung chi vương. Mà Côn Bằng lão gia hỏa kia, có lẽ là bởi vì hắn lực lượng chính là hỗn độn thanh viêm, điều hòa âm dương, cho nên tính tình cũng khéo đưa đẩy được nhiều, thậm chí là cáo giả. Cho nên cùng chúng ta còn lại bốn thú quan thắt cũng rất hòa hợp, thường xuyên điều giải không tất yếu mâu thuẫn, nhưng hắn còn chưa đủ lấy trở thành ngũ đại thánh thú đứng đầu. Dù sao luận thực lực, hừ hừ, chúng ta thế nhưng là không có một người phục lẫn nhau. Trác Phàm gật gật đầu, thánh thú tính khí cùng dã thú không có gì sai biệt. Người không đem nó triệt để đánh bại, căn bản không có khả năng thuần phục. Chỉ dựa vào khẩu độn, giảng đạo lý, hoàn toàn không có cái gì chứng dùng. Thế nhưng là, ngay sau đó, Long Tổ mi đầu lắc một cái, tiếp tục nói, có một ngày, tại chúng ta còn chưa phát giác dưới, chúng ta nhàn nhã thời gian lại là chấm dứt. Vốn là chúng ta chưa bao giờ chính thức nhìn qua liếc một chút trong nhân loại, ra 10 vị cường giả. 10 người này thông qua cảm ngộ thiên đạo. Sáng tạo công pháp vũ kỹ, đúng là thu hoạch được có thể cùng thánh thú linh thú chống lại lực lượng. Thậm chí bên trong mạnh nhất 3 người lực lượng, đã có thể hoàn toàn áp chế chúng ta. Về sau 10 người này được xưng là thượng cổ thập đế, mà bọn họ lực lượng thì là bị tôn xưng là chư thiên thập đạo, có phá thiên địa, đoạt nhật nguyệt tạo hóa. Nhân loại tại bọn họ lôi kéo dưới, cũng bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, tu luyện công pháp vũ kỹ, dần dần cường thịnh lên. Vô số cường giả phát lên. Linh thú theo đại lục bá chủ địa vị vẫn lạc, dần dần bị khu trục đến trong núi rừng. Đến tận đây, chúng ta mới rốt cục tỉnh ngộ, nguyên lai thiên đạo đại công. Tuy nhiên chúng ta trời sinh cường hãn, nhưng linh tính không đủ, bất luận thánh thú vẫn là linh thú, đều không có cảm ngộ chi tâm, khó lên đỉnh phong. Nhân loại tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại linh tính khá cao, có lên trời vào phòng cơ hội, riêng là 10 người kia, đã đạt đến trên đời này mạnh nhất đỉnh phong vị trí. Nói đến đây, Long Tổ không khỏi vừa dài thán một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm nói, đúng à tiểu tử, trong cơ thể ngươi còn không có huyết ma lão tổ truyền thừa huyết anh sao? Thế nhưng là đó bất quá là ngoại lực thủ đoạn, ngươi nếu thật muốn đạp vào đỉnh phong, lại là không có cái gì chứng dùng. Biết vì sao năm đó huyết ma lão tổ tuy mạnh, liền đế cảnh cao thủ đều không muốn trêu chọc, nhưng thủy chung ở vào thánh giai sao? Ách, không phải là bởi vì hắn quá rêu rao, chưa tới đế cảnh. Trước bị làm chết. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm thì thào lên tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, Long Tổ lại là lúc này cười to lên, châm chọc nói, ngươi tiểu tử này cũng thật sự là tin đồn, Phàm là cường giả, càng là ở vào cao vị, càng là chân quý tánh mạng, dù sao tu luyện không dễ. Cái nào có như thế rêu rao thế hệ, biết rõ bản thân thánh giai, lại muốn đi khiêu chiến đế giai, coi như mạnh hơn, đó cũng là muốn chết a. Không khỏi khẽ giật mình. Trác Phàm suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, ta muốn là năm đó huyết ma lão tổ lời nói, rõ ràng có thể đợi đột phá đế giai mới sắt, càng cầu vững vàng một chút a.
Đó là bởi vì... Lúc này, Long Tổ trong mắt ngưng tụ, bình tĩnh lên tiếng, chư thiên thập đạo là nắm chắc, danh vị đã bị thập đế chiếm, còn lại người muốn lên vị, tất yếu kéo xuống nhất đế mới được. Đây chính là huyết ma lão tổ vì sao một mực tìm đường chết, muốn khiêu chiến đế cảnh cao thủ, sau cùng rốt cục tìm đường chết thành công nguyên nhân. Ngươi từng là thánh vực ma hoàng, chắc là kiến thức rộng rãi mới là. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thế gian chỗ có công pháp vũ kỹ, đều tại cái này 10 đạo bên trong, trốn không thoát liên lụy sao? Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, nói như vậy. Chẳng phải là... Không tệ. Trong mắt tinh mang lóe lên, Long Tổ bình tĩnh nói, thập đế không diệt, cho dù là nhân loại tu giả, cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh, đây là thiên địa định số. Thiên địa âm dương thăng bằng, trong thiên địa này cường giả cũng tuyệt không thể quá nhiều, nếu không liền sẽ đánh vỡ cái này thăng bằng. Chư thiên thập đạo cũng là thăng bằng, vẫn lạc một đạo, mới có thể lại đến một đạo, nếu không thế gian này tất cả mọi người, đều muốn tại cái này chư thiên thập đạo chung vân chuyển, trốn không thoát đến. Không khỏi kinh ngạc nhìn ngơ ngác, Trác Phàm có chút không cam lòng nắm nắm quyền đầu, đây chẳng phải là nói. Tất cả tu giả, thành tựu tối cao chỉ có thể đến thánh cảnh. Vậy cũng chưa chắc. Chậm rãi lắc đầu, Long Tổ thản nhiên nói, lão phu vừa mới nói, muốn chết một đạo, mới có thể lại đến một đạo, đời đời thay đổi. Nhân loại tu giả ngộ đạo, thực chính là muốn đạp vào đỉnh phong, trở về thiên địa chí cao cảnh giới. Chỉ là phần lớn tu giả sở ngộ chi đạo, vẫn tại 10 đạo bên trong, người căn bản là không có cách siêu thoát. Nhưng nếu người có thể ngộ đến 10 đạo bên ngoài đạo thống, tuy nói rất khó, nhưng thì có tiến vào đế cảnh tư cách. Sau đó nhập một đạo, tất nhiên có một đạo khác vẫn lạc, đây là thiên ý. Cho nên lúc ban đầu huyết ma lão tổ khiêu chiến đế cảnh cao thủ, là từ cho là mình huyết đạo, là chư thiên chi đạo bên ngoài đạo thống, có thể làm mới đạo thống, đem thập đế một trong kéo xuống ngựa. Thế nhưng là hắn sai thì sai tại, huyết đạo. Không, phải gọi huyết ma đạo, chính là cửu u dưới chướng ma đạo sở thuộc. Cái này đã định trước hắn vẫn như cũ là thánh giả, khó tấn đế vị. Tuy nói cái kia huyết anh lợi hại, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn, cảnh giới lại là xa xa không đạt được thập đế loại kia trưởng khống thiên hạ chi lực. Trác Phàm gật gật đầu, trong lòng thổn thức không thôi. Khó trách qua nhiều năm như vậy, trừ thượng cổ thập đế bên ngoài, lại không đế cảnh cao thủ xuất hiện, ban đầu tới yêu cầu cao như vậy a. Cho dù không có thập đế ở nơi đó dành chỗ, tự thân cũng muốn ngộ được một đạo, trở thành đạo tổ, mới có tư cách vấn đỉnh đế cảnh. Cứ như vậy, tại cái này công danh lợi lộc thế giới, ngược lại là thật không có mấy người có tư cách này. Chính mình sư phụ, Viên lão khả năng thật sự là một lòng ngộ đạo, đáng tiếc hắn có thể hay không ngộ được chân lý không nói trước, nhưng cái này tư chất cũng là một khảm, tu vi phía trên không đi a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, đế cảnh con đường, quả nhiên khó khăn long đong, người phi thường có thể đụng. Thật sâu liếc hắn một cái, Long Tổ dường như xem thấu khác ý nghĩ, không khỏi cười lạnh, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây chính là khó khăn nhất sao? Sai, đối với thập đế cùng chúng ta ngũ đại thánh thú tới nói, đế cảnh đã là quá khứ thức, không có gì quan trọng. Mà tránh thức để cho chúng ta để ý là, cho dù đến đế cảnh, chúng ta cũng bất quá là thiên địa pháp tắc đồ chơi, vẫn như cũng bị thật sâu uy hiếp, không cách nào trưởng khống thiên hạ tất cả. Chư thiên thập đạo tuy nhiên vững như bàn thạch, nhưng dù sao không an toàn, vẫn là có khả năng phát sinh bị thay thế mạo hiểm. Bởi vậy, chúng ta dự định hướng cảnh giới cao hơn xông vào, mà cái này cũng tạo thành về sau một hệ liệt biến đổi lớn phát sinh, bao quát người sau này vận mệnh, cũng liên lụy bên trong. Thân thể nhìn không được chấn động, Trác Phàm sắc mặt dần dần ngưng trọng, mi đầu cũng thật sâu nhăn lại đến, chăm chú nhìn chăm chú về phía Long Tổ chỗ đó, chờ lấy hắn đáp án. Nhân loại lấy lĩnh hội làm chủ, muốn đột phá, dựa vào là cảnh giới. Thánh thú lấy lực lượng vi tôn, muốn tiến thêm một bước, tất yếu tập hợp càng mạnh lực lượng. Mà cái này liền trở thành về sau, dẫn phát thượng cổ cường đại nhất chiến căn nguyên. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo sắc bén tinh quang, Long Tổ không khỏi khẽ cắn môi, đúng là không che giấu chút nào lộ ra trần trụi hận ý, tất cả mọi người đang tìm kiếm bên trong đột phá cơ hội, lại đều không được pháp, nhưng là có hai đế cùng một thú, lại là có chính mình cảm ngộ, bọn họ chính là mạnh nhất thiên đế, kỳ lạ nhất cửu u, còn có vô sỉ nhất côn bằng lão gia hỏa kia. Nếu là không có hắn lời nói, bá thiên lôi hoàng cũng sẽ không bi thảm thiên đế độc thủ.
Mi đầu nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm trong lòng cả kinh, kêu lên, làm sao? Bá Thiên Lôi Hoàng là bị Thiên Đế làm hại. Không tệ, nếu không cái kia Tử Lôi Kim Nhãn như thế nào? Bất giác suy cười một tiếng, Phần Thiên Long Tổ sâu xa nói, lúc trước hai người này một thú nghĩ đến đột phá đế cảnh phương pháp đều có khác biệt, Thiên Đế muốn lấy Không Minh Thần Đồng, thâu tóm vạn vật. Đã đem thiên hạ giữ trong lòng bàn tay, dĩ nhiên chính là thiên địa chúa tể. Cửu U Ma Đế thì là suy nghĩ, có thể đem vạn vật hóa về chính mình có, mới thành thiên địa đại đạo. Thiên địa lực lượng, không phải liền là đem thế gian hết thảy, đều nắm giữ ở trong tay sao? Cho lấy cho đoạt, đảm nhiệm ta khống chế. Nghe được lời này, Trác Phàm không khỏi trong lòng run lên, hơi hơi gật gật đầu, ám đạo vậy đại khái cũng là thiên ma đại hóa quyết công pháp nơi phát ra. Chỉ tiếc, Cửu U Ma Đế chưa kịp tu luyện, liền đã không biết tung tích. Đến mức Côn Bằng, nói, Long Tổ đột nhiên nộ khí càng sâu, nóng rực long chảo càng không ngừng nắm lấy, tản mát ra cương mãnh cương phong, hắn vậy mà muốn chiếm lấy chúng ta còn lại tứ đại thánh thú lực lượng, quay về hỗn độn chi lực, lấy đột phá này thánh thú ràng buộc, đạt đến tối cao đỉnh điểm tầng thứ. Cái gì, ngũ đại thánh thú chi lực hợp nhất, không khỏi giật mình, Trác Phàm nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ, nguyên lai cái này sáng tạo nghĩ, không phải hắn trước hết nghĩ đến, sớm tại thượng cổ, Côn Bằng liền đã có quyết định này. Nếu là hắn không có dung hợp qua bên trong bốn đại lực lượng lời nói, Trác Phàm nhất định cảm thấy cái này Côn Bằng điên. Năm loại cực hạn lực lượng đụng vào nhau, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, còn không nhất thời nổ tung. Vậy đơn giản là tự chịu diệt vong. Nhưng là nguyên nhân chính là hắn đã từng dung hợp qua loại lực lượng kia, mới biết, cái kia thật là so ngũ đại thánh thú bất kỳ một cái nào lực lượng, đều cường hãn hơn tồn tại. Thậm chí, cái kia căn bản chính là một loại khác cảnh giới, thiên địa khác biệt. Cho nên, Côn Bằng tuy nhiên tâm tư không thuần, nhưng cái phương hướng này xác thực chọn đúng còn có thể thành công hay không dung hợp, hoàn toàn thì nhìn khác thủ đoạn vấn đề. Hơi hơi gật gật đầu, Long Tổ một mặt âm trầm, tiếp tục nói, từ khi thập đế xuất hiện về sau, chúng ta cũng không thể lại giống như kiểu trước đây xem thường nhân loại, nhưng là nhân loại tâm tư gian xảo, không giống linh thú như thế ngay thẳng. Vì cùng bao quát thập đế ở bên trong nhân loại cường giả liên hệ, chúng ta mới không thể không đề cử trong chúng ta xử sự lớn nhất khéo đưa đẩy Côn Bằng vì thánh thú đứng đầu, ra mặt ứng phó nhân loại cường giả đàm phán. Nhưng ai biết cái này Côn Bằng quả nhiên là điều hòa âm dương cao thủ, cùng nhân loại tiếp xúc nhiều, liền nhiễm nhân loại rất nhiều gian trá chi khí. Vì khảo nghiệm năm loại sức mạnh dung hợp khả năng, hắn sáng chế một bộ ngũ thú hợp lực chấn thiên diệt thế trận, lừa gạt chúng ta nói là đối phó thập đế dùng. Kết quả trận pháp luyện thành ngày đó, năm loại sức mạnh tuy nhiên tăng gấp bội, nhưng cũng không có dung hợp một tia. Có vẻ như có chút thất vọng, cảm thấy lực lượng chỗ lấy không có dung hợp, là cái này năm loại sức mạnh còn phân biệt tại ngũ đại thánh thú thể nội, không có quy về một chỗ. Cho nên, hắn cuối cùng bí quá hóa liều, muốn cưỡng đoạt chúng ta lực lượng, sau đó liền tìm tới Thiên Đế giúp đỡ, mà kẻ cầm đầu ngộ hại, cũng là Bá Thiên Lôi Hoàng. Cái kia nói như vậy. Tiểu Tam Tử không phải rất nguy hiểm, trong lòng bất giác giật mình, Trác Phàm không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên hắn đối cái này Côn Bằng sớm có nghi hoặc, nhưng gặp hắn vẫn chưa làm ra cái gì có hại bọn họ sự tình, liền cũng dần dần để xuống cảnh giác. Nhưng hôm nay nghe đến Long Tổ nhắc đến Côn Bằng mục đích, đem Kỳ Lân Chi Tử Cổ Tam Thông thả ở hắn nơi đó, há không phải tương đương đem thịt bầy ở trong miệng sói a? Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm tâm tư, Long Tổ hơi hơi lúc lắc long đầu. Thản nhiên nói, yên tâm đi, lão gia hỏa kia sẽ không ra tay với tiểu hài tử, dù sao còn không có dưỡng thục đây. Giữa thiên địa tất cả năng lượng, đều nói một cái thăng bằng. Một cái tiểu Kỳ Lân lực lượng, với hắn mà nói còn chưa kịp nhét kẽ răng đây, hiện tại thì dung hợp, quá sớm. Huống hồ, hắn cuối cùng cũng không có tìm được dung hợp chi pháp. Không sai gật đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, loại sự tình này trong lòng của hắn cũng minh bạch. Nhưng chính là không yên lòng Tiểu Tam Tử lại ở lại tại một cái tùy thời muốn nuốt hắn lão gia hỏa bên người. Riêng là, lần này hắn để ngươi tìm đến chúng ta, nói dễ nghe một chút là cứu chúng ta. Nhưng mọi người tâm lý đều hiểu, ngươi cho dù có rảnh minh thần đồng tử, nhưng công lực không đủ, sao có thể cứu cho chúng ta. Hắn ý tứ chỉ là muốn giảng hòa, dù nói thế nào, chúng ta bây giờ đều có địch nhân chung. Thiên Đế! Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trác Phàm lúc này xuất khẩu. Một mặt ngưng trọng gật đầu, Long Tổ nói tiếp, không tệ,
lúc trước hắn tìm ngày đế làm minh hữu, quả thực 10 phần sai. Thiên đế dã tâm, so với hắn lớn hơn, tại đoạt bá thiên lôi hoàng hồng mông tử lôi về sau, lúc này trở mặt. Thiên đế tính cách cao ngạo, người nào đều chưa từng để vào mắt, bao quát chúng ta ngũ đại thánh thú cũng giống vậy. Bất quá thánh thú lực lượng, hắn vẫn là kiêng kỵ. Càng bá thiên lôi hoàng tử lôi, lấy hủy diệt chi lực lấy xưng, là ngũ đại thánh thú bên trong sức mạnh đáng sợ nhất. Nếu là hắn liền cái này tử lôi đều có thể hấp thu, như vậy thiên hạ thì không có bất kỳ cái gì sự vật, có thể chạy ra hắn không minh thần đồng chấn nhiếp bên ngoài. Hắn cùng Côn Bằng hợp tác, chỉ là tại khảo nghiệm chính mình lực lượng thôi. Một khi xác định chính mình thực lực, hắn cũng liền cái kia áp dụng chính mình tránh thức kế hoạch, đem thiên hạ vạn vật, thâu tóm bên trong. Cái đó là, cái gì, nheo mắt, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến vài thứ, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ra. Khóe miệng xẹt qua một đạo cười nhạo đường cong, Long Tổ không khỏi mỉa mai cười ra tiếng, ngươi là không minh thần đồng người thừa kế, không minh thần đồng sức mạnh lớn nhất, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tân thế giới. Không tệ, cũng là bỗng dưng sáng tạo một cái thế giới, đem tất cả mọi thứ đều đặt vào, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Thật sâu hít một hơi. Long Tổ trong hai con ngươi tựa hồ cũng ít có lộ ra vẻ kiêng dè, đây tuyệt đối là toàn bộ đại lục tai nạn, tất cả mọi thứ, bị thiên đế hấp thu vào trong mắt, cho lấy cho đoạt, cùng gia súc không có gì khác nhau. Hoặc là càng đáng sợ là, hắn muốn dùng toàn bộ đại lục lực lượng, trợ hắn đột phá cái này đế cảnh, đạt đến chánh thức vô thượng quyền uy. Loại chuyện này, khác nói chúng ta thánh thú không thể nhịn, còn lại mấy vị đế cảnh cao thủ, cũng là không thể chịu đựng được. Kết quả là, thượng cổ thập đế ở giữa đại chiến bắt đầu. Trận đại chiến kia, kéo dài toàn bộ đại lục, khói lửa ngập trời, nhất chiến mấy ngàn năm trôi qua, sinh linh đổ thán. Thiên đế tuy mạnh, nhưng về sau có lẽ liền hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, vì phòng ngừa chính mình tuyệt học thất truyền, đúng là dùng hồi ảnh thạch ghi chép lại, giấu ở một chỗ trong kết giới. Chúng ta biết được tin tức, liền đi đem nó trộm ra, tốt thăm dò không minh thần đồng nhược điểm. Có điều rất nhanh. Thiên đế liền biết đây hết thảy, thẹn quá hóa giận, đối với chúng ta tứ đại thánh thú trắng trợn đuổi bắt. Thậm chí một đồng tử chi uy, sáng tạo cái này phàm giai, đem chúng ta giam lại. Nói cho cùng, cái này phàm giai chỉ là thiên đế ngục giam thôi. Chúng ta thánh thú chính là cái này ngục giam tù phạm, mỗi ngày thụ hồng mông tử lôi đập nện, muốn chúng ta giao ra đánh cắp công pháp. Thế nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, công pháp ngay tại Kỳ Lân trên thân, ha ha ha. Long Tổ ngửa mặt lên trời cười dài, lại cười bên trong có nước mắt, đường đường thánh thú thế mà bị một người một chiêu cầm tù ở đây, cái này đã không thể nói là mất mặt, quả thực khuất nhục a. Bất quá thì tính sao, ai bảo hắn là thập đế mạnh nhất thiên đế đâu. Nhưng là Trác Phàm nghe lấy đây hết thảy, lại là đã hoàn toàn ngây người. Tất cả thánh vực người đều nhất trí cho rằng tu giả tầng dưới chót nhất chỗ, phàm giai, vốn là giữa thiên địa tự nhiên sinh ra. Lại không nghĩ rằng đúng là thượng cổ thập đế đứng đầu, thiên đế một đồng tử chi uy, dùng đến cầm tù thánh thú chỗ. Đây là như thế nào thực lực a, đã cùng cái thế giới này chúa tể không có gì khác biệt đi. Cho dù đồng dạng đế cấp cao thủ, có nghịch thiên như vậy thực lực sao? Giờ này khắc này, Trác Phàm đã ngốc, Long Tổ nhìn lấy hắn, cũng là cười khổ một tiếng, thiên đế, thật là trên đời này, tiếp cận nhất thiên địa phần cuối nam nhân. Ngơ ngác sững sờ thật lâu. Trác Phàm mới lại khôi phục thần trí, thổn thức thở dài một hơi. Đến mức về sau, chúng ta tại phàm giai trằn trọc, mỗi ngày thụ lấy giày vò, thập đế đại chiến đến tột cùng kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Về sau thập đế đột nhiên biến mất, truyền thuyết đều đã vẫn lạc, đại khái đồng quy vu tận đi đều. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm một mặt cảm thán nói. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, Long Tổ liền lại là lớn tiếng cười ra, ha ha ha. Vẫn lạc, đừng nói giỡn, hắn mấy vị đế quân vẫn lạc cũng liền thôi, thiên đế vẫn lạc, làm sao có thể. Chí ít cái này ngục giam, nhưng là còn ở đây. Người nói là, thiên đế không chết, phàm giai không diệt. Ngửa đầu nhìn lên trên nhìn, Trác Phàm cũng là ngưng lông mày nói. Chậm rãi lắc đầu, Long Tổ nhếch miệng cười một tiếng, ta đây không rõ ràng, dù sao cái này phàm giai cũng là hắn một đồng tử phía dưới, tạo ra một cái đại hình kết giới mà thôi. Hắn như vẫn lạc về sau, cái này phàm giai áp chế có thể hay không biến mất ta không rõ ràng, nhưng lão phu có thể cảm giác được, hắn cái kia đáng sợ ánh mắt, vẫn tại nhìn chăm chú vào nơi này,
đang nhìn đám người lão phu có hay không chạy ra cái này tử lôi oanh sát chỗ. Ngươi nói là, thiên đế một mực đang giám thị nơi này. Cũng không phải giám thị, chỉ là nơi này tất cả mọi thứ đều tại hắn trong khống chế. Mí mắt nhịn không được run run, Long Tổ cắn răng nói, nơi này tựa như hắn lúc trước muốn sáng tạo tân thế giới một dạng, người ở đây, đều tại hắn chấp chưởng bên trong còn sống. Dường như thiên địa pháp tắc, chư thiên thập đạo, cường giả không thể quá nhiều một dạng. Hắn hiện tại cũng giống như thiên địa chúa tể giống như, áp chế nơi này cường giả tu vi. Tiểu tử, ngươi là theo thánh vực đến, nhưng là từng nghe qua có phàm giai người đi đến thánh vực sự tình sao? Nhíu mày, Trác Phàm lắc lắc đầu nói, này cũng không chú ý nhiều, bất quá phàm giai linh khí mỏng manh, rất khó có người. Chợt, Trác Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ nói đây là... Không sai. Trong mắt tinh mang lóe lên, Long Tổ bình tĩnh lên tiếng, tại phàm giai, thiên đế kết giới này chẳng những áp chế tất cả mọi người tu vi, không được có người vượt qua phàm giai lĩnh vực. Nếu là thật sự có thiên phú dị bẩm người xuất hiện, siêu phàm nhập thánh lời nói. Hừ hừ, thiên đế định ra trời phạt, cũng lập tức sẽ đến, đưa ngươi triệt để mạt sát. Nói cho cùng, nơi này chính là thiên đế tân thế giới một cái hình thức ban đầu, hắn chính là chỗ này trưởng khống giả, các ngươi chỉ là hắn tự dưỡng chuột bạch mà thôi. Nghe lấy Long Tổ kể rõ, Trác Phàm đã triệt để ngây người, thật lâu mới khó có thể tin nói cái này. Đây quả thực là thần A, đã không phải là vô cùng đơn giản một câu cường giả, có thể hình dung. Hừ hừ, thần đều không có dạng này năng lực, có thể sáng tạo thiên địa pháp tắc. Bất giác suy cười một tiếng, Long Tổ rất nhanh vừa bất đắc dĩ thở dài, nhưng là tại cái này phàm giai bên trong, thiên đế liền như là tạo vật chủ một dạng, nắm trong tay thế gian hết thảy. Đây chính là không minh thần đồng lực lượng mạnh nhất, tân thế giới A. Ngơ ngác gật đầu, Trác Phàm trong lòng cũng là một trận thổn thức, thượng cổ thập đế lực lượng, cũng chưa từng thấy tận mắt, coi là thật khó có thể tưởng tượng A. Tuy nói thông qua Long Tổ miệng hắn chỉ biết là một vị, nhưng là có thể nghĩ, hắn mấy người cũng tất không phải hạng người bình thường. Như vậy Long Tổ, ta gặp ngươi bây giờ cũng trưởng khống cái không gian này hết thảy. Ngay sau đó, Trác Phàm lại ngẩng đầu nhìn xem bốn phía cái kia một áng lửa, thăm thẳm lên tiếng, nơi này đã không có Hồng Mông Tử Lôi tồn tại, Diệp Lân hắn còn có thể tùy ý ra vào nơi này, ngài nếu là muốn xông ra nơi này, cũng hẳn là tiện tay mà thôi đi. Chỗ lấy không có ra ngoài, là sợ thiên đế phát giác sao? Hơi hơi một chút cự đầu to, Long Tổ cũng không kiêng kỵ, trực tiếp thừa nhận nói, không tệ, theo lời ngươi nói pháp, thượng cổ thập đế đồng thời biến mất, ta không rõ ràng. Thiên đế cũng theo biến mất, ta cũng không biết, đại khái cho dù không chết, cũng bị thương nặng, khó có thể tái xuất đi. Nhưng dù vậy, tại cái này phàm giai hắn vẫn là chúa tể. Có lẽ đối với các ngươi những thứ này con kiến hồi yếu ớt khí tức hắn không quan tâm, nhưng là chúng ta thánh thú một khi xuất hiện, hắn nhất định lập tức liền sẽ phát giác. Riêng là, hắn tại cái này phàm giai từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Năm đó từ hắn cùng kiếm đế cộng đồng chế tạo 5 thanh thánh binh, thì đặt ở phàm giai chấn thủ. Một khi cảm giác được chúng ta khí tức, liền sẽ đem 5 tòa thánh linh khoáng lực lượng hút hầu như không còn, bay tới chu giết chúng ta. Nếu là ở thánh vực, chúng ta khả năng không quan tâm, nhưng là tại phàm giai, có cái này không minh thần đồng kết giới chân áp, chúng ta lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, có lẽ căn bản không phải cái kia 5 thanh thánh binh đối thủ. Tuy nói bên trong một thanh, đã bị ngươi thu phục. Cái gì, phàm giai 5 châu chấn châu thánh binh, lại là thiên đế cùng kiếm đế 2 người chế tạo thành, đặc biệt nhằm vào các ngươi. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm kinh hãi lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Long Tổ thản nhiên nói, đúng vậy a, thập đế bên trong, kiếm đế chính là luyện binh cao thủ, cũng là thiên đế tâm phúc. Kết giới này tuy là thiên đế sở thiết, nhưng bên trong rất nhiều trận thức lại là kiếm đế chỗ bố trí. Cho dù chúng ta đột phá tử lôi mấy năm liên tục đả kích, cũng vạn không dám bước ra nơi này một bước. Những thánh binh kia cũng là chờ đợi cái này phòng giam binh tốt, chúng ta chạy không? Khó trách, ta nói ta không minh thần đồng làm sao thoáng cái thì chế trụ người thánh binh kia, nguyên lai hắn là coi là gặp gỡ chủ nhân, không dám động thủ a. Trác Phàm gật gật đầu, trước kia trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng tất cả đều mở ra. Giống hắn vừa vào thánh linh khoáng liền bị thánh binh công kích, nghĩ đến cũng là phát giác hắn kỳ lân tí khí tức. Nhưng là rất nhanh. Trác Phàm liền lại nhíu mày nghi nói, cái kia kình thiên côn bằng đâu? Hắn chưa bao giờ lưu tại trong kết giới,
như cũ tại phàm giai dưới bầu trời nghênh ngang hành tẩu, làm sao lại không sợ bị thiên đế phát hiện? Chẳng lẽ nói, hắn đã là thiên đế người? Đây cũng không phải, nói thật, hắn hiện tại đối thiên đế chẳng có tác dụng gì có, thiên đế cũng muốn đem hắn bắt lấy, ép hỏi công pháp hạ lạc, đáng tiếc một mực không có bắt được hắn. Cái gì, không có bắt được? Hắn như vậy lớn một cái người tại vạn thú sơn mạch ở lại, vạn thú xưng vương, đừng đề cập nhiều phách lối. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Long Tổ khoan thai mở miệng, đây chính là thiên đế duy nhất không đủ, hắn chung quy là đế cảnh, tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng còn không phải thiên địa chúa tể, vạn sự chạy không khỏi bàn tay hắn. Tiểu tử, người phải biết, Côn Bằng lão gia hỏa kia hỗn độn thanh viêm là cái gì, vốn là điều hòa âm dương, có thể hòa vào vạn vật chi chung hỗn độn năng lượng. Hắn giấu ở vạn thú sơn mạch, bằng vạn thú khí thức ẩn tàng thân hình, cho dù là tại cái này phàm giai bên trong, thiên đế muốn tìm đến hắn cũng tuyệt đối không thể nào, trừ phi nhìn đến hắn hiện thân. Nếu không, hắn thì cùng các ngươi vô số con kiến hôi khí thức một dạng, thiên đế muốn tìm hắn cũng chỉ là mò kim đáy biển a. Huống hồ, thiên đế tại thiết lập ra kết giới này, giam giữ chúng ta về sau, như thế nào lại nghĩ đến, lão gia hỏa này sớm đã ẩn thân vạn thú sơn mạch, vừa lúc ở hắn trong kết giới vỏ mền đây. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Đoán chừng hiện tại thiên đế khắp thế giới tìm lão gia hỏa này, cũng không tìm tới đâu. Trác Phàm trong lòng không sai, gật gật đầu, vừa mới phát hiện, nguyên lai cái này thanh viêm còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Hoặc là nói cái này Côn Bằng gian xảo đây, quả nhiên hoạt cực kỳ. Tốt, vấn đề này chân tướng, ân oán tranh chấp, người bây giờ đã toàn bộ giải. Lão Phu lúc trước khuyên người chặt đứt cùng những người kia lui tới nguyên do, người cũng cần phải minh bạch đi. Sốt cục, Long Tổ kể rõ hết cái này lâu năm thù cũ về sau, lần nữa trở về chính đề, trịnh trọng nhắc nhở. Thân thể nhịn không được chấn động, Trác Phàm ánh mắt hơi khép một chút, không cam lòng cắn chặt răng. Trải qua Lão Phu vừa mới thuật, người hẳn phải biết, thiên đế là cái dạng gì người, hắn thiết lập phàm giai, đem chúng ta nhốt lại, dùng tử lôi tra tấn. Dưới cơn thịnh nộ còn không có muốn chúng ta mệnh, đây là vì cái gì? Không phải liền là vì tìm về cái kia công pháp, khiến công pháp sẽ không ngoại truyền sao? Có thể nghĩ, hắn đối với mình công pháp này coi trọng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia do dự không tiết diện gò má, Long Tổ bình tĩnh lên tiếng. Bất quá cái này cũng khó trách, không minh thần đồng là hắn lập thế căn bản, nếu là có người giải cái này công pháp, biết ưu điểm và khuyết điểm, chắc chắn đối với hắn tạo thành cự đại uy hiếp, đây là thiên đế tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu không phải lúc trước hắn đối mặt đông đảo đế cấp cao thủ vây công, thật lực bất tòng tâm, muốn lưu nhất hậu tay, truyền thừa hậu nhân lời nói, đoán chừng căn bản sẽ không ghi chép cái này một công quyết. Thân thể khẽ run lên, Trác Phàm bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Song quyền càng là nhìn không được nắm lại. Bất đắc dĩ thở dài, Long Tổ tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi truyền thừa thập đế bên trong mạnh nhất đế cấp cao thủ, thiên đế tuyệt học, đây là ngươi may mắn, nhưng cũng là ngươi bất hạnh. Lúc trước Côn Bằng giật dây ngươi đi tìm Kỳ Lân, tuy nhiên có kéo ngươi lên thuyền giặc chi ý, nhưng chung quy ngay từ đầu là chính ngươi tham lam gây nên, muốn tìm cái này vô thượng chí bảo, cái này không thể trách ai được. Bây giờ ngươi đã truyền thừa không minh thần đồng tuyệt học. Vậy liền mang ý nghĩa, ngươi là thiên đế tất trừ người, ngươi địch nhân là cái thế giới này cường đại nhất tồn tại, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ có chết nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn phu nhân ngươi, còn có người khác cũng theo chịu dạng này mạo hiểm sao? Vậy ta không muốn cái này thần nhãn, ta phế đối với bảng hiệu, như thế nào? Thân thể hung hăng run rẩy, Trác Phàm cắn răng xuất khẩu. Chậm rãi lắc lắc đầu, Long Tổ không khỏi cười khẽ một tiếng, tiểu tử, ngươi biết như thế nào truyền thừa? Cái kia không chỉ là thần thông, còn có đạo thống. Không minh thần đồng là thiên đế cả đời lớn nhất đại tuyệt học, bên trong dung hợp hắn không minh đại đạo. Ngươi tại tu luyện lúc, chỉ tại không ngừng cảm ngộ, đại đạo hòa vào thân ngươi, xuyên vào cốt tủy thần hồn, một đời một kiếp đều không vung được. Quang phế một đôi bảng hiệu có làm được cái gì? Thiên đế, như cũ có thể theo ngươi khí tức phía trên tìm tới ngươi. Thân thể nhịn không được run run, Trác Phàm chợt đến đột nhiên khẽ vỗ cái trán. Đúng là ít có lộ ra vạn phần vẻ hối tiếc, cắn răng quan đều chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Ta, lúc trước vì sao muốn tu tập môn thần thông này? Vì sao a? Tiểu tử, nhìn ra được, ngươi là thật không muốn dứt bỏ. Nhưng là,
chăm chú đến theo dõi hắn, Long Tổ thăm thẳm lên tiếng, nếu là ngươi không muốn, chẳng khác nào hại bọn họ, ngươi không muốn bọn họ thụ ngươi liên lụy, cũng có ngày đồng dạng mất mạng thiên đế chi thủ đi. Ai, thực bỏ tức đến, đến tức bỏ, nhìn xa xa bọn họ bình an vô sự, không phải cũng rất tốt à? Thân thể hơi chấn động một chút, Trác Phàm đầy mặt giật mình lo lắng, chỉ là trong hai con ngươi, lại là vô tận thất lạc. Trước kia hắn vốn là cô độc cả đời, nhưng bây giờ không cô độc nữa. Nhưng là thượng thiên lại cùng hắn mở vô cùng lớn trò đùa, vì không cô độc nữa đi xuống, hắn lại muốn lần nữa cô độc đi xuống đi. Ha ha ha, nếu như nhân sinh thật có mệnh đồ nói chuyện, đây cũng là người nào cho ta thiết kế, đùa nghịch ta à. Khẽ vỗ hai gò má, Trác Phàm không khỏi ngột đến lớn tiếng sủi cười rộ lên, chỉ là trong tiếng cười lại là vô tận bi thương, dường như đang cười nhạo mình, lại phảng phất tại mắng chửi lão thiên. Long Tổ nhìn thấy, bất giác vội vàng dùng bén nhọn móng tay vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai, vội vàng nói, uy, tiểu tử, tuyệt đối đừng vì điểm ấy đả kích thì bị điên. Thiên đế tuy mạnh, nhưng không là hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ cần ngươi ấn lão phu dạy làm, chúng ta thánh thú nhất định có thể đánh bại hắn, bảo vệ cho ngươi bình an, thoát ly khổ hải. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không được lại vì một số việc vặt liên lụy, muốn đem lão phu nhắc nhở, đặt ở đệ nhất muốn vị. Soạt. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm toàn thân cao thấp lại là ngột đến giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, ngay sau đó thanh sắc thanh viêm cũng bắt đầu giấy lên, từng đạo tử lôi không ngừng nổ vang, kỳ lân ánh sáng bao phủ toàn thân. Thánh thú bốn đại lực lượng, vậy mà đồng thời dần hiện ra tới. Cho dù là Long Tổ gặp, cũng không khỏi giật mình. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một cỗ đen nhánh khí lưu đã là trong nháy mắt quấn lên Trác Phàm trên thân, thánh thú bốn loại sức mạnh, thì là như là bị cái này khí lưu màu đen hấp dẫn giống như, không ngừng mà bị thu nạp vào đi, dần dần dung hợp. Chẳng lẽ nói, là cái này? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Long Tổ cuộc đời lần đầu thân thể lắc một cái, lộ ra vẻ kinh dị. Răng rắc, cũng ngay một khắc này, nhưng nghe một tiếng sấm rền nổ vang thương khung, đen nhánh liệt diễm ẩm vang bạo hưởng. Tại phần Thiên Long Tổ cái kia thật không thể tin ánh mắt bên trong, Trác Phàm toàn thân cao thấp, đã là phủ đầy màu đen liệt diễm, mà lại cái kia hắc viêm bên trong, còn không ngừng có màu đen sấm sét đang không ngừng nổ tung. Khí tức khủng bố đột nhiên khuếch tán ra, liền phần Thiên Long Tổ, giờ này khắc này, cũng không khỏi đến trong lòng một chúy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là chúng ta lực lượng, dung hợp sau trạng thái sao? Ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Long Tổ không khỏi thì thào lên tiếng, thế nhưng là chúng ta lực lượng đến từ hỗn độn, vốn là sáng sinh chi lực, thế nhưng là lần nữa dung hợp về sau, tại sao lại phát ra như vậy hủy diệt khí tức? Cho dù là lão phu gặp, cũng không nhịn được sợ mất mật. Nói như thế, Long Tổ thử nâng lên một cái móng tay, nhẹ nhàng chạm thử cái kia hắc viêm, lại là nhưng nghe ba một tiếng bạo kích, Long Tổ nhất thời giật mình lùi về long chảo. Nhìn kỹ lại, hắn tay trên vuốt cái kia mảnh long giáp. Đúng là đã hóa thành hư vô. Cái này, làm sao có thể? Nhìn không được hít sâu một hơi, Long Tổ giống như nhìn quái vật giống như, nhìn lấy Trác Phàm cái kia bị hắc viêm bao phủ bóng người, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Đây chính là Côn Bằng muốn có được lực lượng sao? Thế nhưng là cái này tuyệt không phải là chúa tể chi lực, mà chính là diệt thế chi lực a. Chính nghĩ như vậy, cái kia hắc viêm cũng đang không ngừng co vào, sau cùng hoàn toàn ẩn vào Trác Phàm thể nội. Thế nhưng là làm Trác Phàm quay người nhìn về phía Long Tổ một khắc này lúc, Long Tổ lại là lúc này lần nữa giật mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, Trác Phàm khuôn mặt đã là biến đến mức dị thường lạnh lùng, đồng dạng lạnh lùng lại mang theo từng tia hủy diệt khí tức, còn có cái kia đen nhánh mắt trái. Ở nơi đó, cuồn cuộn hắc viêm cùng từng đạo hắc lôi tại liên tiếp nổ vang lấy. Long Tổ, ta hôm nay bỏ rơi, ngày sau nhất định sẽ lại thân tay cầm về. Dùng cái này cùng thiên đế hoàn toàn khác biệt, diệt thế lôi viêm đồng. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trác Phàm trên mặt lộ ra băng lãnh vẻ kiên định. Phần Thiên Long Tổ nhìn lấy đây hết thảy, lại là đã mắt trợn tròn, chỉ là đang ngơ ngác địa điểm lấy cái kia cự đầu to, trong lòng lại là xưa nay chưa từng có sinh ra sợ hãi cảm giác. Cái này màu đen lôi viêm hủy diệt khí tức, lệnh hắn đều cảm nhận được đến từ đáy lòng sợ hãi. Nóng rực trong không gian. Khắp nơi đều là ngọn lửa màu vàng óng sáng rực thiêu đốt, lại chỉ có một chỗ, không có một chút kim viêm lan tràn. Hoặc là nói,
ngọn lửa màu vàng óng này đi ngang qua chỗ đó, đều muốn vòng quanh bò sát, phảng phất tại sợ hãi lấy thứ gì giống như. Mà chỗ đó lại chính là Trác Phàm chỗ đứng, giờ này khắc này, hắn chính là một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phần Thiên Long Tổ to lớn thân rồng, một đôi tròng mắt, rất là quỷ dị. Mắt trái đen kịt một màu lỗ trống, bên trong tựa hồ có ngọn lửa màu đen cùng đồng dạng đen nhánh bôn lôi đang không ngừng nổ vang. Mà hắn phải đồng tử, đúng là xuất hiện 6 nói vầng sáng màu vàng óng, không minh thần đồng lần nữa đột phá, đạt đến 6 tầng cảnh. Phần Thiên Long Tổ nhìn lên trước mặt tên tiểu quỷ này, lại là nhìn không được co rúm lại lấy thân thể, phảng phất tại nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh quen thuộc, thế gian mạnh nhất nam nhân, Thiên Đế. Thế nhưng là so với Thiên Đế đến, hắn lại là càng có chút sợ sợ trước mặt tiểu tử này, riêng là cái kia mắt trái bên trong đen nhánh hỏa diễm. Tuy nhiên hắn biết cái này diệt thế lôi viêm đồng vừa mới hình thành, tất nhiên uy lực có hạn. Thế nhưng dù sao cũng là tứ đại thánh thú năng lượng hợp nhất gây nên, trời sinh năng lượng đẳng cấp liền tại bọn hắn ngũ đại thánh thú phía trên, đối bọn hắn có bẩm sinh uy áp. Nhìn cái này con người màu đen, hắn lý tính nói cho hắn biết, thực lực đối phương còn yếu, cái này trong mắt mạnh hơn. Hắn cũng không phát huy ra cái gì hiệu lực. Nhưng là từ bản năng phía trên, cho dù là Long Tổ, cũng là vô cùng sợ hãi. Hắn hiện tại đều có chút hối hận, đem chính mình phần Thiên Kim Viêm truyền thừa cho Trác Phàm, thế mà tạo ra như thế cái nghịch thiên quái thai. Côn Bằng lúc trước trăm phương ngàn kế nghĩ ra được trung cực lực lượng, hiện tại thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử được đến, thật không biết cái kia dân chuyên nghiệp biết được cái này chân tướng về sau, làm cảm tưởng gì. Vừa nghĩ tới này, Long Tổ lại có chút tâm tình đại sướng lên. 3. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang một được từ Trác Phàm mắt trái phát ra, Trác Phàm một tiếng quát nhẹ, nhịn không được khẽ cắn môi, che lên tròng mắt, chờ lấy tay ra về sau, hắn mắt trái đã là khôi phục như thường, không còn là cái kia đáng sợ diệt thế lôi viêm đồng, mà chính là phổ thông tròng mắt. Một đạo đỏ tươi máu tươi, chậm rãi từ cái này trong ánh mắt chảy xuống. Ách, ngươi làm sao? Long Tổ khẽ giật mình. Không khỏi vội vàng hỏi nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khẽ cau mày, lại là không nói gì thêm, nhưng là lòng hắn phía dưới dĩ nhiên đã minh bạch. Lúc trước hắn kịch liệt thất lạc phía dưới, trong đầu chỉ muốn như thế nào đối phó về sau gặp được Thiên Đế, tầm thường thủ đoạn khẳng định không được. Lúc này, hắn liền nghĩ đến cái kia đáng sợ lôi viêm, Côn Bằng lúc trước nghĩ ra được lại không chiếm được lực lượng. Sau đó đầu nóng lên, xúc động phía dưới. Đem toàn thân tứ đại thánh thú lực lượng điều động, dùng thiên ma đại hóa quyết hoàn toàn dung hợp, thì cùng song long hội phía trên đối chiến Diệp Lân đồng dạng. Thế nhưng là, đợi hắn dung hợp sau mới phát hiện, cái này lôi viêm quá biến thái, thân thể mình căn bản không chịu nổi dạng này lực lượng. Nói cách khác, cái này lôi viêm không thể chứa đựng trong thân thể, nếu không nhất định sẽ bị phản phệ, biến thành cho bụi. Kết quả là, hắn liền muốn đem cái này lôi viêm thả ra ngoài. Thế nhưng là còn không có động thủ, lại là thình lình phát hiện, cái này lôi viêm chính là trong cơ thể hắn bản thân lực lượng tụ hợp, hình thành mới năng lượng, thể nội thánh thú bốn đại năng lượng liên tục không ngừng cung cấp sinh ra, thì giống như hỏa trùng, đã cùng hắn nối liền cùng nhau, căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu trừ. Cùng lần trước song long hội, lâm thời ngưng luyện hoàn toàn khác biệt. Cái này có thể đem hắn dọa sợ, đây không phải chơi với lửa có ngày chết cháy sao. May mà thời điểm then chốt, hắn đột nhiên nghĩ đến không minh thần đồng pháp quyết, một cái chữ không, chạy không hết thảy, dung nạp vạn vật. Sau đó, hắn liền thuận lợi đột phá không minh thần đồng tầng thứ 6, không vực. Tại hư không ở giữa, lâm thời sáng tạo một cái kết giới không gian, ẩn tàng bên trong, cùng Thiên Đế cuối cùng không minh thần đồng thần uy, tân thế giới, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cái kia tử lôi kim nhãn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền đem cái này không vực giấu ở chính mình trong mắt trái, đem cái này lôi viêm chứa đựng ở bên trong, nhất thời luyện thành cái này diệt thế lôi viêm đồng. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc đó Thiên Đế giảng thuật công quyết lúc, càng nói rõ không minh thần đồng làm gốc, ngộ được không minh thần đồng, tự nhiên có thể tu luyện tử lôi kim nhãn, nguyên lai bí mật ở chỗ này a. Bất quá! Tuy nhiên hắn đã ngộ được tu luyện hành quyết, nhưng ngoài ý muốn sự tình vẫn là phát sinh. Cái kia lôi viêm đồng tử vậy mà không bị khống chế bạo động, còn thương tổn hắn mắt trái. Điều này không khỏi làm lòng hắn phía dưới nghi hoặc, đến tột cùng là cái này lôi viêm quá mạnh, không vực khó có thể trói buộc, vẫn là cỗ năng lượng này bản thân thì không ổn định đâu.
Chẳng lẽ nói, ngũ đại thánh thú lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Cái này Lôi Viêm đồng tử cũng không phải là hoàn mỹ. Nghĩ đến cái này, Trác Phàm không khỏi trong lòng trầm xuống. Phần Thiên Long Tổ thật sâu nhìn lấy hắn, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, thật dài chậm rãi một hơi. Còn tốt, cái này Lôi Viêm đồng tử không có chính thức hoàn thành, còn có tàn khuyết. Không phải vậy tiểu tử này, về sau thật là có thể là một cái so thiên đế càng nhân vật đáng sợ a. Đến lúc đó, chúng ta cũng đừng đuổi sói ăn hổ, đuổi đi một cái, dẫn tới một cái khác càng có uy hiếp tồn tại, vậy coi như vì người khác làm áo cưới, buồn bực chết. Trong lòng hai người các có chút suy nghĩ, đều đánh lấy mỗi người tính toán nhỏ nhặt. Thật lâu, chờ mắt trái thương thế hơi chút bình ổn một chút về sau, Trác Phàm mới chà chà khóe mắt đỏ tươi, nhìn về phía Long Tổ nghiêm túc nói, Long Tổ, người nói các người thánh thú đã có biện pháp, làm thế nào? Các ngươi trước kia không phải là bị thiên đế dễ dàng thì nhốt vào địa phương quỷ quái này à, còn có thể có biện pháp nào? Hừ, tiểu tử, người khác quá coi thường chúng ta. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Long Tổ ồm ồm nói, lúc trước lão phu mặc dù nói đơn giản, nhưng thiên đế muốn bắt lại chúng ta, thế nhưng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, bị thương tuyệt không nhẹ. Có lẽ chính là bởi vì này, về sau hắn cùng còn lại đế quân đại chiến về sau, mới ẩn nặc nhiều năm như vậy không xuất hiện. Lấy lão phu suy đoán, cho dù không chết, cũng rất khó khôi phục. Dù sao thời gian dài như vậy, hắn chẳng những không có ở thánh vực lộ diện, ngay cả chúng ta nơi này đều chưa thấy qua hắn cái bóng, chẳng lẽ hắn không muốn đuổi theo tìm cái kia công pháp hạ lạc sao? Duy nhất giải thích, cũng là hắn bất lực. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng run lên, âm thầm gật đầu. Cái này Long Tổ nói, ngược lại là có lý. Ẩn nặc nhiều năm như vậy, hắn nếu là không chết, vẫn còn không tái xuất, thì nhất định là hắn hiện tại đã căn bản tái xuất không, có lẽ thật sự là thương thế quá trọng quan hệ. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhìn đến Trác Phàm tựa hồ đã tán đồng hắn cái nhìn, Long Tổ vội vàng tiếp tục nói, thừa dịp thiên đế không có hoàn toàn khôi phục trước đó, mở ra cái này phàm giai kết giới, thả ta trở ra ngoài, một hơi diệt hắn nha. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, trên đời cũng không có so đây càng thời cơ tốt, xử lý thế gian này mạnh nhất nam nhân. Long Tổ to lớn trong ánh mắt chớp động lên tia lửa, hết sức kích động. Trác Phàm thì hơi hơi nhấc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, mi đầu bất giác run run nói, cái này phàm giai cũng không phải phổ thông kết giới, mà là chân chính một cái tiểu thế giới. Muốn mở ra nó nói nghe thì dễ, không có đế cảnh tu vi lời nói. Ha ha ha, yên tâm đi, lão phu sớm có kế hoạch. Bất giác khẽ cười một tiếng, Long Tổ mười phần tự tin nói, chúng ta dùng sông lên trận pháp, dùng cực hạn năng lượng cường đại trùng kích, vọt thẳng mở kết giới này mái vòm, phá cái này phàm giai áp chế, như vậy lão phu trở thánh thú tự nhiên là có thể quang minh chính đại rời núi, ai cũng không làm gì được chúng ta, ha ha ha. Mi đầu không khỏi run lên, Trác Phàm mặt hiện kỳ dị, sông lên trận pháp. Cái này ta tại trong một cái trấn nhỏ dùng qua, đối phó một cái ma nói tiểu tử mê vụ trận thức. Trận thức cũng không tính nhiều khó khăn. Thế nhưng là, muốn xông ra phàm giai lớn như vậy một cái kết giới, phải dùng bao lớn xông lên trận thức, tụ tập nhiều đại năng lượng mới có thể làm đến a. Toàn bộ phàm giai đại lục lực lượng. Trong mắt tinh quang lóe lên, Long Tổ bình tĩnh lên tiếng, đem phàm giai năm châu, thiết lập cái kế tiếp đại xông lên trận thức, một khi dẫn động trận pháp, cỗ lực lượng kia vọt thẳng phá thiên khung, đem thiên đế thiết lập đến cái này một kết giới, hoàn toàn vỡ ra đến. Đại công cáo thành. Cái gì? Thân thể nhịn không được hung hăng chấn động, Trác Phàm bất giác kêu lên sợ hãi, lấy toàn bộ đại lục làm cơ sở, bố trí xuống một cái hoàn chỉnh xông lên trận pháp. Vậy cái này trận thức cái kia lớn bao nhiêu a? Không nói trước bố trí xuống trận này cần muốn bao nhiêu sức người sức của, vẻn vẹn là đại lục năm châu, thế lực ở giữa tranh đấu không ngừng, ai sẽ cho phép người tại người ta địa bàn, tùy tiện bố trí như thế một cái rất là kỳ lạ trận thức đâu. Người nói không tệ, cái này thật là một cái lớn nhất khó xử. Đạm mạc gật đầu, Long Tổ rất tán thành, người cũng không phải là cái này phàm giai chủ nhân, muốn tại chỉnh phiến đại lục bố trí xuống một cái trận pháp, tất nhiên sẽ bị trùng điệp cách trở, các thế lực cường thế chặn đánh. Cũng là bởi vậy, lão phu cảm thấy dựa vào Diệp Lân một người, thực sự khó có thể hoàn thành, may mắn được lại có ngươi xuất hiện. Người ta hiện tại là cùng trên một sợi thừng châu chấu, có đồng dạng địch nhân. Chắc là càng có thể kề vai chiến đấu,
hiệp lực chung trợ. Ai, nếu không phải chúng ta thánh thú khó có thể tại phàm giai xuất hiện lời nói, lão phu ra ngoài, nô dịch đám nhân loại kia vì lão phu bày trận, dễ dàng sự tình, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Sắc mặt hơi hơi túc túc, Trác Phàm nhìn chằm chằm cái này to lớn ai thán long ảnh, trầm ngâm một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu. Hiu hiu hiu. Chợt, long tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời há miệng, theo cuồn cuộn nóng dực khí lãng tràn ra, ba khỏa giống như núi nhỏ lớn nhỏ, lè loẹt lóa mắt kim sắc quang cầu đột nhiên theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Chợt mắt nhìn đi, cùng lúc trước Diệp Lân cứu Trác Phàm lúc sử dụng quả bóng vàng giống như đúc, nhưng là cái này đầu lại là so Diệp Lân trong tay cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay đổ vật, không biết hơn thiên mấy vạn lần. Ba khỏa nóng dực bạo liệt quang cầu, chậm rãi rơi xuống Trác Phàm trước người. Cảm thụ lấy bên trong cái kia hủy diệt tính viêm lực, cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được lui lại mấy bước, đầy mặt hoảng sợ, trong lòng có chút sợ hãi cảm giác. Mà long tổ phun ra cái này ba khỏa quang cầu về sau, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi giống như, một mặt uể oải phủ phục hạ thân, thở phào một hơi nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta thánh thú làm việc, lão phu không có cái gì có thể trực tiếp giúp ngươi địa phương, cái này ba khỏa long tức đan cầm lấy đi, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Đây là... Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm cảm thụ lấy cái này ba khỏa cự đại quang cầu khủng bố uy áp, nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong. Long tổ một mặt ngạo nghễ dương dương đầu, cười nói, cái này ba khỏa long tức đan là lão phu đem hết toàn lực một miệng long chi thổ tức, năng lượng trí cường, xem như lão phu toàn lực nhất kích, cho dù là đế quân cùng dư thánh thú, cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Mà đối với thánh vực thánh tộc, người ném ra một khỏa, cơ bản thì có thể diệt tộc dây giết bọn hắn. Chỉ là phun ra cái này ba khỏa long tức đan về sau, lão phu cũng có chút mệt mỏi, cần một tháng chỉnh đốn khôi phục. Nếu là ở bên ngoài lời nói, lão phu nhất định sẽ như thế, đem tính mạng mình ở vào như thế hiểm cảnh, cho người khác thừa dịp hư đánh lén cơ hội. Có điều, trong ngục giam này a, ha ha, tuy nói không có tự do, nhưng cũng an toàn, ha ha ha. Ây, long tổ, cái này. Bất giác sững sờ, Trác Phàm trên mặt một mặt phức tạp, nhưng rất nhanh liền khom người liền ôm quyền nói, đa tạ long tổ nâng đỡ, khâm tứ ba khỏa long tức đan vì tiểu tử bảo mệnh. Thế nhưng là cái này là phàm giai, hẳn là không cái gì cường giả, ngài cần phải. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, cũng là bị long tổ cứng rắn đánh gãy, nghiêm túc nói, tiểu tử, ngươi là lão phu chạy thoát hy vọng, lão phu tuyệt sẽ không để cho ngươi tùy tiện ra chuyện. Tuy nhiên cái này là phàm giai, nhưng cũng khó đảm bảo ngươi không hội ngộ phía trên cái gì nghịch thiên phiền phức. Giống côn bằng, còn có, ha ha ha, đều là một số tính cách bất thường chi đồ. Nếu là thật sự đối ngươi ra tay, ngươi cũng tốt có một bảo mệnh hậu chiêu. Thân thể không khỏi chấn động, Trác Phàm suy nghĩ một lát, lần nữa khom người cúi đầu, tâm phục khẩu phục nói, long tổ suy nghĩ chu toàn, tiểu tử kính tạ. Nhẹ nhàng vung tay lên, nhưng gặp một đạo quang mang thoáng hiện, cái kia ba khỏa đáng sợ quả bóng vàng, đã bị Trác Phàm thu nhập trong giới chỉ. Chậm rãi sờ lấy chiếc nhẫn này, Trác Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe. Long tổ ban tặng cái này ba khỏa long tức đan, lúc này không thể coi thường, đế cảnh phía dưới đều có thể diệt, tất yếu dùng đến trên lưỡi đao mới được. Nếu là đối phó một số đi đi, vậy coi như đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Trác Phàm lại là đột nhiên là sững sờ, trong lòng lại là một trận do dự. Tuy nhiên hắn đã cầm giữ có như thế nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, tuy nhiên lại phát hiện, tại cái này phàm giai tựa hồ không có tác dụng gì. Đoán chừng cũng có ngày, hắn thật bị vây nhốt. Đoán chừng tình nguyện chém giết cũng không nỡ dùng a. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm lại là bất giác trong lòng sủi cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm nhiều năm như vậy thổ hào, tiêu tiền như nước. Thế nhưng là bây giờ đến cái này ba khỏa long tức đan về sau, hắn lại là bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại biến trở về năm đó cái kia thần giữ của. Đơn giản là cái này long tức đan quá mức chân quý, vô cùng hiếm thấy đâu. Chăm chú nhìn Trác Phàm cái kia giống như lo giống như vui khuôn mặt, long tổ nhìn không ra cái nguyên do về sau. Dù sao long tổ thổ hào làm quen, cường giả làm quen, long tức đan càng là không quan tâm, cái nào có thể hiểu được Trác Phàm lúc này ái hận đan xen tâm tình đâu. Ây, lão phu biết, chuyện này đối với ngươi tới nói, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng là lão phu có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thế. Rất rõ ràng, long tổ hiểu lầm. Không khỏi một mặt tự trách cảm thán lên tiếng. Trác Phàm gặp, nhãn châu xoay động,
thẳng thắn đem hiểu lầm tiến hành tới cùng, cũng là thở dài, rất không biết xấu hổ gật gật đầu. Nếu là nhiệm vụ không khó, làm sao thể hiện ra đại công, nếu không phải đại công, ngươi như thế nào lại đem hết toàn lực tương trợ. Cho nên Trác Phàm đáy lòng còn đang suy nghĩ lấy, có thể Tòng Long Tổ chỗ ấy vơ vét chút gì. Nhưng là rất nhanh, làm trận pháp đại gia hắn, liền lại phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, kêu lên, chờ một chút Long Tổ, người nói muốn bày sông lên trận thức. Thế nhưng là trận thức tụ tập năng lượng từ đâu tới đây? Cái này phàm giai linh khí mỏng manh, lại có kết giới chân áp. Cho dù trận thức dọn xong, năng lượng không đủ, cũng khó có thể đưa đến đại tác dụng. Trừ phi, năm tòa thánh linh khoáng. Long Tổ, xin ngài lại ban thưởng ta 100 khỏa long tức đan, ta đi đem thánh linh khoáng cho ngài đoạt tới đại trận năng lượng. Dường như rốt cuộc tìm được một hợp lý do ra giá, Trác Phàm không khỏi lúc này giống to lên tiếng. Trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Phốc, Long Tổ kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, 100 khỏa long tức đan, người muốn ép khô lão phu sao? Không thể làm gì khác hơn nguyết hắn một cái, Long Tổ bất đắc dĩ lắc đầu, vô dụng, đừng nói trước năm tòa thánh linh khoáng xung quanh đều có kiếm đế bố trí xuống trận thức, chính là sợ có người khai thác, đến lúc đó cung cấp cho thánh binh chu giết chúng ta năng lượng không đủ. Lại giả thuyết, coi như lấy tới năm tòa thánh linh khoáng, điểm này năng lượng cũng không đủ xông phá kết giới này. Phải biết, cái này nhưng là tương đương với một cái thế giới A, so thánh vực điểm nhỏ thế giới, cùng bình thường kết giới có thể giống nhau sao? Cái kia muốn làm sao, trong này năng lượng xác thực chưa đủ. Nhướng mày, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài. Bất giác cười lạnh, Long Tổ thản nhiên nói, điểm này, lão phu sớm có dự định. Mà cái này, cũng là kế hoạch này cái thứ hai chỗ khó, tại thiên địa phong huyệt bên trong. Bố trí xuống dẫn lưu trận thức. Thiên địa phong huyệt. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm ngạc nhiên nói, đó là cái gì? Bất giác suy cười một tiếng, Long Tổ đạm mạc giải thích nói, đây chính là vì cái gì nói, thiên đế hắn nhãn thuật mặc dù lợi hại, nhưng còn không đạt được siêu việt đế cảnh, thành vì thiên địa chúa tể cấp độ. Hắn sáng tạo cái này phàm giai, tuy nhiên đã cùng một cái thế giới không có gì sai biệt, nhưng vẫn là có lỗ thủng, cùng thánh vực tương thông. Mà chỗ sơ hở này, chính là thiên địa phong huyệt. Người có thể tưởng tượng một chút, thánh vực cường đại linh khí nồng nặc thông qua chỗ sơ hở này, hướng phàm giai nơi này tụ tập, lại là bất chợt tới đến bị phàm giai kết giới áp chế, linh khí chuyển vận không tiến vào, tụ tập cùng một chỗ. Dần ra, căn cứ hoàn cảnh khác nhau, liền trở thành một mảnh cảnh kỳ lạ. Giống lão phu bây giờ khống chế cái này giam giữ lão phu kết giới chỗ đứng sừng sững chi địa, cũng là một chỗ phong huyệt. Thái Thanh Tông thiên địa mật cảnh. Ở chỗ này, linh khí nồng đậm, nối thẳng thánh vực, cho nên Thái Thanh Tông đệ tử ở chỗ này ngộ đạo sẽ phi thường cấp tốc, cũng sẽ ngưng tụ ra đặc biệt Thái Thanh lĩnh vực thần hồn. Nói như vậy, theo cái này phong huyệt chi địa, chúng ta có thể nối thẳng thánh vực. Trước mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm nhịn không được kêu ra tiếng. Chậm rãi lắc đầu, Long Tổ không khỏi cười khổ nói, không dễ dàng như vậy. Nơi này chỉ là linh khí có thể miễn cưỡng thẩm thấu lỗ trống, nhân loại lại cũng không có thể đột phá. Theo cái này hồi thánh vực, hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể mượn gió này huyệt trong linh khí, chuyển vận năng lượng tiến đến thôi. Chỉ cần chúng ta dẫn lưu trận một thành, liền sẽ có đại lượng thánh vực năng lượng dẫn vào tiến đến. Có ngoại lực chống đỡ, cái này phàm giai kết giới thì có thể đột phá. Có điều, bên trong chỗ khó là, gió này huyệt chỗ đã hóa vì thiên địa cảnh kỳ lạ. Hình thành khác biệt kỳ quái lĩnh vực. Có địa phương thích hợp tu luyện, tựa như thiên địa này mật cảnh đồng dạng, có địa phương thì là vạn phần hung hiểm chi địa, cả người lẫn vật chỗ qua, đều là khó sinh tồn. Nhưng là có một chút bọn họ là giống nhau, mặc kệ nơi này là phúc địa vẫn là hiểm cảnh, đều đã bị thế lực cường đại theo vì tất cả. Bởi vậy, muốn tại những địa phương này bố trí xuống dẫn lưu trận, coi là thật muốn đột phá trùng điệp cửa ải khó. Không chỉ là tự nhiên hình thành ác liệt hiểm khó, còn có nhân loại cường giả cản trở. Bình tĩnh gật đầu, Trác Phàm trong lòng không sai. Đã giải quyết năng lượng nơi phát ra vấn đề, cái này xông lên trận thức thì thật có thể thực hành. Thế nhưng là, thiên địa này phong huyệt như thế nào tìm kiếm, phàm giai lớn như vậy, cũng không thể nhường ta chạy khắp thiên nam hải bắc đụng đại vận đi. Nghi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng. Long Tổ trong mắt tinh quang lóe lên, ngạo nghễ nói, yên tâm đi, lão phu lúc trước theo cái này phần viêm cốc phiêu đáng tại phàm giai Nam Châu,
tuy nhiên một mực nhẫn thụ lấy cái kia hồng mông tử lôi tàn phá, nhưng cũng cảm nhận được tám chỗ thiên địa phong huyệt chỗ. Cái này mấy nơi đều là kỳ diệu chi cảnh, người đi tử sẽ tìm được. Nói, Long Tổ đột nhiên vừa nhấc cái kia to lớn long chảo, bén nhọn móng tay tại Trác Phàm cái trán điểm nhẹ một chút. Ông! Một đạo rõ ràng không gian ba động vang lên, Trác Phàm chợt cảm thấy một cỗ ấm áp tại cái trán lưu động, trong óc, một chương hơi có vẻ thô ráp sơ đồ phác thảo liền hiện ra, phía trên ghi chú tám cái phương vị, lại là không hiểu rõ lắm thích. Ây, Long Tổ, ngài bản đồ này họa, thật là không được tốt lắm, ai biết cái này tám chỗ phong huyệt tại nơi quái quỷ gì. Gương mặt nhìn không được co lại, Trác Phàm nhìn lấy trong đầu cái kia thô ráp họa cảo, trừ phương vị, sông núi rừng cây cái gì đều không phân rõ được, bất giác bất đắc dĩ thở dài. Mặt mo không khỏi một đỏ, Long Tổ giận hừ một tiếng, ôm ôm nói, lão phu một mực theo phần viêm cốc kết giới này trên đại lục lang bạt kỳ hồ, lại không nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc, có thể cảm giác được phương vị, vẽ ra chương này sơ đồ phác thảo, đã không tệ, người còn muốn như thế nào? Tóm lại, dựa theo phương vị này đi tìm, người nhất định có thể tìm tới cùng thiên địa này mật cảnh một dạng tràng sở. Cái kia, cũng là thiên địa phong huyệt chỗ. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm trong lòng bật cười, thở dài một tiếng. Uy, tiểu tử, ngươi là cửu u truyền nhân, hẳn là không cần lão phu sẽ dạy ngươi dẫn lưu trận bố trí phương pháp đi. Không cần, ta biết phải làm sao. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm chậm rãi quay người, thản nhiên nói, thả ta ra ngoài đi, ta sẽ mau chóng đem sự kiện này làm thỏa đáng, thả các ngươi trở lại thánh vực. Không phải là các ngươi, là chúng ta. Trong mắt hơi động một chút, Long Tổ không khỏi cười khẽ một tiếng, đừng quên, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền người. Trác Phàm trầm ngâm một chút, gật gật đầu, Long Tổ gặp, nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên nhất chảo, liền muốn tại hư không vạch ra một cái lối đi đến, thế nhưng là không đợi hắn động thủ, Trác Phàm lại là thân thể trì trệ, bất chợt tới đến hét lớn lên tiếng nói, chờ một chút. Thế nào, ngươi còn có chuyện gì? Mi đầu lắc một cái, Long Tổ hỏi, nếu là chút không quan trọng gì sự tình lời nói, lão phu phân phó, Diệp Lân hội phụ trợ phối hợp ngươi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm nhíu mày, vung vung tay lên, nhưng gặp một đạo quang mang lóe qua, tước nhi bóng người liền đột nhiên xuất hiện tại cái này liệt diễm thao thiên chỗ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, tước nhi vẫn là hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh trạng thái. Long Tổ gặp, bất giác giật mình, đây là nữ nhi của ta. Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, nhìn về phía hắn nói, từ lần trước bị Diệp Lân đại chiêu, đánh cho trọng thương về sau, thương thế liền không thấy tốt hơn. Ta vô luận dùng phương pháp gì, tựa hồ cũng nan y tốt, nhìn Long Tổ xuất thủ tương trợ. Đem tước nhi tỉ mỉ dò xét một phen, Long Tổ trầm ngâm một chút, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo ngạc nhiên, cái này linh thú thể nội bản mệnh năng lượng, lại là hồng mông tử lôi, cùng bá thiên lôi hoàng một dạng. Mà lại, Côn Bằng lão quỷ kia còn cho nàng khai linh trí. Không sai, tước nhi tại tử lôi bên trong thai nghén mà ra. Ha ha ha, thì ra là thế, thật sự là trời giúp bọn ta ngũ đại thánh thú a. Cứ như vậy, chúng ta đối kháng thiên đế nhất chiến, thì càng có ba phần nắm chắc. Thế mà, Trác Phàm lời còn chưa dứt, Long Tổ đã là cười to lên, một mặt hưng phấn nói, tiểu tử, thật không biết ngươi là làm sao làm. Thế mà có thể làm ra kỳ quái như thế, đồ vật bình thường sinh trong linh thể đều có sống cùng diệt hai loại khí tức năng lượng, sau khi bị thương, sinh khí hội dần dần vuốt lên thương thế. Nhưng nàng lại khác, nàng chỗ lấy một mực không thấy tốt hơn, là bởi vì thể nội chỉ có diệt chi khí tức. Nàng lúc sinh ra đời, nhất định hút vào đại lượng hủy diệt khí tức, âm dương không bằng phẳng. Nếu là bình thường vết thương nhỏ, dựa vào linh dược những thứ này bên ngoài trợ sinh khí trị liệu, cũng thì không có gì quan trọng. Đáng tiếc ta phần thiên kim viêm thương tổn cũng không phải đánh nhỏ đấm nhỏ, nàng thương tổn căn bản, bên trong không sức sống làm máy nguồn, vô luận bất luận cái gì linh đan rượu dược nhập thể, đều sẽ sói mòn, tự nhiên khó có thể khôi phục. Nghe được lời này, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, khẽ gật đầu, không sai, lúc trước ta lấy nàng làm hấp thu tử lôi công cụ, thiên ma đại hóa quyết cũng tuyệt đối không phải cái gì chăm sóc người bị thương công pháp. Nghĩ đến nàng khi đó hấp thu năng lượng. Vô luận thiên ma đại hóa quyết ma công nguyên lực, vẫn là hồng mông tử lôi bạo liệt thuộc tính, xác thực đều là cực đoan hủy diệt khí tức, không có nửa phần sinh cơ có thể nói. Không có có sinh cơ thì đúng, nếu không sao có thể sinh ra như thế thuần túy tử lôi hạt giống tại thể nội mọc rễ nảy mầm.
nàng lại như thế nào trở thành một đời mới bá thiên lôi hoàng? Bổ, bá thiên lôi hoàng, mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm thất kinh nói, Long Tổ, người nói cái gì? Ta nói, chúng ta ngũ đại thánh thú, rốt cục muốn đoàn tụ thiên hạ. Đến lúc đó, thánh thú đồng tâm hợp lực, thiên đế cũng muốn nhượng bộ lui binh không thể, ha ha ha. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Long Tổ lúc này một miệng kim sắc long viêm phun đến tước nhi trên thân, quát nói, hiện tại lão phu lại mở ngươi một đạo linh trí, giúp ngươi biến hóa, thành là chân chính thánh thú. Xì xì xì, nóng rực ngọn lửa màu vàng óng, thiêu nướng tước nhi cái kia suy yếu thân thể, tựa hồ là đã hôn mê đến hoàn toàn không cảm giác cấp độ, tước nhi tại cái này nóng rực dưới nhiệt độ cao, thế mà không có một tia tiếng vang. Trác Phàm nhìn đến một trận lo lắng, bất giác thỉnh thoảng nhìn về phía Long Tổ. Minh bạch tâm tình của hắn, Long Tổ mở miệng trấn an nói, yên tâm đi, lửa chính là sinh mệnh bản nguyên, vô luận là lão phu lửa to, phần thiên kim viêm, vẫn là côn bằng lửa nhỏ, hỗn độn thanh viêm, đều là như thế. Lên tiếng lửa nhỏ luyện đan, lửa to luyện khí, lửa nhỏ hóa thần, lửa to đoán thể. Lão phu cái này kim viêm rót vào trong cơ thể nàng. Chẳng những có thể để cho nàng thoát thai hoán cốt, còn có thể lại mở ra nàng đạo thứ hai linh trí, tránh thức đạp vào thánh thú đường. Đạo thứ hai linh trí. Không tệ. Hơi hơi gật gật đầu, Long Tổ một mặt kiên định nói, lửa chính là sinh mệnh gốc rễ, trí tuệ chi ngọn nguồn. Côn bằng thanh viêm giúp nàng mở đạo thứ nhất linh trí, nhưng là nói tiếng người, nhưng là tu luyện tiến hóa, đánh vỡ linh thú ràng buộc, nắm giữ không ngừng đột phá khả năng. Lão phu kim viêm tiến thêm một bước, để cho nàng luyện thì thánh thú thân thể, biến hóa chi năng, thành vì một con chính thức thánh thú. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm trong lòng nhất động, chiếu ngươi nói như vậy, tất cả linh thú, đều có thể biến thành thánh thú sao? Cái kia làm sao có thể, không phải vậy thiên hạ này chẳng phải lộn xộn a? Ha ha ha, nhớ kỹ, thế gian này, cường giả vĩnh viễn là số ít. Bất giác khẽ cười một tiếng. Long Tổ thật sâu nhìn tước nhi liếc một chút, thăm thẳm xuất khẩu, người nữ nhi này là cái trường hợp đặc biệt, bởi vì nàng bản thân liền là giống như chúng ta, đồng dạng ở trong thiên địa lớn nhất cực hạn năng lượng bên trong xuất sinh, thể nội bẩm sinh hồng mông tử lôi, tại thuộc tính phía trên cũng không so với chúng ta kém. Bởi vậy hai người chúng ta hỏa diễm, mới có thể tại trong cơ thể nàng phát sinh cộng minh, trợ khai linh trí. Nếu là bình thường linh thú lời nói, chỉ có thể truyền thừa một loại hỏa diễm tại thể. Nếu không văn võ lửa tương khắc, sớm mẹ hắn bạo thể mà chết. Trong lòng không sai gật đầu, Trác Phàm không khỏi lại nghĩ tới côn bằng bên người cái kia tam thủ quái nha, nghĩ đến hắn là côn bằng tâm phúc, mới có thể có côn bằng thanh viêm truyền thừa, đáng tiếc lại vĩnh viễn không thể tiến hóa làm thánh thú. Chỉ vì trong cơ thể hắn, không có tối nguyên thủy thánh thú chi lực, năm đại lực lượng cội nguồn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi vừa nhìn về phía Long Tổ cười nói, vậy ta đây. Ta không chỉ có các ngươi hai loại hỏa diễm. Ngươi cái cửu U Ma Đế sáng tạo ra đến quái thai, cút cho ta. Ra mặt nhìn không được co lại, Long Tổ không khỏi một mặt buồn bực nhẹ hừ một tiếng, không nhìn tới hắn. Trên thực tế, Trác Phàm như thế kỳ hoa thể chất, lệnh hắn đều có chút ghen ghét. Tứ đại thánh thú chi lực hợp làm một thể, thế mà còn có thể không có việc gì, không có phát sinh bài xích, còn tiến hóa bước phát triển mới càng mạnh lực lượng. Liền xem như bọn họ thánh thú, đều muốn cam bái hạ phong. Trác Phàm thì là nhếch miệng cười một tiếng, một mặt đắc chí ngẩng lên nhấc đầu. Thiên ma đại hóa quyết, hải nạp bách xuyên chi đạo, thứ gì đều có thể hóa thành của mình, quả nhiên là ngưu bức. Đây là thánh thú không thể tu luyện nhân loại công pháp a, muốn là có thể lời nói, đoán chừng bọn họ cũng không nhịn được muốn cướp. Riêng là côn bằng, hắn nếu như biết rõ đem thánh thú chi lực hòa làm một thể phương pháp. Cũng là thiên ma đại hóa quyết, đoán chừng phải gấp đỏ mắt không thể. Ông! Đột nhiên, một tiếng rõ nét không gian ba động truyền ra, Trác Phàm không khỏi giật mình, nhấc mắt nhìn đi, lại chính gặp chẳng biết lúc nào, tước nhi toàn thân cao thấp cái kia không ngừng thiêu đốt kim viêm bên trong, đúng là lại tràn ngập ra ngọn lửa màu xanh. Thanh viêm cùng kim viêm lẫn nhau giao nhau, không ngừng xoay tròn dung hợp, nhất thời hình thành một cỗ mãnh liệt hỏa long quyển. Mà tước nhi thân thể... cũng tại cái này vòi rồng bên trong dần dần nổi lên, xoay tròn. Trác Phàm nhìn đến kỳ quái, Long Tổ thì là ra hiệu hắn an tâm. Oanh! Bỗng dưng, lại là một tiếng to lớn nổ vang phát ra, nương theo lấy từng đạo ùn ùn kéo đến tử lôi lóe ra,
cái này hỏa long quyển đúng là nhất thời nổ bể ra đến, bốn tản mát, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát mà tới, là cái kia vô tận tử sắc sấm sét. Mà tại cái kia tử lôi chen trúc dưới, là một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ, mái tóc dài màu tím, thân mang tử sắc quần áo cô bé. Mắt ngọc mày ngài, da như mỡ đông, mũm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ, rất là đáng yêu. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, bất giác sững sờ, còn không có kịp phản ứng. Long tổ thì sớm đã là cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, ha ha ha. Cuối cùng biến hóa thành công, bé con này cực kỳ điều giáo một phen, hẳn là một đời mới bá thiên lôi hoàng. Lại thêm kỳ lân chi tử, ta ngũ đại thánh thú ít ngày nữa liền muốn lại xuất hiện mặt trời a. Ây, Long tổ, đây là nữ nhi của ta sao? Đương nhiên, phụ thân. Trác Phàm ngơ ngác nháy mắt mấy cái, tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong tiếp nhận. Tiểu nữ hài kia chậm rãi hạ xuống thân hình, tại lốp ba lốp bốp tử lôi nổ vang dưới, lại là nở nụ cười xinh đẹp, đạp chân xuống liền trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trước mặt, nhào vào trong ngực hắn, vui vẻ nói, ta đương nhiên là ngài nữ nhi, làm sao, ngài không biết sao? Ách, xác thực không biết. Mí mắt bất giác run run, Trác Phàm ôm lấy cái này tiểu cô nương, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng cái kia thân mật ánh mắt, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, thở dài, ai, nếu như có thể lựa chọn, người còn lúc trước lôi linh tước tốt. Không khỏi sững sờ, tước nhi không rõ ràng cho lắm, vì cái gì? Ta hiện tại đã hóa thành nhân hình, có thể làm ngài tránh thức nữ nhi. Ha ha ha, ngươi không hiểu. Bất giác cười khổ một tiếng. Trác Phàm sắc mặt chợt nghiêm một chút, bất đắc dĩ nói, người biến thành bộ dáng như thế, thì đại biểu ngươi đã tiến hóa thành thánh thú, truyền thừa bá thiên lôi hoàng y bát. Như thế tới nói, ngươi cũng là thiên đế tội phạm truy nã bên trong một cái. Sau này, khả năng thật sự là một con đường chết. Bất giác mê mang chớp chớp mỹ lệ mắt to, tước nhi vẫn là không hiểu ra sao thiên đế là ai. Phụ thân, đã ngài không muốn để cho ta tiến hóa, vì sao muốn đem ta biến thành loại này bộ dáng? Ai, ta cũng không thể tránh được a. Không khỏi lại thở dài một hơi, Trác Phàm lại là không tự chủ được liếc nhìn Long tổ phương hướng, thì thào lên tiếng, cái này. Không phải ta có thể quyết định. Khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh nhạt, Long tổ trong mắt tinh mang lóe lên, hơi hơi gật gật đầu, không tệ, coi như ngươi không đồng ý, lão phu cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, chúng ta bây giờ cần chiến lực. Ngũ đại thánh thú đều xuất hiện, mới có thể phát huy thánh thú thực lực mạnh nhất. Đơn đả độc đấu, chúng ta không có một cái nào là thiên đế đối thủ. Trác Phàm trong lòng minh bạch, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Từ giờ trở đi, cái này đệ nhị lôi hoàng giao cho lão phu điều giáo A, lão phu sẽ đem nàng tiềm lực, hoàn toàn kích phát ra đến. Ngay sau đó, Long Tổ tiếp tục nói, trong lời nói hiện ra không thể trái trái ngược vẻ kiên định. Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nhưng là tước nhi lại là mặc kệ, ôm Trác Phàm cổ, bướng bỉnh nói, không, ta muốn đi theo phụ thân. Không được, coi như tiểu tử này thiên phú dị bẩm, cũng chỉ là cái nhân loại, cũng chưa từng gặp qua bá thiên lôi hoàng năm đó oai hùng, đối với hắn tuyệt kỹ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thế mà, vẫn là để vừa ra khỏi miệng, Long Tổ liền sắc mặt nghiêm một chút, quả quyết phủ quyết nói, coi như ngươi bây giờ linh trí đã mở. Có thể dựa vào bản thân ngộ tính lĩnh hội hồng mông tử lôi vận dụng chi pháp, nhưng tiến triển quá chậm rãi. Chỉ có theo lão phu tu luyện, người mới có thể mau chóng nắm giữ lôi hoàng thần kỹ. Về sau ngươi lại đi theo hắn xông xáo cũng không sao, nhưng bây giờ nhất định phải lão phu cho ngươi nhập môn, để tránh ngươi đi đến đường quanh co. Trác Phàm nghe xong, suy nghĩ một chút, cũng là tán đồng gật đầu, trong mắt lóe lên một mảnh kiên định, không sai, đã ngươi đã nhất định cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Phương pháp tốt nhất cũng là tăng cường thực lực. Ta dạy không ngươi cái gì, theo Long Tổ, đối ngươi lớn nhất có chỗ tốt. Nói, Trác Phàm đã là đem tước nhi để xuống, sau đó nghĩa vô phản cố quay người rời đi, Long Tổ, mở ra kết giới, thả ta ra ngoài đi. Tốt! Trong lòng âm thầm tán thưởng, Long Tổ long chảo vạch một cái, nhất thời liền trong hư không mở ra một cái lối đi, bên ngoài sông núi thanh tú đẹp đẽ, đập vào mi mắt tiểu tử, người quả nhiên là làm đại sự. Biết mình nên làm cái gì, không chút do dự. Phụ thân, nhìn lấy Trác Phàm rời đi bóng lưng, tước nhi không khỏi bờ môi lắc một cái, nghẹn ngào lên tiếng, từ tước nhi xuất sinh đến nay, còn không có rời đi ngài đâu. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm trong lòng mềm nhũn, nhưng rất nhanh vừa cứng lên tâm địa,
cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Thực hắn tâm lý minh bạch, từ khi Long Tổ nhìn đến Tước Nhi, một mặt hưng phấn mà muốn đem nàng khai linh trí lúc, liền đã định trước cái này ban đầu vốn có thể phổ thông qua cả đời Lôi Vân Tước, cũng muốn rơi vào thế gian này tối đỉnh cấp lực lượng trong tranh đấu. Làm phụ thân hắn, Trác Phàm có thể làm chỉ có tận lực tranh thủ, càng hơn dẫn để cho nàng sinh tồn được. Phụ thân, phụ thân, phụ thân. Kết giới dần dần dung hợp, biến thành tiểu cô nương Tước Nhi đầy mặt nước mắt, giống như một cái bị ném bỏ tiểu nha đầu, tê tâm liệt phế kêu. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, mặt không biểu tình, thẳng đến kết giới thu về, đều không quay người nhìn lên một cái. 3. Kết giới rốt cục khép kín, Tước Nhi thanh âm im bặt mà dừng, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai con người hơi hơi bế bế, trọng chỉnh tâm tình về sau, lần nữa mở ra tốc độ, đi thẳng về phía trước. Thiên đế, một cái thế gian lớn nhất đại uy hiếp ngay tại hướng hắn tới gần, ai cũng cứu không hắn, hắn cũng cứu không bất luận kẻ nào. Hắn có thể làm, cũng là tận lực không cho để ý người liên lụy vào. Hắn tuổi già, nhất định cô độc một mình tiếp tục đánh. Có khả năng dựa vào, không, hẳn là sử dụng, chỉ có cái này cùng hắn đồng bệnh tương liên ngũ đại thánh thú. Bạch, chợt, Trác Phàm còn đi chưa được mấy bước, một bóng người đột nhiên xuất hiện, lại chính là Diệp Lân không thể nghi ngờ, nhìn đến Trác Phàm đi ra, thân thể hơi hơi trệ trệ, lại là muốn nói lại thôi. Không có liếc hắn một cái, Trác Phàm thẳng lướt qua hắn đầu vai, đi thẳng về phía trước, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Ai, chờ một chút. Rốt cục, Diệp Lân vẫn là không có đình chỉ, trước tiên mở miệng. Thân thể không khỏi dừng lại, Trác Phàm không quay đầu lại, thản nhiên nói, chuyện gì? Ây, những chuyện kia, sư phụ chắc là đã nói với người đi. Bất giác gãi đầu một cái, Diệp Lân tựa hồ có chút xấu hổ, hiện tại chúng ta mục tiêu nhất trí. Sư phụ làm việc, về sau nhất định phải hợp tác lẫn nhau còn 8 chỗ thiên địa phong huyệt. Thiên địa này mật cảnh, ta đã bố trí xong dẫn lưu trận, còn có còn lại 7 chỗ, lại là có chút phiền phức, cho dù là Tây Châu phạm vi bên trong cũng không tiện xử trí, dù sao chúng ta vẫn là Tây Châu đệ tử thân phận. Ngươi nói xong sao, vậy ta đi, không có liếc hắn một cái, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, lúc này cất bước rời đi. Diệp Lân sững sờ, vội la lên, chờ một chút. Cái này xông lên trận thức, sư phụ là để chúng ta hai cái cùng một chỗ hoàn thành, cho nên. Không cần. Không có dừng bước lại, Trác Phàm chém đinh chặt sắt nói, ngươi làm ngươi Tây Châu đệ tử tốt, sự kiện này ta một người liền có thể làm tốt. Còn có, ngươi cứu ta nhất mệnh, ta sẽ trả phía trên phần nhân tình này. Thân thể nhìn không được chấn động, Diệp Lân thật sâu nhìn lấy Trác Phàm dần dần rời đi bóng người, lại là do dự lấy cắn chặt hàm răng. Lớn nhất cuối cùng vẫn không khỏi giống to lên tiếng, đại ca. Không khỏi bỗng nhiên thân thể lắc một cái, Trác Phàm cuối cùng dừng bước lại, một mặt kỳ quái xoay đầu lại, ngươi. Gọi ta cái gì? Đại ca. Lúc này, Diệp Lân tựa hồ có chút xấu hổ, bất giác ngượng ngùng cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, thánh thú quy củ, người thắng làm vua. Đã lần kia đổ đấu ngươi thắng, ngươi sau này chính là ta đại ca. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Trác Phàm xoay người lần nữa rời đi, từ chối cho ý kiến, đó là dã thú quy củ, chúng ta là người. Tóm lại, người nhân tình ta sẽ trả, ta cũng theo ngươi không có quan hệ gì. Đại ca, mặc kệ đây là cái gì quy củ, dù sao ta bại, thì nhận ngươi làm vương. Không có trả lời, Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ đi lấy. Còn có, vừa mới sư huynh phát tới Ngọc Giản, vị kia sở cô nương không có việc gì, mà lại bọn họ đều cho là ngươi chết. Song Long Viện cũng đang thúc giục gấp rút ta mau chóng đi chỗ đó báo danh, đại ca ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là để ta cho nàng mang hộ cái tin. Thân thể bất giác lắc một cái, Trác Phàm lần nữa dừng lại là trầm mặc vài giây sau, lại cất bước gấp nhanh rời đi, không cần, coi như ta. Chết đi. Hàng gia, thượng đẳng 4 cấp linh thú hàng gia. Mỏ sắt, huyền thiết mỏ, giúp ngươi chế tạo thượng đẳng linh binh. Dược tài, tiên linh thảo, tam phẩm thánh dược chữa thương A. Phồn hoa trên chợ, tràn ngập đủ loại ai nha nha âm thanh, ong ong chấn động, tiếng vọng bên tai bờ. Giống như thủy triều chảy xiết dòng người đi tới đi lui, ngó nhìn hai bên đường những thứ này con buôn hàng, có kè mặc cả thanh âm, thỉnh thoảng tràn ngập ở giữa. Mà tại người này sóng triều động bên trong, lại là có một cái dị thường cô đơn bóng người,
dường như trong biển rộng phiêu diêu một cái thuyền nhỏ giống như, đem thân thể giấu ở đen nhánh áo choàng bên trong, nước chảy bèo trôi, thấy không rõ bộ dáng. Thế nhưng là làm hắn hơi hơi nâng lên bài đến, lộ ra cái kia lạnh lùng khuôn mặt, lại cùng chung quanh tất cả mọi người một trời một vực, chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Vòng bài nhìn chung quanh một chút những thứ này, sống mũi cao, mắt to, khuôn mặt cùng trời vũ chi người hoàn toàn khác biệt dị tộc phong phạm, Trác Phàm lần nữa một cúi đầu, cấp tốc ẩn vào đám người, đột nhiên rời đi nơi này. Dù sao ở chỗ này, Huyền Nhung đế quốc đế đô, hắn Trác Phàm, mới thật sự là dị tộc nhân. Như là trong bóng tối hắc miêu, Trác Phàm mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất bóng dáng, mà chung quanh cơ hồ không có người chú ý tới hắn tồn tại. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm ánh mắt lạnh lùng, dường như một cái như u linh, phiêu đãng tại cái này phồn hoa trên đường cái. Từ khi theo Thái Thanh Tông sau khi ra ngoài, Trác Phàm biết mình về sau tình thế nguy hiểm, liền đã nhất định độc thân cả đời. Nhưng ở càng nghĩ về sau, vẫn là không nhịn được muốn trở về lại nhìn lên một cái, Viên lão, Lạc gia, còn có. Ha ha, Khuynh Thành coi như, hắn sợ hắn liếc một chút về sau, lại khó rời đi. Đây cũng là cùng mọi người làm yên lặng ly biệt, sau này hắn muốn một người mặt đối thiên đế uy hiếp. Mà đúng lúc ở cái này trên đường, chính là Long Tổ cho hắn tấm bản đồ kia bên trong một chỗ thiên địa phong huyệt chỗ. Như vậy thuận tiện, hắn cũng thuận tay tại gió này trong huyệt bố trí xuống dẫn lưu trận tốt. Thế nhưng là, Long Tổ cái kia địa đồ thực sự quá thô ráp, rất rõ ràng mỹ thuật là giáo viên thể dục dạy, trừ phương vị bên ngoài, Trác Phàm cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là chỗ này phong huyệt nhất định liền tại phụ cận, lại không biết cụ thể ở đâu. Vẫn là, đi trước nơi này, hỏi thăm một chút đi. Cước bộ hơi chậm lại, Trác Phàm cao ngạo bóng người nhất thời dừng ở một chỗ ồn ào tử lâu bên cạnh, quay đầu nhìn qua, khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười nhàn nhạt. Luận nguồn tin tức, loại này bốn phương thông suốt địa phương, hẳn là nhanh nhất. Mà lại thiên địa phong huyệt chính là linh khí tụ tập chỗ, chắc chắn sẽ hóa thành kỳ cảnh dị xem. Muốn không bị người chú ý tới cũng khó, người địa phương đại khái cũng tương đối quen biết đi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm cất bước đi vào bên trong, ngẩng đầu nhìn qua tử lâu này môn đình, lại là dùng 8 khối cao hơn 3 mét cự thạch dựng mà thành, không khỏi trong lòng cười thầm. Cái này Huyền Nhung nhân tính tình thô kệch, liền lối kiến trúc đều là như vậy, theo cổng thành đến nhà ở lại chỗ, tất cả không có ngoại lệ thể hiện lấy cao lớn chi phong, lại duy chỉ có không có thượng phong vị. Liền lấy đế đô thành cửa nói, cùng thiên vũ so sánh, đúng là trọn vẹn cao hơn 2 lần, lại cũng không cẩn thận. Thiên vũ đô thành là một loại tự nhiên mà thành hùng tráng vẻ đẹp, mỗi khắp ngõ ngách đều 10 phần cẩn thận, tường gạch ở giữa, không có chút nào khe hở. Thế nhưng là Huyền Nhung đô thành, lại là chỉ có đại khí bàng bạc để hình dung. Chợt nhìn qua, thật là to lớn mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ, gạch đá ở giữa lại là cao thấp không đều, dường như trăm ngàn chỗ hở bộ dáng. Có lẽ đây chính là Huyền Nhung người sinh sống trạng thái, lực lượng vi tôn, không cầu chi tiết. Dù sao nhiều năm cùng linh thú làm bạn bọn họ, tự nhiên liền sinh ra cường lực áp đảo hết thảy niềm tin, đế quốc cũng rất ít ra giống thiên vũ tam đại chí tinh như thế mưu sĩ. Bất quá, đại khái cũng chính là bởi vì này, Huyền Nhung người lực ngưng tụ càng mạnh a, mà thiên vũ các đại thế lực lục đục với nhau, lại là xưa nay không đoạn, ngược lại yếu bất quốc lực. Theo cấp độ này mà nói, Huyền Nhung cái này cằn cỗi chi quốc, tựa hồ mạnh hơn thiên vũ lớn hơn một chút. Như thế suy nghĩ lời nói, giống như yếu đuối cũng là một loại cường đại, thiên đạo tạo hóa quả nhiên kỳ diệu, ha ha ha. Trong lòng cảm khái không thôi, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, cất bước đi vào cái kia trong tử lâu. Mà bên trong tiểu nhị một thấy có khách người đến thăm, không khỏi vội vàng bắt chuyện, khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Chúng ta có gian phòng, thanh tịnh. Chỉ chính là nhiều hơn một chút. Không cần, an vị đại sảnh đi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thẳng đi vào một cái bàn trước, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu nhị kia nghe xong, bất giác sững sờ, hơi hơi trầm thấp đầu, lặng lẽ nhìn về phía Trác Phàm áo choàng phía dưới che giấu khuôn mặt, sâu xa nói, khách quan, ngài. Không phải người địa phương đi. Đúng vậy à. Cái kia khách quan, ngài là đến từ. Lông mày nhíu lại. Trác Phàm kỳ quái liếc hắn một cái, thế nào, đến các ngươi chỗ này đánh cái nhọn, còn muốn tự giới thiệu sao? Ách, không phải, chỉ là hiện tại chiến sự căng thẳng, tất cả người ngoại lai cũng phải có cái báo cáo chuẩn bị, cho nên.
Tiểu nhị tựa hồ cũng thật khó khăn, trên mặt một trận biệt khuất. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm cũng không quan trọng, một cái Hạ Tam Tông trấn thủ Tam Lưu Đế Quốc, hắn hiện tại còn thật không để vào mắt. Từ khi Long Tổ cho hắn Kim Viêm luyện thể về sau, hắn tu vi liền thẳng tắp đột phá đến thần chiếu bát trọng cảnh. Thế nhưng là, đây chỉ là mặt ngoài tu vi mà thôi, hắn thực lực chân chính thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh, chẳng những giống như Diệp Lân, nắm giữ Long Tổ nửa thú thân thể, kim cương bất hoại, phần thiên kim viêm, còn lái diệt thế lôi viêm đồng, đánh đâu thắng đó. Cho nên hắn bây giờ đang ở loại này thâm sơn cùng cốc hành tẩu, coi là thật có thể đi ngang, chỉ là chính hắn điệu thấp, không muốn náo ra quá lớn động tĩnh, mới không kiêu ngạo như vậy. Ta đến từ Thiên Vũ, không có vấn đề đi. Cái gì, ngươi là Thiên Vũ đến? Thế mà, hắn không nói lời này còn tốt, hắn vừa ra lời ấy, tiểu nhị kia lúc này hét to lớn tiếng, một mặt kinh dị nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc. Bọn người nghe xong, cũng là không khỏi khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi này, sắc mặt chợt thì bất thiện. Thế nào, các ngươi nhìn trời Vũ có ý kiến? Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm đối xử lạnh nhạt đảo qua bọn họ, thản nhiên nói. Hung hăng khẽ cắn môi, tiểu nhị kia mặt mũi tràn đầy oán giận, nào chỉ là có ý kiến, quả thực cũng là thâm cừu đại hận. 8 năm trước, Thiên Vũ theo chúng ta nơi này cướp đi giàu có nhất đất đai, để cho chúng ta ly biệt quê hương, nghèo khó đan sen. Chúng ta rất nhiều khuyển nhung tướng sĩ, càng là tại đánh với Thiên Vũ một trận bên trong bỏ mình, thù này hận này, làm sao có thể quên. Thế nhưng là chiến tranh vốn là muốn chết người, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, cái này rất bình thường a. Huống hồ, lúc trước còn là các ngươi xâm phạm Thiên Vũ trước đây, chiến trường cũng tại Thiên Vũ cảnh nội, các ngươi mới là kẻ xâm lược a, chỉ bất quá sau cùng không có xâm lược thành mà thôi. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ, các ngươi xuất thủ trước đánh người, sau cùng đánh không lại, bị đánh, chẳng lẽ còn trách người khác hoàn thủ sao? Hung hăng cắn răng, tiểu nhị kia rất rõ ràng là cái phẫn thanh, lúc này mắng to lên tiếng, hừ, người biết cái gì, cái này không đều là các ngươi Thiên Vũ quỷ kế sao? Lúc trước nói tốt, là chúng ta giúp các ngươi xuất binh bình loạn, kết quả về sau lại còn nói chúng ta xâm lược, còn cưỡng ép bắt đi chúng ta đất đai. Các ngươi những ngày này vũ người, gian trá giảo hoạt, lãng tử dã tâm, vừa ăn cướp vừa la làng. Bọn người nghe đến, cũng là liên tục gật đầu. Hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm chỗ đó, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh. Này cũng có lý. Trác Phàm nghe đến, lại cũng là khẽ gật đầu, tán đồng nói, không tệ, ban đầu là Thiên Vũ Hoàng đế lực mời các ngươi khuyển nhung xuất binh, nghĩ không ra loại này bí văn, liền ngươi tiểu nhị này đều biết, xem ra đây coi như là khuyển nhung Hoàng đế vì bảo vệ đế vị tuyên truyền thế công, nhưng sự thật cũng xác thực như thế, ta không phủ nhận. Thế nhưng là đây là cao tầng quyết ý. Cũng không phải là Thiên Vũ tất cả mọi người tán đồng. Hiện tại vị hoàng đế kia bại, hắn cho các ngươi hứa hẹn tự nhiên thực hiện không. Chính ngược lại, trước kia các ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia phe thế lực ngồi phía trên, tìm các ngươi tính sổ sách cắt đất, cũng là hợp tình lý, bọn họ cũng không có cùng các ngươi đạt thành thỏa thuận gì, đối với địch nhân, có gì có thể khách khí sao? Gương mặt nhịn không được co lại, tiểu nhị kia tựa hồ đã là có chút từ nghèo, sau cùng thẳng thắn hơi vung tay. Mắng to, ta quản nhiều như vậy, chúng ta chỉ biết là, những cái kia đều là Thiên Vũ người, các ngươi hùn vốn tính kế chúng ta. Không không không, Thiên Vũ có rất nhiều thế lực, người chống đỡ một phương thế lực, thì tất nhiên muốn cùng một phương thế lực khác là địch. Sau cùng bại, đó chỉ có thể nói các ngươi áp sai bảo bối, cũng không thể nói Thiên Vũ người bị ổi. Bởi vì theo đối phương, mà các ngươi lại là một mực trợ giúp địch phe thế lực, tại đối phó bọn hắn tới. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm khoát tay một cái nói, các ngươi muốn trách, liền nên trách các ngươi hoàng đế quyết định biện pháp sai lầm, không có thấy rõ nước khác đại cục, thì tự tiện nhúng tay, mới tạo thành hôm nay mầm tai vạ. Còn có, các ngươi binh lực cũng quá yếu, thì không nên tùy tiện xuất binh gây chuyện tới, an an ổn ổn bảo vệ quốc gia không rất tốt à. Im ngay. Thế nhưng là, Trác Phàm lời ấy vừa ra, tiểu nhị kia cũng đã hét lớn một tiếng, tức giận đến toàn thân phát run. Chúng ta hoàng đế là khắp thiên hạ tốt nhất hoàng đế, chúng ta mất đi gia viên về sau, hắn chả đem chúng ta an trí đến đô thành. Chúng ta nguyên soái cũng là khắp thiên hạ tốt nhất nguyên soái, thương cảm cấp dưới, chưa từng có bại qua. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm sùi cười ra tiếng, thiên hạ tốt nhất hoàng đế. Ha ha ha, chính mình đem đất đai ném,
làm ăn lót dạ cứu, cũng là thiên hạ tốt nhất. Đó là hắn chức trách có được hay không? Nếu như hắn liền chút chuyện này cũng làm không được, căn bản là không xứng làm hoàng đế. Thiên hạ tốt nhất nguyên soái. Ai, Thác Bạt Thiết Sơn lão gia hỏa kia thật không tệ, bất quá đáng tiếc, chưa từng bại qua lại là đi qua lúc đi. Chí tại Thiên Vũ, hắn nhưng là bị bại rối tinh rối mù, nếu không các ngươi sao có thể ném đâu. Ngươi, ngươi, nghe đến Trác Phàm Độc kia lưỡi một trận châm chọc, tiểu nhị kia cùng toàn bộ tử lâu người cũng đã tức giận đến toàn thân run rẩy, đầu lưỡi thắt nút, cuối cùng tiểu nhị gầm lên giận dữ, gào thét lên tiếng, ngươi dám làm nhục chúng ta hoàng đế cùng nguyên soái. Thiên Vũ người, người hôm nay khác muốn còn sống rời đi nơi này, chúng ta muốn làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, toàn tử lâu người liền toàn đều cùng nhau đứng dậy, toàn thân khí thế đại phóng, hào phóng mãnh liệt sát khí thẳng tắp hướng Trác Phàm bước tới. Hoàn toàn không có để ý, Trác Phàm nhẹ nhàng ngáp một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, một đám đoán cốt cảnh, chỉ có mấy cái thiên huyền cảnh mà thôi. Lão tử thần chiếu bát trọng tu vi, chẳng lẽ còn quan tâm mấy người các ngươi cháu con rùa? Ách, cái gì, thần chiếu bát trọng? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người lúc này khí tức trì trệ, hoàn toàn mắt trợn tròn, trong lòng một trận hối hận. Xúc động, chúng ta lúc trước thực sự quá mẹ hắn xúc động. Tính, giống như chết tính. Tại chỗ tất cả mọi người, người nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trên mặt một trận cứng ngắc, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tiểu nhị kia càng là đầu đầy mồ hôi lạnh, tại Trác Phàm bên người, sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy, mắt thấy là phải khóc lên, hối hận ruột đều xanh. Hắn đang động giận trước làm sao lại không có nhìn kỹ một chút thực lực đối phương đâu. Hiện tại hắn lại cẩn thận dò xét qua đi, quả nhiên, hắn một cái đoán cốt cảnh gà mờ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Cái này lại vừa vặn nói rõ người ta thực lực thâm bất khả chắc, chính mình còn không đạt được cái này nhãn lực. Tử lâu những người còn lại, đồng dạng thật sâu đánh giá Trác Phàm, lại cùng tiểu nhị kia một dạng, một mặt bất đắc dĩ cúi đầu, ai thán không thôi. Quả nhiên cái gì cũng nhìn không ra, người này thật đúng là một cái cọng rơm cứng, không phải bọn họ có thể đối phó đến. Thật lâu, tất cả mọi người như thế cứng đờ đứng đấy, không có nhúc nhích một chút, toàn thân khẩn trương phát run. Trác Phàm một mặt cười nhạo xem bọn hắn liếc một chút, thăm thẳm lên tiếng, làm sao còn chưa động thủ. Không phải muốn giết ta sao? Không 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 không. Đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng, tất cả mọi người khóe miệng một xẹp, một mặt buồn bực nghẹn ngào lên tiếng. Bọn họ những thứ này đi ngang qua đánh cái nước tương người, ở đâu là cái này thần chiếu cao tay đối tay, cái kia không muốn chết à, người nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Dương mắt liếc liếc bọn họ, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, ta liền nói à. Lúc trước Huyền Nhung Hoàng đế làm sao lại lỗ mãng như vậy tham gia đến chúng ta Thiên Vũ nội đấu bên trong, hôm nay lão tử tính toán minh bạch, nguyên lai cái này Huyền Nhung người đều là thẳng thắn, cái gì đều không biết rõ ràng liền không nhịn được động thủ. Cái này nói dễ nghe một chút gọi võ dũng, dân phong biêu hãn, nói đến khó nghe chút cũng là nhị bức a. Các ngươi cùng các ngươi hoàng đế kia, tại động thủ trước đó, có thật tốt động đậy não tử sao? Ai, xem ra các ngươi cái kia vài trăm dặm cắt ra đi. Không có chút nào oan a, ha ha ha. Nghe lấy Trác Phàm cái kia lớn tiếng chế giễu, từ lâu mọi người lại là từng cái biệt khuất nghiêm mặt, tăng đỏ bừng. Lúc trước Trác Phàm vẫn chỉ là cùng bọn hắn giải thích, nhưng bây giờ đã là trắng trợn chào phúng bọn họ hoàng đế, chẳng những chào phúng hoàng đế, còn chào phúng bọn họ chỉnh cái chủng tộc. Điều này không khỏi làm cái này một đám Huyền Nhung người, giận không chỗ phát tiết, hận không thể xông đi lên làm chết tiểu tử này. Đáng tiếc. Lúc trước bọn họ còn có lá gan này, nhưng bây giờ biết Trác Phàm thực lực, lại chỉ có thể là có giận không dám nói, tức giận không dám phát. Từng cái cắn răng nghiến lợi cúi thấp đầu, song quyền nắm lại, cố nhẫn nại lấy. Đem tất cả mọi thứ thu hết vào mắt, Trác Phàm không khỏi nhạt cười một tiếng, nhưng cũng không còn trêu đùa bọn họ, dù sao hắn chủ yếu mục đích, cũng không phải cùng những thứ này phàm phu tục tử tranh cãi. Ta nói, các ngươi nếu là không muốn động thủ lời nói. Ta nhưng là, ngài muốn động thủ, bất giác giật mình, Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, tiểu nhị kia đã là nhịn không được hét to lớn tiếng, dọa đến đầy mặt trắng xám. Thần chiếu cao thủ đối phó bọn hắn, một cái ý niệm trong đầu, nguyên thần trùng kích nhưng là trong nháy mắt đem bọn hắn toàn dây, bọn họ đâu còn có sức hoàn thủ, đây quả thực là đồ sát a. Bọn người người nghe đến,
cũng là không khỏi kinh hoàng, lúc này quỳ rạp trên đất, hướng Trác Phàm dập đầu cầu xin tha thứ, kêu gào không ngừng. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm không khỏi lạnh hừ một tiếng, một đạo hét lớn, trấn ở nơi này tất cả mọi người, để bọn hắn đình chỉ ồn ào, mới một mặt lạnh lùng đắc đạo, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Con mẹ nó ai muốn đối với các ngươi động thủ, các ngươi cũng xứng. Hừ, ta nói là, các ngươi nếu là không động thủ lời nói, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, các ngươi thành thật trả lời về sau, thì lập tức cho ta xéo đi, có bao xa lăn bao xa. Ách, thì ra là thế, là hỏi vấn đề a, cái kia vừa mới con mẹ nó ai nói hắn muốn động thủ tới. Không khỏi khẽ giật mình, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, cuối cùng yên lòng, nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới bối rối, cùng nhóm người mình bối rối, mọi người nhất thời lại là một mặt bất thiện đi tìm cái kia bịa đặt sinh sự ra hỏa. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, có thể đem lão tử liền nước tiểu đều nhanh hoảng sợ đi ra. Kết quả là, tất cả mọi người ánh mắt, cuối cùng đều hung dữ đến trừng mắt về phía cái kia tiểu nhị. Tiểu nhị kia cũng là một mặt ủy khuất, co rụt lại đầu, không dám nhìn mọi người chung quanh cái kia bất thiện thần sắc, trong lòng thầm nhủ. Cái này có thể trách ta sao? Ta làm sao biết người này như thế không theo lẽ thường ra bài? Đồng dạng nhân vật phản diện không đều là nói, các ngươi không động thủ, lão tử thì động thủ à, ai ngờ hắn chỉ là hỏi vấn đề. Không có để ý đám người này lẫn nhau ngại oán ánh mắt, Trác Phàm chỉ là khoan thai lên tiếng, tiểu nhị, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi nói các ngươi gần nhất chiến sự căng thẳng, không biết lại với ai đánh lên. À, ngươi không biết, không khỏi sững sờ, tiểu nhị kia kỳ quái nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm lúc này mắng to lên tiếng, lão tử biết, còn phải hỏi ngươi. Đúng vậy à, người ta vì tiền bối này tra hỏi ngươi đây, ngươi thành thật trả lời chính là, nhiều cái gì miệng. Mau từ thực bàn giao, đừng cho tiền bối sốt ruột chờ. Điếm tiểu nhị, có cái kia nói nhảm thời gian, con mẹ nó ngươi ngược lại là nhanh nói a. Thế mà, tiểu nhị kia còn chưa đáp lời, từ lâu người khác đã là một trận đổ ập xuống địa đại mắng lên tiếng, để tiểu nhị này trong lòng một trận phiền muộn. Thảo hắn nãi nãi, đám người này thật mẹ hắn là cỏ đầu tường, nghiêng ngả, vừa mới còn cùng lão tử cùng một chỗ làm yêu nước thanh niên, hiện tại liền thành cái này thiên vũ người trung thực, cái quái gì? Không thể trêu vào thần chiếu cao thủ, thì mẹ hắn hội khi dễ ta điếm tiểu nhị này. Trong tai nghe lấy mọi người chửi rủa quát kêu, Trác Phàm không khỏi nhướng mày, hung hăng chừng chung quanh tất cả mọi người liếc một chút, những người kia mới một cái thông minh, dừng lại, không ra tiếng. Thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, điếm tiểu nhị kia hướng Trác Phàm khom người cúi đầu, bẩm báo nói, người này, hiện tại chúng ta đang cùng thiên vũ giao chiến, ngài là từ thiên vũ đến, cho nên ta coi là ngài sớm đã biết. Thế nào, bọn họ lại đánh lên, vì cái gì a? Đánh bao lâu thời gian? Hơn một tháng, nghe nói lần này hoàng đế bệ hạ bị hộ quốc tông môn toàn lực ủng hộ, thể phải đem vứt bỏ đất đai lấy trở về. Thở sâu, tiểu nhị kia một mặt cảm thán, thực hoàng đế bệ hạ cũng rất không dễ dàng, ngay tại đền bù 8 năm trước sai lầm, bởi vậy gần nhất huyền nhung cảnh nội hết thảy giới nghiêm, phòng ngừa có ngày vũ mật thám lẫn vào. Cho nên khách quan ngài, ách, gương mặt nhịn không được co lại, tiểu nhị kia nói, yêu nước tình hoài lại đi tới, đúng là quên, hắn bây giờ đang ở cho một cái thiên vũ cường giả cung cấp tình báo đây. Trong lúc nhất thời, tiểu nhị kia thật hận không thể hung ác quất miệng mình một chút. Hắn cái này não tử, còn thật bị người ta nói chúng, thẳng thắn a, nói thế nào nói, thì quên hiện tại tình cảnh đâu. Người này, rất có thể là. Yên tâm đi, ta không phải mật thám. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi yên lặng cười một tiếng, sâu xa nói, người có từng thấy, như thế quang minh chính đại, ở chỗ này bộ tình báo mật thám sao? Huống hồ ngươi vừa mới nói những tin tình báo này, tất cả mọi người biết, cũng không có tác dụng lớn. Ta là đã rời đi thiên vũ nhiều năm, chính muốn trở về, còn không biết nhiều chuyện như vậy mà thôi. Bất giác sững sờ, tiểu nhị kia tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, cũng lại yên lòng thở dài một hơi. Còn tốt, hắn không có bán nước. Bất quá, Trác Phàm lúc này lại là sờ lên cằm, hư hí mắt, tỉ mỉ suy nghĩ lên, thế nhưng là trong này có vấn đề a, lần trước ta gặp lạc gia thực lực, huyền nhung hẳn không có cái này lực lượng tái phạm thiên vũ. Còn có, ngự thú tông toàn lực ủng hộ, hư hư, hắn bên này chỉ có một tông, bên kia thế nhưng là có tam tông đây. Trừ phi, trong này lại có người dở trò quỷ,
song phương cao tầng đạt thành cái gì bị ổi hiệp nghị. Khách quan, ngài đang nói cái gì? Tiểu nhị ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Thản nhiên cười, Trác Phàm thờ ơ khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến, không có gì, dù sao cái này cũng không liên quan ta chuyện, các ngươi khuyển nhung khẳng định thắng không, ta vẫn là hỏi điểm ta để ý đồ vật a, ha ha ha. Các ngươi nơi này có cái gì danh sơn đại xuyên, kỳ cảnh quái giống như sao? Cái gì, danh sơn đại xuyên? Mi đầu không khỏi nhíu một cái, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kỳ quái, quay đầu nhìn mọi người liếc một chút, người khác cũng là một mảnh vẻ mờ mịt, bất giác bất đắc dĩ hướng Trác Phàm lắc lắc đầu, cười khổ nói, người này, chúng ta khuyển nhung không so thiên vũ, núi sông tú lệ, chính là cằn cỗi chi quốc, từ đâu tới cái gì danh sơn đại xuyên a? Ngài muốn là muốn thưởng thức cảnh đẹp, ta nghe nói thiên vũ so với chúng ta nơi này tốt gấp 1000 lần đâu. Cái kia hiểm trở chi địa đây, giống loại kia hội ăn người, cả người lẫn vật sau đó liền biến mất không còn tăm tích hiểm cảnh. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm tiếp tục hỏi. Hắn tâm lý minh bạch, phong huyệt chính là linh khí tụ tập chỗ. Năng lượng tụ tập, không nhất định chính là thích hợp tu luyện, còn có thể bởi vì bản địa hoàn cảnh khác biệt, biến thành diệt tuyệt chi địa. Thế nhưng là nghe được lời này, tiểu nhị kia vẫn như cũ mê mang lắc lắc đầu, bật cười nói, khách quan. Ngài từ chỗ nào nghe nói loại này lời đồn? Chúng ta chỗ này mặc dù cằn cỗi, nhưng cũng không phải loại kia thâm uyên đầm lầy, xương độc tràn ngập chỗ chết, không phải vậy chúng ta nhiều người như vậy, chẳng phải đều muốn bị giết chết. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ cái kia lão long bằng cảm giác vẽ, cho tính sai. Nơi này căn bản không có gió huyệt chi địa. Muốn là như vậy lời nói, tấm bản đồ kia nhưng là một chút giá trị đều không có. Thậm chí ngay cả phương vị đều sai. Ai, cái này năm châu to lớn như thế, hắn muốn đi đâu nhi tìm cái kia bát đại phong huyệt chỗ a? Trong lúc nhất thời, Trác Phàm khẽ vuốt cái chán, mặt ủ mày trao. Tiểu nhị cùng bọn người người gặp này, thì là trong lòng lo sợ mà nhìn xem hắn, không dám đánh nhiễu, yên lặng chờ hắn đến tiếp xuống phân phó, sợ sơ ý một chút, chọc giận người này, đưa tới giết chóc tai họa. Tất cả mọi người đều lớn khí không dám thở một chút, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trưởng quỹ ở đâu? Thế mà, ngay tại cái này vạn phần khẩn trương thời khắc, hét lớn một tiếng lại là bỗng dưng theo ngoại truyền tiến đến. Đồng thời, theo từng tiếng hùng hồn có lực tiếng bước chân vang lên, đi tới, là hai tên dáng người khôi ngô, rực rỡ la ngọc phục đại hán, một thân khí thế cường hãn, biểu hiện bọn họ thiên huyền đỉnh phong tuyệt cường thực lực. Hôm nay các người tòa tử lâu này bị chúng ta lục vương ra bao, còn lại người không liên quan, đều cho ta lăn. Xuyệt. Cái kia hai tên đại hán ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt đều là kiệt ngao chi sắc, không nói ra phách lối cuồng vọng, thế nhưng là đi vào tòa tử lâu này về sau, nghênh đón bọn họ lại không phải như thường ngày như vậy thất kinh, e sợ cho tránh không kịp bối rối đám người, mà chính là đồng loạt, tất cả mọi người hướng bọn họ làm ra một cái im lặng thủ thế. Ách, chuyện gì xảy ra? Các ngươi lỗ tai điếc sao? Nơi này lục vương ra bao xuống, còn không mau cút ngay cho ta. Hai người kia không khỏi sững sờ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, lần nữa hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là, mọi người lại là một mặt bất đắc dĩ, bỗng nhiên cho hai người đánh lấy ánh mắt. Nhìn chỗ đó thế nhưng là có cái không thể trêu vào ra a, các ngươi nhỏ giọng một chút, khác quấy nhiễu hắn, nếu không chúng ta cùng theo một lúc không may a. Thế mà còn không đợi hai người kia kịp phản ứng, Trác Phàm băng lãnh đôi mắt đã là chậm rãi nâng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nơi nào đến hai con chó điên, sủa đến lão tử lỗ tai đều đau. Lớn mật, không khỏi giật mình, hai người này đoán chừng ngày bình thường hung hăng càn quấy quen, nghe đến Trác Phàm cái kia âm thanh mắng chửi, cho nên ngay cả người cũng không nhìn liếc một chút, liền đột nhiên quát mắng lên tiếng, ngươi là ai, dám quấy nhiễu chúng ta lục vương gia. Oanh! Thế mà bọn họ còn đến không kịp tiếp tục uống mắng đi xuống, đã là một tiếng bạo hưởng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu, phiêu tán không trung, rốt cuộc không có sinh cơ. Mà đối diện bọn họ, Trác Phàm chậm rãi để xuống quyền đầu, tiếp tục an ủi cái đầu, ai thán không thôi. Ai, đến tiếp xuống đến tột cùng muốn đi đâu nhi tìm đây, địa đồ đều vô dụng a. Trong tử lâu tất cả mọi người, thì là nhìn lấy tình cảnh này, hoàn toàn bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Có thậm chí đã là nhìn không được ngồi liệt trên mặt đất. Không hổ là thần chiếu bát trọng cao thủ a, nhất quyền, chỉ là chỉ bằng vào từng quyền áp,
liền đem hai cái thiên huyền đỉnh phong cường giả, đánh cho thi thể hoàn toàn không có, máu vẩy tại chỗ. Đoán chừng bọn họ trước khi chết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền đã hồn phi phách tán. Người này, thật đúng là xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không nể mặt mũi a. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là vương gia thủ hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm run sợ, ừng ực một tiếng, nhịn không được nuốt nước bọt, càng phát ra rung động run rẩy lên. Hoa Rô, Hoa Lạp Sa, các ngươi hai cái sự tình làm tốt à, Lục vương gia sắp đến. Chợt, lại là một đạo thanh âm già nua vang lên, hưu một tiếng, một cái râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện tại cửa vị trí. Nhìn lấy tử lâu ngoài cửa một vũng máu, không khỏi lúc này cũng là trong mắt ngưng tụ, đại cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra, nơi này tại sao có thể có máu tươi. Các ngươi hai cái thằng nhãi con, không là nói cho các ngươi không nên tùy tiện giết người sao. Nơi này có vết máu, còn thế nào yến khách, thu thập cũng phiền phức. Trong lòng bất giác mồ hôi không sai, chúng người không biết làm sao xem bên ngoài lão đầu kia liếc một chút, không còn gì để nói dao động cái đầu. Ai, hóa ra vị lão giả này coi là bên ngoài bãi kia máu là ngươi người tạo thành. Nếu là cho hắn biết đó chính là bọn họ bản thân lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bạch bạch bạch, một trận gấp rút bước chân truyền đến, lão giả kia rất nhanh liền tiến vào tử lâu, vừa đi còn một bên tiếp tục hô lớn, Hoa Rô, Hoa Lạp Sa, các ngươi là thế nào làm việc, cho lão phu lăn ra đến, ách. Chợt, lão giả kia không khỏi sững sờ, trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quái khuôn mặt, chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao còn có nhiều người như vậy. Lục vương ra thế nhưng là nhanh đến. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người toàn là không thể làm gì khác hơn nhìn hắn liếc một chút, tiếp lấy lại tìm kiếm giống như nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Dù sao, tại cái này thần chiếu bát trọng trong mắt cao thủ, lục vương ra nhằm nhò gì a? Không có hắn cho phép, chúng ta nếu là dám động một bước, nói không chừng thì là vừa vặn hai người kia hạ tràng. Thế nhưng là giờ này khắc này, Trác Phàm vẫn như cũ mặt ủ mày trao, than thở tự hỏi đến tiếp xuống hành động, lại là một mảnh mê mang. Địa đồ mất đi tác dụng, để hắn không biết nên đi nơi nào, lại là hoàn toàn không có để ý đến, giờ này khắc này trong tử lâu không khí lúng túng. Ách, không biết vị tiên sinh này là. Vị kia lão giả tóc trắng không như lúc trước hai người kia như vậy lỗ mãng, vừa nhìn thấy trong tử lâu tất cả mọi người ánh mắt phương hướng, liền phát hiện Trác Phàm tồn tại. Thế nhưng là cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lúc này giật mình. Ngoan ngoãn lòng địa động, thần chiếu bát trọng a, cái này cũng không dễ chọc, hắn lão đầu tử này mới bất quá thần chiếu tứ trọng mà thôi. Toàn bộ lục vương gia phủ, cũng không có cung cấp nuôi dưỡng qua thần chiếu bát trọng cao thủ, sau đó vội vàng cúi đầu, tìm kiếm lên tiếng. Không để ý tới hắn, Trác Phàm chỉ là một mặt giật mình lo lắng chi sắc, mặt ủ mày trao. Điều này không khỏi làm hắn rất là xấu hổ, ngược lại nhìn về phía một bên tiểu nhị, nhẹ giọng dò hỏi, vị tiên sinh này. Thần thánh phương nào? Lắc đầu, tiểu nhị biểu thị không biết. Lão giả kia lại nhìn về phía bọn người người cũng là vội vã dao động cái đầu. Bất đắc dĩ thở dài, lão giả kia tiếp tục dò hỏi, cái kia vừa mới nhưng có hai cái tráng hán đến, bọn họ ở đâu? Ngay tại ngài dưới chân, tiểu nhị chỉ trước người hắn vũng máu kia. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Thân thể nhìn không được chấn động, lão giả kia nhìn xem lòng đất cái kia mảnh đỏ tươi, nhìn lại một mặt ngốc trệ Trác Phàm thở dài thở ngắn, lập tức liền minh bạch hết thảy. Chắc hẳn cũng là Hoa Rô hai người này, vênh váo hung hăng quen, đập vào vị này thần chiếu cường giả, bị người ta lúc này diệt. Cứ như vậy thế nhưng là phiền phức lớn, gây lên một cái thần chiếu bát trọng cường giả, cũng không phải cái gì sự tình tốt, nhất định phải lập tức tiêu trừ mới được. Thế nhưng là nhìn vị tiên sinh này đối với mình hờ hững bộ dáng, tựa hồ chướng mắt chính mình cái này thần chiếu tứ trọng a. Cứ như vậy lời nói, chính mình ra mặt thì hoàn toàn không có phân lượng, nhanh đi gọi người. Nghĩ như vậy, lão giả kia một mặt cẩn thận lui về phía sau hai bước, sau đó co cẳng liền chạy, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Trong tử lâu nhìn lấy đây hết thảy tất cả mọi người, lại là đều sửng sốt. Đây chính là lục vương gia trong phủ dưỡng người. Thiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, đối đãi bọn hắn những thứ này tầng dưới tu giả, thì hô to gọi nhỏ, nhìn đến lợi hại, quay đầu thì hoảng sợ chạy. Chỉ có Trác Phàm, dường như hoàn toàn không có chú ý tới đây hết thảy giống như, vẫn như cũng ngơ ngác nằm sấp trên bàn, suy nghĩ vô tận sầu tư.
hiu hiu hiu. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe mấy đạo tiếng xé gió vang lên, bốn đạo cường hãn khí tức đột nhiên từ bên ngoài phóng tới cái này tửu lâu, làm cho trong tửu lâu cả đám người, ào ào khí tức trì trệ, ngăn không được lui về phía sau. Ngay sau đó, bốn đạo già nua thân hình chậm rãi đến gần, bên trong một người, chính là mới vừa rồi chạy đi ông lão tóc trắng kia, mà người cầm đầu lại là một cái tóc vàng lão nhân, mục đích hiện thần quang, khí thế đúng là so cái kia lão già tóc trắng càng mạnh hơn 10 lần có thừa. Trong tửu lâu người tuy nhiên nhìn không ra bọn họ tu vi, nhưng là cũng biết, cái này tóc vàng lão nhân lợi hại, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Rất nhiều người chỉ là cùng ông lão tóc vàng kia liếc nhau, liền có loại đầu váng mắt hoa, lập tức liền muốn choáng khuyết cảm giác, không khỏi trong lòng càng là hoảng hốt. Bốn người này thực lực mạnh như thế, chẳng lẽ là muốn đến bắt cái này thiên vũ cao thủ? Cứ như vậy, miễn không một phen kinh thiên động địa đại chiến. Như thế tới nói, có thể hay không lan đến gần bọn họ a? Trong lúc nhất thời, mọi người lần nữa lo sợ bất an lên, tâm bên trong một cái kình cầu nguyện, muốn đánh bên ngoài đánh, tuyệt đối đừng liên lụy chúng ta a. Thế nhưng là, để chúng người không tưởng tượng được là, ông lão tóc vàng kia đến, vậy mà cũng là hướng Trác Phàm khom người cúi đầu, thái độ cực kỳ khiêm tốn nói, tại hạ Huyền Nhung đế quốc, Lục Vương phủ thủ tịch cung phụng Kim Bất Hoán. Vừa mới bản phủ thủ hạ nếu là có đập vào các hạ địa phương, còn mong rộng lòng tha thứ. Lan, ngẩng đầu nhìn bốn người này liếc một chút, thì cái này Kim Bất Hoán là thần chiếu thất trọng cảnh, tại tu vi phía trên còn không có hắn cao đây. Còn lại, một cái thần chiếu tứ trọng, hai cái thần chiếu ngũ trọng, Trác Phàm lúc này không nể mặt mũi, lạnh lùng nói. Trong lòng bất giác trì trệ, Kim Bất Hoán sắc mặt có chút xấu hổ, hơi hơi trầm xuống một chút. Coi như hắn yếu hơn đối phương, cũng chỉ kém một trọng cảnh mà thôi, không cần đến như thế không cho mặt mũi đi. Lại nói, chỉ nhất trọng cảnh chênh lệch, mình chỗ này còn người nhiều đây, nếu là đánh lên, hoàn toàn có thể bù đắp, cần phải như vậy nắm sao? Cái kia lão giả tóc trắng tựa hồ cũng minh bạch điểm này, lập tức liền thẳng tắp cái eo, kêu gào nói, vị tiên sinh này, chúng ta kính ngươi là một vị thần chiếu cường giả, không muốn cùng ngài có chỗ qua kết, đã bị đủ ngài mặt mũi. Cho dù ngài giết hai người chúng ta cũng có thể không so đo. Nhưng ngài phải biết, coi như ngài thần chiếu bát trọng cảnh thực lực, tại Huyền Nhung đã là số một số hai cao thủ, nhưng hai quyền khó địch tứ thủ, đắc tội hoàng thất, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ta khuyên ngài vẫn là nhanh chóng thu tay lại, mọi người kết giao bằng hữu, bình an vô sự. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Kim Bất Hoán khóe miệng ngậm lấy ý cười, khẽ gật đầu, đối cái này lão nhân tóc trắng biểu hiện rất là hài lòng. Đoạn văn này nói, không kiêu ngạo không tự ti, chính khí lẫm nhiên, không đánh mà thắng chi binh, thật là thượng sách. Thế nhưng là, nếu là bọn họ gặp phải thật sự là một cái đường đường chính chính thần chiếu bát trọng cao thủ, coi như người kia lại hỗn đản, câu nói này có lẽ còn thật có tác dụng. Bất quá đáng tiếc, Trác Phàm quái thai này, so với bọn hắn muốn cao nhiều hơn nhiều đây. Biết sủa chó không cắn, biết cắn không gọi là chó. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong. Trác Phàm từ chối cho ý kiến sủi cười ra tiếng, các ngươi tại lão tử trước mặt sủa inh ỏi như thế nửa ngày, là bởi vì răng lợi không tốt, căn bản sẽ không cắn a, ha ha ha. Ngươi, da mặt nhịn không được co lại, Kim Bất Hoán bọn người lúc này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi, một đôi quyền đầu đều chăm chú nắm lại tới. Đáng chết tiểu tử, thật sự là cho thể diện mà không cần, rõ ràng cũng là gây chuyện tới. Trác Phàm cũng là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong lòng cười lạnh. Hắn hiện tại bởi vì địa đồ mất chuẩn sự tình, trong lòng chính buồn bực đây, vừa định tìm mấy cái nơi chút giận, đám người kia thì xuất hiện, cũng coi như bọn họ không may, đụng phải Trác Phàm cái này tử thần trên họng súng. Thật sâu hít một hơi, Kim Bất Hoán hung tợn nói, vị tiên sinh này, chẳng cần biết ngươi là ai, mạnh bao nhiêu, lời nói này lại là quá phận. Hôm nay ta Kim Bất Hoán nếu là lại không động thủ, ta con mẹ nó chữ vàng viết ngược lại. Vừa dứt lời, Kim Bất Hoán đột nhiên toàn thân khí thế phóng đại, một trận mãnh liệt sát ý, hướng Trác Phàm mặt bỗng nhiên đè tới. Còn lại ba vị lão giả, cũng cùng nhau phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, hướng Trác Phàm áp đi. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, tràn ngập toàn bộ tửu lâu, rất nhiều một phen gió thổi báo dông bão sắp đến chi thế. Tửu lâu bọn người người, đã sớm bị cái này khí thế hung mạnh ép tới không thở nổi, trong lòng hoảng sợ, nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ sừng sững bất động,
mặt mỉm cười mà nhìn xem bốn người. Phảng phất tại nhìn bốn cái thằng hề, hoàn toàn không để vào mắt. Nhìn đến Trác Phàm trong mắt cái kia tia khinh miệt, Kim Bất Hoán trong lòng càng giận, hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ trước. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là ngột vang lên, dừng tay. Kít! Thân thể không khỏi bỗng nhiên trì trệ, Kim Bất Hoán bọn người lúc này dừng lại, sau đó đuổi vội vàng xoay người, một mặt cung kính hướng về sau bái đi. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cũng là thuận lấy bọn hắn phương hướng, nhìn ra cửa, lại chính gặp một cái có chút thanh niên tuấn tú, chậm rãi hướng bọn họ bên này đi tới. Trong lòng không sai, Trác Phàm đã là minh bạch hết thảy, vậy đại khái cũng là bọn họ chủ tử, cái kia Lục Vương ra đi. Ngươi, không có nhìn cái kia bốn tên lão giả liếc một chút, cái kia Lục Vương ra chỉ là song đồng ngưng tụ, không thể tin nhìn chằm chằm Trác Phàm phương hướng, một bước run lên hướng hắn bên này đi tới, bờ môi cũng nhịn không được lay động, ngươi là. Ta chính là làm thịt ngươi cái kia hai đầu chó người kia, hiện tại ngươi cái này bốn đầu chó đang muốn cắn ta, nếu là ngươi nhìn qua sau trước tiên có thể ra ngoài. Phách Lối Trang bước lời nói ngươi cũng không cần nói, cái này xáo lộ ta so ngươi quen. Chờ ta thịt bọn họ, ngươi như còn tìm chết, ta không ngại lại tiễn ngươi một đoạn đường. Hơi hơi khoát khoát tay, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, giống đánh ra ăn mày giống như, đánh ra hắn đi. Điều này không khỏi làm cái kia bốn cái lão đầu vừa tức vừa giận, trong mắt tràn đầy sát ý, hận không thể hiện tại liền đem Trác Phàm nuốt sống sống bới ra. Thế nhưng là, người thanh niên kia lại là không để ý chút nào giống như, một mặt hưng phấn nói, ngươi. Ngươi là Trác Phàm, ngươi còn chưa có chết, ta là ngươi đáng tin fan a. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt rất là kỳ lạ. Thật sâu nhìn lấy người thanh niên kia, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày. Không khỏi nghi ngờ gãi đầu một cái, ngưng lông mày nói, thế nào, chúng ta trước kia gặp qua sao, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Trác Phàm, không, Trác tiên sinh, ngài chưa thấy qua ta, nhưng là ta gặp qua ngài a. Kích động tựa hồ cũng có chút run rẩy, cái kia thanh niên tràn đầy hưng phấn mà đi vào Trác Phàm bên người, lời nói cũng sẽ không nói, chỉ là đầy mắt ngôi sao nhỏ mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, không biết nên nói cái gì cho phải. Trác Phàm gặp này, càng thêm kỳ quái, người nhà đến tột cùng là ai a? Lúc nào gặp qua ta? Cũng là Song Long hội a, Trác tiên sinh. Tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó kích động tràng diện, thanh niên kia rung động hoa chân múa tay, thanh âm đều có chút run rẩy. Lúc đó ta là Huyền Nhung quốc quan chiến đại biểu, ngay tại hội trường trên khán đài, tận mắt nhìn thấy ngài nhất quyền xử lý toàn bộ ngự thú tông đệ tử tràng diện, về sau một đường hát vang tiến mạnh. Theo Hạ Tam Tông đệ tử trở thành toàn bộ Tây Châu đệ nhất đệ tử đại biểu. Ta lúc đó kích động đến, quả thực lệ nóng tràn đầy a. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng kịp phản ứng, nguyên lai tiểu tử này là tại Song Long hội phía trên gặp qua hắn, khó trách hắn hội không có ấn tượng. Lúc đó nhiều như vậy người xem nhét chung một chỗ, hắn có thể nhận ra mới là lạ. Chỉ bất quá nghe đến lần này luận thuật, hắn vẫn còn có chút kỳ quái, nghi nói tiểu tử ngươi là Huyền Nhung quốc Lục Vương ra đi. Không sai, một mặt cao hứng bừng bừng bộ dáng, cái này Lục Vương ra nói chuyện với Trác Phàm tựa hồ hết sức kích động, dường như nói với hắn câu nói, cũng là suốt đời kiêu ngạo đồng dạng. Như vậy ngự thú tông hẳn là các ngươi trấn nước tông môn a, vì sao ta đem bọn hắn toàn diệt, ngươi kích động thành bộ dáng này. Trác Phàm hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cái kia Lục Vương ra lại là bình chân như vải khoát khoát tay, khinh thường nói, cái gì trấn nước tông môn. Chỉ là trên đầu chúng ta Thái Thượng Hoàng mà thôi, bọn họ đệ tử bình thường tại Huyền Nhung làm sằng làm bậy, cũng không ai dám quản. Cho nên bọn họ tại Song Long hội phía trên thế nào, đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ngược lại là Trác tiên sinh một quyền kia, thật sự là hả giận a. Từng có kết a, vậy cũng chớ dùng làm sằng làm bậy bốn chữ, người người cũng chưa chắc so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Trác Phàm trong lòng không sai, hơi hơi gật gật đầu. Cái kia Lục Vương ra ngại ngùng cười cười, vui lòng phục tùng, Trác tiên sinh dạy rất đúng, ta bình thường xác thực cũng bỏ bê quản giáo thủ hạ, về sau tuyệt đối sẽ không. Người có quản hay không cùng ta có lông quan hệ, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nghe được lời này, cái kia Lục Vương ra không chút nào bất mãn, mà chính là chuyện đương nhiên gật đầu, đúng đúng đúng, Trác tiên sinh là làm đại sự người, sao có thể quan tâm ta điểm ấy bệnh vặt. Bất quá đã Trác tiên sinh sách đi ra, vậy bản vương thì nhất định sửa chữa.
Nói, Lục Vương gia liền đột nhiên xoay người, nhìn về phía cái kia bốn cái lão đầu, nghiêm túc nói, Kim Cung Phụng, ngươi truyền lệnh xuống, sau này bản vương phủ người không lại thế nhiễu dân, vừa có phát hiện, định trảm không buông tha, không phải vậy chúng ta cùng Ngự Thú Tông đám khốn kiếp kia có gì khác biệt. Để chắc tiên sinh như thế nào xem chúng ta. Vâng. Kim Bất Hoán vội vàng khẽ khom người, đáp lại nói. Sau đó nhìn Trác Phàm liếc một chút, cười khổ thở dài. Thực cái này Lục Vương gia tính cách ham chơi, đối trong phủ sự tình bỏ bê quản lý, không phải một ngày hai ngày. Khuyển Nhung bệ hạ cũng thường xuyên dạy bảo hắn, nhiều bề bộn nhiều việc chính sự, theo chuyên cần nhà trưởng vụ bắt đầu, nhưng hắn cũng là không nghe. Cái này lại la ó, Trác Phàm một câu, còn không phải đường đường chính chính dạy bảo, cứ như vậy sách một chút. Hắn lập tức liền bắt đầu chỉnh đốn nội trợ, đây chính là thần tượng lực lượng A. Trác Phàm cũng là nhìn lấy hắn, cảm thấy bất đắc dĩ, lão tử nói cái gì sao? Đối Trác tiên sinh, ta vài ngày trước nghe nói ngài ngộ hại, còn khóc ròng ròng vài ngày, vì ngài phúng viếng, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Là. Cái kia Lục Vương gia trầm ngâm một hồi, đột nhiên lại một mặt hưng phấn mà nhìn về phía Trác Phàm, tựa hồ sợ Trác Phàm không tin. Còn để xung quanh cái kia bốn cái lão gia hỏa cùng một chỗ làm chứng, sau đó bốn người liên tục không ngừng gật đầu, thay chủ tử mở chứng minh, bọn họ chủ tử thật sự là ngài đáng tin phen A. Thế nhưng là ngài hiện đang vì sao lại êm đẹp xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là truyền ngôn có sai? Nhíu mày, Lục Vương gia lại nghi ngờ nói. Khóe miệng xẹt qua một vệt tà dị tiếu dung, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hàn mang, hung ác nói, muốn mạng của lão tử. Nhưng là không dễ dàng như vậy. Khóc. Thân thể bất giác chấn động, Lục Vương gia nhìn lấy Trác Phàm cái này lạnh lùng khuôn mặt, không khỏi lại là một mặt sùng bái kêu ra tiếng, sau đó chỉ Trác Phàm, nhìn về phía cái kia bốn cái lão đầu nói, có trông thấy được không, đây chính là Trác tiên sinh, song long hội phía trên đệ nhất nhân, bản vương thần tượng, có phải hay không quá khóc. Ách. Bất giác hơi chậm lại, bốn người liếc nhìn nhau, cũng là rực rỡ cười gật đầu, vâng vâng vâng, quá khóc. Quá khóc. Thế nhưng là bốn người bọn họ nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cao tuổi rồi, vì nghênh hợp chủ tử hào hứng, còn muốn cùng hắn cùng một chỗ truy thần tượng, đây cũng quá không có cao thủ mặt mũi đi. Không chỉ là bọn hắn bốn cái, liền xem như Trác Phàm, đối mặt vị này điên cuồng phen, cũng là có chút xấu hổ, cất bước trực tiếp đi ra ngoài. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, coi như hắn vừa mới nghĩ tìm người xuất khí. Nhưng bây giờ cũng là bị cái này Lục Vương gia điên cuồng mê luyến, làm cho không còn cách nào khác. Người ta là sùng bái ngươi, cũng không phải là muốn tìm hấn ngươi, ngươi làm sao đi xuống tay a, vẫn là mau rời khỏi chỗ thị phi này tốt. Nhưng là thấy tình cảnh này, cái kia Lục Vương gia lại là quýnh lên, vội vàng ngăn ở trước người hắn, cả kinh nói, Trác tiên sinh, ngài cái này là muốn đi đâu đây? Thật vất vả đến chuyến Khuyển Nhung. Dù nói thế nào cũng phải để ta tận cái chủ nhà tình nghĩa a. Ách, không cần, cái này không có ta tìm đồ, ta cứ vậy rời đi tốt. Hơi hơi khoát khoát tay, Trác Phàm bật cười một tiếng, thì muốn tiếp tục tiến lên. Lục Vương gia không khỏi sững sờ, hai mắt trâu đi loanh quanh, đột nhiên lần nữa ngăn lại hắn đường đi, vội vàng nói, tiên sinh muốn tìm thứ gì, vùng này ta quen, ta giúp tiên sinh tìm. Ngươi, những mày... Trác Phàm thật sâu dò xét hắn liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, đúng a, này thiên địa phong huyệt chính là chỗ khác thường, rất có thể bị đại phú đại quý quyền thế người chiếm lấy, tầm thường tu giả há có thể biết được. Tiểu tử này chính là Khuyển Nhung Lục Vương gia, thân thế hiển hách, theo chỗ của hắn có lẽ thật có thể nghe ngóng đến chút gì. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói tốt, vậy ta đến hỏi ngươi, chung quanh đây nhưng là có cái gì kỳ quan dị cảnh? Hung hiểm tuyệt cảnh chỗ. Kỳ quan dị cảnh. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Lục Vương gia giật mình một chút, không khỏi ba một tiếng vỗ một cái bàn tay, trong lòng đã là không sai, ngài là để thưởng thức chúng ta Khuyển Nhung dị vực cảnh sắc đi. Ây, không kém bao nhiêu đâu. Bất giác trì trệ, Trác Phàm miễn cưỡng thừa nhận, có cái gì đặc biệt quang cảnh ở phụ cận đây sao? Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Lục Vương gia lộ ra một bộ nụ cười đắc ý. Vậy ngài nhưng là tìm đúng người, tuy nhiên chúng ta Khuyển Nhung cằn cỗi, mỹ lệ hùng vĩ cảnh trí cũng ít, nhưng là tuyệt không phải là không có. Ta mới đắp một chỗ trong biệt viện, vừa vặn thì thâu tóm một chỗ thiên cổ kỳ quan, rất là tráng lệ. Chính hầu như cảnh này chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần gặp. Ta dám cam đoan,
toàn bộ Nam Châu, đều tuyệt tìm không ra như thế kỳ quan đến. Thật chứ, trong mắt bất giác sáng lên, Trác Phàm vui vẻ nói. Không sai gật đầu, Lục Phương ra một mặt tự hào nói, đó là đương nhiên, giống như vậy kỳ cảnh, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị quyền thế người chiếm làm của riêng. Phụ hoàng ta gặp, quả thực là muốn ở nơi đó đắp cái hành cung, ta thì không nhường, đoạt tới. Bộ kia kỳ quan, là thuộc về ta Lục Phương ra một người, phụ hoàng ta muốn nhìn còn phải đi đến phủ ta đây, ha ha ha. Cho nên Trác tiên sinh, người hôm nay xem như tới. Ta lập tức thiết yến, phía chúng ta thưởng thức kỳ cảnh, một bên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thiết lập cái gì yến, lãng phí thời gian, hiện tại tranh thủ thời gian mang ta đi. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm tâm lý đã vui vẻ nở hoa. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lục Phương gia cũng là liên tục gật đầu, mừng khấp khởi phía trước dẫn đường. Tựa hồ có thể vì Trác Phàm làm chút chuyện, cảm giác sâu sắc vinh hạnh giống như. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn đi ra tửu lâu, bá một tiếng, Kim Bất Hoán đã là lập tức ngăn tại Lục Phương gia trước người, vội vã bái nói, Lục Phương gia, ngài xin dừng bước, lần trước ngài cùng xà trưởng lão tranh giành một cô nương, ra tay đánh nhau. Bệ hạ để ngài hướng lão nhân gia ông ta bồi tội, ngài không trong phủ thiết yến chiêu đãi, mà chính là chạy đến cái này phố phường tửu lâu cũng liền thôi. Hiện tại ngài nếu là lại rời đi lời nói, há không phải là thả lão nhân gia ông ta bổ câu. Vậy hắn động lên giận đến, chúng ta thế nhưng là ăn không được đi à. Thì đầu kia dâm xà, lão tử còn muốn hướng hắn bồi tội. Hừ, không có cửa đâu. Không khỏi giận hừ một tiếng, Lục Phương gia cũng là một mặt không phục, lần trước cô nương kia vốn là lão tử nhìn lên, cái kia dâm xà tới thì đoạt, còn đem lão tử người toàn làm thịt, sau cùng phụ hoàng ngược lại hướng về hắn, nhưng ta cho hắn bồi tội, dựa vào cái gì? Một cái ngự thú tông quá khí trưởng lão, có gì có thể sợ? Chạy đến chúng ta Khuyển Nhung đế đô làm mưa làm gió, hừ. Nếu không phải các người đám này gan nhỏ quỷ nhất định phải thiết lập cái này yến, lão tử liền cứt cũng không cho hắn ăn. Nhìn lấy Lục Vương gia kiên quyết như thế bộ dáng, Kim Bất Hoán bất đắc dĩ lắc đầu, ai, vương gia, đó bất quá là kiện phong nguyệt trên trận, tranh giành tình nhân việc nhỏ, không có gì quan trọng. Chết mấy cái tên hộ vệ, cũng không có gì quan trọng. Dù nói thế nào, cái kia xà trưởng lão cũng là hóa hư cao thủ, liền bệ hạ đều không thể trêu vào, nếu không phải có ngự thú tông ước thúc, một khi náo lên, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Ngài thì nhận cái sai, cho bọn hắn cái lối thoát, bình lão nhân ra ông ta lửa giận liền tốt. Ngài cũng nói, bọn họ tại ngự thú tông thất thế, không có gì to tát vấn đề, cũng không muốn đem sự tình náo đại. Ta thì không. Lông mày nhíu lại, Lục Phương gia tính bướng bỉnh tới. Nhất chỉ Trác Phàm nói, Trác tiên sinh không sợ trời không sợ đất, một người đơn đấu song long hội, ta lập chí lấy Trác tiên sinh làm gương, sợ hắn cái này chết dâm xà làm gì. Trác tiên sinh, chúng ta đi biệt viện đi uống rượu, để bọn hắn đám lão gia này bồi cái kia con rắn chết đi. Trác Phàm xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, khẽ gật đầu, thì thúc giục Lục Vương ra rời đi. Không chút nào quản hắn đắc tội cái này hóa hư cao thủ về sau vận mệnh. Tựa hồ nhìn ra Trác Phàm loại này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý đồ xấu, cái kia Kim Bất Hoán vội vàng nhìn về phía Trác Phàm bái nói, Trác tiên sinh, chúng ta Lục Vương gia luôn luôn thứ nhất tôn sùng ngài, ngài tin chết truyền đến về sau, thật là khóc lóc đau khổ ba ngày ba đêm, sầu não uất ức, đây đều là thật. Ngài phát phát từ bi, nhìn trên một điểm này, nhưng là tuyệt đối đừng đem nhà ta chủ tử hướng trong hố lửa đẩy a. Ngài khuyên hắn một chút. Để hắn cùng cái kia xà trưởng lão bồi cái sai lầm, bỏ qua việc này thì thôi còn cái kia kỳ quan, chờ một lát lại nhìn cũng chạy không. Nếu không, để chủ tử lưu lại người tiếp khách, lão phu mang ngài đi xem. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, hơi hơi gật gật đầu. Dù nói thế nào tiểu tử này cũng là mình phen, coi như mình không muốn phản ứng đến hắn phá sự, cũng không có đạo lý cố ý hại hắn a. Lão nhân này đề nghị không tệ, để chủ tử cùng đi. Tìm người khác cho hắn dẫn đường là được. Dù sao hắn tìm là này thiên địa phong huyền địa phương, người nào dẫn hắn đi lại có quan hệ gì. Thế nhưng là, Trác Phàm bên này đồng ý, cái kia Lục Vương ra lại là khoát tay chặn lại, vạn phần bướng bỉnh nói, không được, Trác tiên sinh là bản vương khách quý, Trác tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, bản vương đều muốn đem hết toàn lực làm đến còn đầu kia chết dâm xà. Hừ, để hắn đi chết đi. Vừa dứt lời,
Lục Vương gia nổi giận đùng đùng, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng theo sau. Thế nhưng là đúng lúc này, cái kia Kim Bất Hoán lại là chợt đi vào bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, Trác tiên sinh, tuy nhiên sớm đã thông qua vương gia nhà ta nghe nói ngài đại danh, nhưng là vương gia nhà ta từ nhỏ ưa thích miệng lưỡi dẻo quẹo, riêng là đối thưởng thức người, càng là thêm mắm thêm muối, khuếch đại. Cho nên đối với ngài bản sự, lão phu nhưng là không tin. Tuy nhiên ngài thần chiếu bát trọng thực lực xác thực đủ mạnh, thế nhưng vị xà trưởng lão, ngài vừa mới cũng nghe qua, là hóa hư cường giả. Nếu là đắc tội hắn, hắn hướng bệ hạ nổi giận, bệ hạ đương nhiên sẽ không cầm chính mình nhi tử xuất khí, đến lúc đó cái này dê thế tội thế nhưng là từ ngươi đến đỉnh. Cho nên, vì Lục Vương gia, cũng vì ngài tự thân an toàn, ngài vẫn là khuyên một chút hắn, để hắn yên ổn bồi cái kia xà trưởng lão một khắc a, không muốn tùy ý hắn tính tình hồ nháo. Cái này Lục Vương gia là cái điên cuồng phen, ngươi nói những cái kia mau bệnh, hắn cũng tất cả đều nắm giữ. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra tà dị ánh sáng, bất quá lần này, các ngươi người chủ nhân này ngược lại là cũng không có khoa trương bao nhiêu, chỉ là một cái hóa hư cảnh, ta còn không để vào mắt. Nếu là vị này Lục Vương gia thật có thể giúp ta tìm tới ta muốn đồ, vật, ta cũng không ngại xuất thủ, giúp các ngươi kéo cái kia cái gọi là xà trưởng lão ra rắn, miễn trừ các ngươi họa lớn, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm trực tiếp rời đi, đuổi theo cái kia Lục Vương gia cước bộ, chỉ để lại cái kia Kim Bất Hoán, một mặt kinh dị ngốc tại chỗ, chăm chú nhìn lấy Trác Phàm rời đi bóng người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này điên à, chỉ là một cái thần chiếu bát trọng, lại muốn đối phó hóa hư cao thủ. Khó trách hiện tại Lục Vương gia càng ngày càng cuồng vọng, càng ngày càng không coi ai ra gì, cầm dạng này thần tượng làm tiêu chuẩn, có thể học cái gì tốt tới. Bất đắc dĩ nhắm lại mắt con ngươi, Kim Bất Hoán chợt cảm thấy chính mình toàn bộ tâm đều tại đau đớn không chỉ. Kim trưởng lão, Lục Vương gia cứ như vậy đi, đến lúc đó cái kia xà trưởng lão đến, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đi vào bên cạnh hắn, một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Kim trưởng lão thở dài, chủ tử quá tùy hứng, chúng ta giúp hắn tròn qua a, hy vọng cái kia xà trưởng lão có thể nhận phía dưới chúng ta mặt mũi. Quan trọng là chính hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn, để bệ hạ đến Ngự Thú Tông mời người, lại đem bọn hắn bắt trở về mới tốt, ai? Nói, cái kia Kim trưởng lão lại quay người lại, nhìn về phía Tửu Lâu đám kia một mặt ngốc trệ, không biết nên như thế nào hành động chúng nhân nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy vừa mới chúng ta hô quát sao? Cái này Tửu Lâu hôm nay bị chúng ta bao, còn không mau cút đi. Ách, ân. Mọi người vội vã gật đầu. Như là thu hoạch được đại xá giống như một làn khói đi ra ngoài, chuyển mắt không thấy, trên đầu trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn họ vừa mới tại Trác Phàm ác ma này uy hiếp dưới, sinh mệnh thời thời khắc khắc đều có sai lầm đi nguy hiểm, sớm đã dọa đến sợ chết khiếp. Hiện tại có thể rời đi, quả nhiên là chạy ra ma quật, như nhặt được tân sinh giống như may mắn. Mà lại, tất cả mọi người tâm lý đều yên lặng thề, về sau mẹ hắn cũng không tiếp tục đến cái này Tửu Lâu đến. Quả thực cũng là hung địa a. Quán rượu kia lão bản nếu là biết rõ đạo chúng nhân ý tưởng như vậy, đoán chừng đều muốn khóc lên. Đem nơi này quét dọn một chút, chuẩn bị thượng đẳng thịt rượu, chúng ta muốn yến khách. Đối xử lạnh nhạt quét một chút cái này lộn xộn tràng diện, Kim Bất Hoán không khỏi khuôn mặt nghiêm một chút, nhìn về phía chủ tiệm bọn người, hét lớn lên tiếng. Chủ tiệm cùng tiểu nhị vội vã gật đầu, lập tức thu thập. Một phút sau, tòa Tửu Lâu này lần nữa rực rỡ hẳn lên, theo từng đạo nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, một cái mọc ra một đôi mắt tam giác thanh niên, chậm rãi xuất hiện tại tòa Tửu Lâu này trước. Ngẩng đầu nhìn xem Tửu Lâu này quy mô, không khỏi sắc mặt ngột đến thì trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, lão phu cho dù bởi vì năm đó sai lầm lớn, bị tông môn đưa đi ra, nhưng dầu gì cũng là hóa hư cao thủ, bị đế quốc phụng làm khách quý. Thằng danh con này ngay tại loại này nghèo hèn địa phương mở tiệc chiêu đãi lão phu. Hừ hừ, vẫn là bồi tội yến, có như thế bồi tội sao? Xa trưởng lão, chúng ta bốn người ở đây cung nghênh đại giá đã lâu. Thế mà, đúng vào lúc này, một đạo cùng kêu lên âm thanh hét lớn vang lên, Kim Bất Hoán đã là dẫn theo còn lại ba tên lão giả, tại Tửu Lâu bên ngoài khom người chờ đón. Đối xử lạnh nhạt quét quét bọn họ,
Xà trưởng lão sắc mặt trầm hơn, đây là có chuyện gì, chủ tử các ngươi đâu? Cái kia thằng nhãi con không ra nghênh tiếp lão phu sao? Ây, cái này, xà trưởng lão bất giận. Không khỏi chà chà trên trán mồ hôi lạnh, Kim Bất Hoán không khỏi vội vàng cười làm lành nói, vương gia nhà ta hắn hôm nay chợt có không thoải mái, không thể đến bồi, đặc biệt để cho chúng ta tốt tốt. Đầy đủ. Oanh. Thế mà, còn không đợi hắn nói tiếp, cái kia xà trưởng lão đã là bỗng nhiên vung lên ống tay áo, nhất thời một cỗ cường hãn cương phong đột nhiên bao phủ đến bốn người trước người, nhất thời liền đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, từng đạo đỏ hồng máu tươi, ngăn không được hướng bên ngoài phun ra mà ra. Nghi đầu hung hăng run rẩy, xà trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bốn người các ngươi cho lão phu nghe rõ ràng, nếu không phải xem ở Khuyển Nhung hoàng đế trên mặt mũi, lão phu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một thằng nhãi con đối lão phu như thế nói năng lỗ mãng, trả lại cho hắn một cái chịu nhận lỗi cơ hội. Nhưng là bây giờ, là chính hắn không trân quý, vậy coi như đừng trách lão phu thủ đoạn độc ác. Bạch, vừa dứt lời, xà trưởng lão nhất thời một bước chân, bỗng dưng bay về phía không trung. Kim Bất Hoán bọn người gặp, không khỏi khẩn trương, kêu lên, không tốt, hắn hướng Lục Vương phủ phương hướng đi, vương gia gặp nguy hiểm. Kim Cung Phụng đừng nóng vội, vương gia bây giờ không phải là chính bồi Trác Phàm đi biệt viện ngắm cảnh à, cũng không trong phủ a. Đúng đúng đúng, còn tốt, chúng ta còn có thời gian đi thông báo, không phải vậy trễ, vương gia mệnh liền không có. Nghe đến người khác chỗ nói, Kim Bất Hoán liên tục gật đầu, sau đó liền kéo lấy thân thể bị trọng thương, đột nhiên hướng không trung bay đi, một đường lên một chút mưa máu, ngăn không được rơi xuống dưới. Còn lại ba người gặp, cũng là cố nén thương thế, theo thật sát đi, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Một phương diện khác, Trác Phàm theo cái kia Lục Vương ra đi vào một cái vắng vẻ núi rừng bên trong, chỗ đó vừa vặn tọa lạc lấy một tòa có chút ưu nhã viện tử, hai bên cửa có chuyên gia chấn giữ, đều là thiên huyền cao thủ. Lục Vương ra đi tới cửa, khẽ khom người nhìn về phía Trác Phàm, cười nói Trác tiên sinh, mời. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm lúc này dậm chân đi vào, Lục Vương ra thì là hấp tấp, cùng cái tiểu tùy tùng giống như, một trận hưng phấn mà đi theo vào. Hai người hộ vệ kia gặp này, lại là cùng nhau mắt trợn tròn. Bọn họ cái kia ưa thích hồ nháo, tùy ý làm bậy Lục Vương ra, lúc nào đối với người khách khí như thế lên. Coi như đối đương kim bệ hạ, hắn cũng không có khách khí như vậy a. Ỷ vào chính mình là trẻ em tử, bị bệ hạ sủng ái, đây chính là hung hăng bá đạo cực kỳ, liền bệ hạ nhìn đến chỗ này kỳ cảnh, đều có thể đoạt tới đắp viện tử, có thể thấy được bệ hạ đối với hắn có nhiều ân sủng. Nhưng là hôm nay, vạn vạn không nghĩ đến. Uy, người này ai vậy? Vương gia làm sao đối với hắn như thế? Không biết, có lẽ là cha vợ a, hoặc là anh vợ, muốn không thế nào đối với hắn so với cha còn tốt. A, thì ra là thế, mình vương gia cũng gặp phải yêu mến a, không đi nữa nơi ăn chơi, rất tốt, ha ha ha. Hai tên hộ vệ châu đầu ghé tai, tất tất dẫn dẫn, bố trí lấy chủ tử. Lục Vương gia cũng đã mang theo Trác Phàm đi vào hậu viện một chỗ cao ốc trước dừng lại. Trác Phàm nhìn một chút cái này tòa lầu cao, sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía Lục Vương gia. Cười thần bí, Lục Vương gia chỉ cao ốc nói, Trác tiên sinh, cái gọi là đứng cao nhìn xa, như vậy kỳ cảnh, chỉ có tại lầu này phía trên, mới có thể nhìn một cái không sót gì a. Há, thật sao? Nhướng mày, Trác Phàm có chút kỳ quặc, nhưng là cũng không để ý. Dù sao cái kia phong huyệt chi địa, ở đâu nhìn không đều như thế a, vậy liền khách theo chủ thuận tiện. Kết quả là, tại Lục Vương gia chỉ huy dưới, Trác Phàm leo lên lầu 18 cao, đi vào một gian êm đềm gian phòng bên trong. Đón lấy, Lục Vương gia đi vào phía trước cửa sổ, đem cái kia cửa sổ bỗng nhiên đẩy, nhất thời núi kêu biển gầm khí lãng đập vào mặt, bên trong còn kèm theo từng trận ẩm ướt mùi vị. Nguyên lai, tại cái kia ngoài cửa sổ là một cái cao trăm trượng thác nước lớn, lao nhanh hồng thủy ù ù thẳng xuống dưới, giống như cửu thiên ngân hà trút xuống, rất là hùng vĩ. Trác Phàm nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi hoàn toàn ngơ ngẩn, cứng ngắc đầu nhìn về phía hắn nói, Lục Vương gia, đây chính là ngươi nói kỳ quan. Đúng vậy a, hùng vĩ đi. Đùa cười một tiếng, Lục Vương gia bất giác một mặt kiêu ngạo mà nói, Trác tiên sinh, ngài cũng biết, chúng ta Khuyển Nhung cằn cỗi. Lớn như thế thác nước thế nhưng là rất ít gặp. Cho nên ta chuyên môn khiến người ta dùng trận pháp đưa nó che giấu, chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn đến. Coi như phụ hoàng ta,
cũng chỉ có thể một tháng tới một lần, thưởng thức cái này thác nước lớn mạnh cảnh, mà ta lại có thể mỗi ngày thưởng thức, ha ha ha. Trác tiên sinh, chỗ này cảnh trí không tệ đi. Không tệ em gái ngươi a. Thế mà, hắn lời còn chưa dứt, Trác Phàm đã nhìn không được mắng to lên tiếng, như loại này thác nước, bất quá tự nhiên cảnh trí mà thôi, tại Thiên Vũ không có 180 chỗ, cũng có 5-60 chỗ, lão tử đáng giá chạy xa như vậy nhìn như thế cái đồ chơi sao? Ta nếu là quái cảnh, có chỗ khác thường đồ vật, tỉ như cái gì đi vào bên trong thì ra không được, ở nơi đó tính tọa một trên bầu trời người khác tính tọa 10 năm loại kia kỳ quan dị tượng. Bờ môi bất giác run run, Lục Phương ra như cái làm chuyện bậy hài tử giống như, một mặt buồn bực cúi thấp đầu thế nhưng là. Ngươi không phải nói ngươi là đến xem chúng ta khuyển nhung cảnh trí A, đây đã là ta có thể tìm tới, chúng ta nơi này điều kiện nhất gây nên. Tốt, ta sai, ta không có nói rõ ràng tốt A. Xem ra cái này khuyển nhung không có ta muốn tìm đồ, ta đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng, liền muốn rời khỏi. Lục Phương ra gặp, lại là vội vàng ngăn lại hắn, đợi một chút, Trác tiên sinh, ngươi nhanh như vậy muốn đi. Lại ở thêm mấy ngày đi. Không, xem ra tấm bản đồ kia thật sai, ta đi địa phương khác nhìn xem. Chờ một chút, Trác Phàm mắt thấy muốn đi, Lục Phương ra lại là chợt quát to một tiếng, lần nữa nói ây. Ngươi muốn nhìn kỳ quái đồ vật, ta đại ca chỗ đó có, ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi đại ca, không tệ, ta đại ca. Khuyển nhung thái tử, bình tĩnh gật đầu, Lục Phương ra trong mắt lóe hy vọng ánh sáng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc gật đầu tốt, liền đi ngươi đại ca chỗ đó nhìn xem. Nghe được lời này, Lục Phương ra không khỏi lại là vui vẻ, sôi nổi đi vào Trác Phàm bên người, liền muốn cho hắn dẫn đường, hiển nhiên giống đứa bé một dạng. Trác Phàm gặp này, không khỏi bất đắc dĩ bật cười, xem ra tiểu tử này thật đúng là hắn fan a. Cùng hắn nhiều ở chung một số thời gian, thì có cao hứng như vậy sao? Lục Phương ra, không tốt, mau trốn, xà trưởng lão đánh tới. Chợt, hét lớn một tiếng, đột nhiên theo ngoài cửa sổ vang lên. Trác Phàm hai người bất giác giật mình, nhìn ra phía ngoài, lại chính gặp Kim Bất Hoán bốn người, toàn thân đẫm máu từ bên ngoài bay vào được, bịch một tiếng thì rơi xuống mặt đất, lại là nhịn không được phun ra hai cái đỏ tươi tới. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Lục Phương ra vội vàng đi lên đỡ dậy, chuyện gì xảy ra, Kim Cung Phụng, các ngươi cái này là làm sao? Khụ khụ khụ, Vương ra mau trốn, cái kia xà trưởng lão bất mãn người lỡ hẹn, đã là thẳng hướng Vương Phủ. Chúng ta thừa cơ đi tới nơi này hướng ngài báo tin. Đúng đúng đúng, ngài tốt nhất hướng trong Hoàng Cung chạy, có lẽ có bệ hạ tại chỗ, nhưng là lấy lắng lại hắn lửa giận, đến một tia sinh cơ a. Cái gì? Là lão già chết tiệt kia chứng đem bọn ngươi bị thương thành dạng này. Nghi đầu không khỏi hung hăng run run, Lục Phương ra tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực buồn cười, bọn họ lại còn là ngự thú tông trưởng lão cũng coi như, phạm sai lầm lớn, bị khu trục ra đến ba cái đồ chơi, còn như thế làm mưa làm gió, lạm sát kẻ vô tội, quả thực cũng là hỗn trướng. Ai, bọn họ tuy bị ngự thú tông khu trục, nhưng dầu gì cũng đã từng là tông môn trưởng lão. Giảm giá xương cốt còn liên tiếp gần đây. Nếu là không có ra cái đại sự gì lời nói, ngự thú tông vẫn là hội bao bọc lấy bọn hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Bất Hoán một mặt thở dài nói, mà lại, cho dù dứt bỏ tông môn không đề cập tới, vẻn vẹn là bọn họ hóa hư cường giả thân phận, toàn bộ đế quốc có ai dám gây. Vương gia, ngài yêu hận rõ ràng, đám người lão phu đều rất là thưởng thức. Nhưng là tha thứ lão phu lắm miệng, ngài vẫn là quá đơn thuần, có ít người. Có một số việc cũng không thể gây a. Nghi đầu hung hăng run run, Lục Phương ra gấp cắn chặt hàm răng, chửi bới nói, đám lão gia này, vô pháp vô thiên, làm đến toàn bộ đế đô lòng người bàng hoàng, hiện tại mà ngay cả bản vương cũng dám hạ độc thủ, cái kia còn lại người còn không đều muốn thụ bách tại bọn hắn dưới dâm huy. Cái này khuyển nhung đế quốc, còn thế nào chữa trị? Không được, ta nhất định muốn mặt tấu phụ hoàng, trừ ba lão gia hỏa này mới được. Ai, vô dụng. Bệ hạ lại làm sao không muốn diệt trừ bọn họ. Mấu chốt là, không có người có thực lực này a. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Bất Hoán cũng là đau lòng nhức óc. Ba lão gia hỏa này, cũng là ngự thú tông vứt ra, lại mặc kệ, vô pháp vô thiên ác lang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lục Phương ra tức giận đến toàn thân run rẩy,
nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, thỉnh thoảng liếc trộm Trác Phàm liếc một chút, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, mà chính là sâu xa nói, Trác tiên sinh, ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Nếu như ta không ở nơi này, ngươi lớn nhất liền lập tức đến Hoàng cung tìm kiếm che chở. Còn có mấy cái kia lão già, các ngươi phái một người tới chỗ này báo tin liền tốt, chắc là lại phân một đường đi Hoàng cung tìm kiếm cứu trợ mới là. Không khỏi sững sờ, Kim Bất Hoán nghe Trác Phàm lời nói, lúc này hung hăng vỗ ót một cái, hối hận nói, ta làm sao không nghĩ tới đây, đúng a, chắc là phái một người đi bẩm báo bệ hạ mới là a. Vậy ngài bây giờ đang ở ta chỗ này, muốn làm sao? Không có để ý Trác Phàm vừa mới đề nghị, Lục Vương gia chỉ muốn nghe hắn đến tiếp xuống thái độ, liệu sẽ thay hắn xuất thủ. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong mắt không hề bận tâm, đạm mạc lên tiếng, hiện tại ta ở chỗ này, người cái gì cũng không cần làm, chỉ cần. Chỉ muốn cái gì, Lục Vương gia trong mắt mang theo hy vọng. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm sâu xa nói, chỉ cần mang ta đi thái tử chỗ đó nhìn cái kia kỳ quái cảnh trí về sau, ngươi liền có thể lại tham chiếu ta lúc trước nói biện pháp đi làm, đến Hoàng cung lánh nạn. Ách, gương mặt nhịn không được rút rút. Lục Vương gia bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn biết Trác Phàm bản sự, nhưng là vừa vặn Trác Phàm lại rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Hừ, hiện tại Lục Vương gia tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, còn nào có công phu dẫn ngươi đi thái tử chỗ này. Kim Bất Hoán nghe đến, cũng là giận hừ một tiếng, chửi bới nói, Lục Vương gia đối đãi ngươi như trên khách, ngươi lại ra như thế cái hoang đường chủ ý. Lão phu biết, ngươi cũng không tới hóa hư cảnh, không muốn tham gia tiến đến. Nhưng tốt xấu sách cái đáng tin chủ ý đi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm tán đồng nói tốt, vậy các ngươi đi Hoàng cung lánh nạn, ta một người đi thái tử phủ cũng không có vấn đề gì. Đường đường thái tử nơi ở, chắc là rất dễ tìm đi. Nói như thế, Trác Phàm đã là dẫn đầu rời đi, đi đi xuống lầu. Ai, chờ một chút, Trác tiên sinh, ta dẫn người đi. Lục Vương gia quính lên, vội vàng đuổi tiếp. Kim Bất Hoán thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Đều sắp tức giận chết, cũng theo thật sát, vương gia, ngài để chính hắn đi thôi, hiện tại bảo vệ ngài mệnh quan trọng a. Đánh rắm, sống có gì vui, chết có gì khổ. Bản vương bình sinh lớn nhất tôn sùng Trác tiên sinh ngay tại trước mắt, há có thể không thân cận hơn một chút. Hung hăng nguyết hắn một cái, Lục Vương gia vội vàng đuổi theo, ai, Trác tiên sinh, chờ ta một chút a. Kết quả là, một đoàn người rất nhanh xuống lầu, đi ra ngoài. Hiu. Thế mà đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang, một tiếng cản rỡ cười to lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Thằng nhãi con, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đắc tội lão phu xem ở ngươi phụ hoàng trên mặt, cho ngươi cái chịu nhận lỗi cơ hội, ngươi còn thả lão phu bổ câu. Hừ, quả thực buồn cười. Hôm nay coi như ngươi hoàng đế kia lão cha ra mặt, lão phu cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Hỏng bét, là cái kia xà trưởng lão đuổi theo. Làm sao lại nhanh như vậy? Trong mắt bất giác ngưng tụ, Kim Bất Hoán bốn người vội vàng hộ vệ phía trước, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Xà trưởng lão bóng người chậm rãi rơi xuống, nhìn lấy cái này bốn cái lão ra hỏa, khóe miệng xẹt qua hí ngược đường cong, chỉ là thần chiếu cảnh tu giả, làm sao có thể biết ta hóa hư cường giả khủng bố. Lục Vương gia, người hôm nay thì cho lão phu. Ách! Xà trưởng lão mắt hiện tà dị, nhìn về phía Lục Vương gia cái kia ngưng trọng khuôn mặt. Lại là chợt sững sờ, tiếp lấy sắc mặt bỗng dưng dữ tợn, dường như gặp phải cửu nhân giết cha giống như, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Xà trưởng lão ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Lục Vương ra một bên Trác Phàm phương hướng. Trác Phàm sững sờ, nhìn hai bên một chút bốn phía, lại là không có gì có khác người tồn tại. Khác mẹ hắn nhìn loạn, lão phu nói cũng là ngươi. Quyền đầu tóm đến rát băng loạn hưởng. Xà trưởng lão hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm cái kia mê mang mặt mũi, lại là tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung, 8 năm, lão phu rốt cục lại gặp được ngươi hỗn tiểu tử này. Mê mang gãi đầu một cái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao? Chúng ta trước kia gặp qua sao? Gặp qua, ha ha ha, đâu chỉ gặp qua, nếu không phải ngươi hỗn đản này, lão phu hôm nay làm sao lại rơi vào bị tông môn xóa tên, thê thảm như thế hạ tràng. Bất giác thê lương hét lớn âm thanh, xà trưởng lão trong mắt tràn đầy hận ý, từng có lúc, lão phu cũng sẽ ở trong mộng bị bừng tỉnh nhiều lần, trong mắt đều là ngươi cái kia đáng giận tóc trắng. Lão phu thề,
vĩnh viễn cũng sẽ không quên người tiểu tử này cho lão phu mang đến thống khổ. Trong mắt vẫn còn có chút mê mang, Trác Phàm cau mày nói, người ta có cái gì oán niệm à, ta làm sao không nhớ nổi, người nhà ai vậy? Ha ha ha, người tiểu tử này thật sự là thiện quên, bất quá cũng khó trách, dù sao lão phu hiện tại đã thay hình đổi dạng. Không khỏi ta cười một tiếng, cái kia xà trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử, người cái kia sẽ không quên 8 năm trước thiên vũ đại chiến, người đem lão phu thân thể tổn hại một chuyện đi. 8 năm, lão phu trên thân phần này sỉ nhục, lưng 8 năm. Vốn là thân thể tổn hại, cho dù đoạt xá trọng sinh, cũng sẽ đối với mình tu vi có lớn lao ảnh hưởng. Có thể đạt đến hóa hư ngũ trọng tu giả, chỉ sợ trung thân đều sẽ đình trệ tại hóa hư nhị trọng cảnh, khó lường nửa bước. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho tông môn đem lão phu xóa tên. Thế nhưng là, bởi vì lần kia đại chiến thất bại, chúng ta còn bị làm chứng cớ, bị ma sách tông cùng thiên hành tông trở tam tông, buộc chính mình tông môn cắt đất bồi giao linh thạch, trở thành tông môn tội nhân. Từ đó, chúng ta tiền đồ toàn hủy, bị tông môn xóa tên, vứt bỏ bên ngoài. Tất cả đây hết thảy, đều là bởi vì ngươi, cũng là ngươi hủy chúng ta cả đời. Tiểu tử, hôm nay gặp phải ngươi, vừa vặn tiếp cận cái chỉnh, đem ngươi cùng Lục Vương ra cùng một chỗ giải quyết, lấy tiêu tan mối hận trong lòng ta. Không có để ý hắn quát kêu, Trác Phàm chỉ là trong mắt hơi híp, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, há, nguyên lai là ngươi đầu này dâm xả a, đổi trở lại túi ra kém chút không biết. Hắc hắc hắc, Trác tiên sinh. Cái này ngươi cũng tham gia tiến đến, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Thế nhưng là Lục Vương ra nghe đến, lại là vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Trác Phàm. Kim Bất Hoán bọn người sững sờ, ào ào không hiểu, coi như Trác Phàm tham chiến có làm được cái gì, tất cả mọi người là thần chiếu cảnh, có thể đối phó đến một cái hóa hư cảnh sao? Chỉ có cái này Lục Vương ra, đối Trác Phàm tràn ngập lòng tin. Bất giác sờ mũi một cái, Trác Phàm khẽ gật đầu, cũng thế. Làm ta địch nhân, ta thế nhưng là lại không thể thủ hạ lưu tình. Dù sao, dạng này thua thiệt, ta đã ăn qua một lần. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống đến, từng tia sát ý, thỉnh thoảng lại lộ ra. Xà trưởng lão gặp này, bất giác thân thể lắc một cái, dường như bị cái gì mãnh thú để mắt tới giống như, trong lòng không lý do đúng là sợ lên. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem loại tâm tình này bài trừ. Cái này sao có thể, đối phương chỉ là cái thần chiếu cảnh, làm sao có thể uy hiếp hắn? Oanh! Thế mà, còn không đợi hắn suy nghĩ rơi xuống, một tiếng nổ rung trời đã là bỗng nhiên vang vọng khắp nơi. Một cỗ không gì sánh kịp cự lực, trong nháy mắt xuyên qua cái kia xà trưởng lão thân thể, lại xuyên qua sau lưng cao ốc, sau cùng đánh tới về sau cái kia 100 trượng trên thác nước, phát ra ầm ầm nổ vang. Cuồn cuộn vòi rồng giống như bụi mù bao phủ bầu trời, xôn xao. Xen lẫn thác nước nước mưa, tại phía trước gào thét lên một cỗ núi liền đất trời vòi rồng nước, gào thét không ngừng, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều bao phủ quét sạch giống như. Chờ bụi mù rơi xuống, tất cả mọi thứ đều sau khi bình tĩnh lại, thu vào mọi người tầm mắt, lại là một bộ diệt thế giống như cảnh tượng. Cái kia tầng 18 liền núi cao ốc không thấy, cái kia mãnh liệt không gì sánh được 100 trượng thác nước cũng không thấy, mấu chốt nhất là, xà trưởng lão thân thể, cũng hoàn toàn biến mất tung ảnh. Mà tất cả mọi người trước mặt, là vùng đất bằng phẳng, xa xa trông không đến phần cuối đất bằng. Trác Phàm chậm rãi để xuống quyền đầu, trong mắt không có một chút tình cảm, lạnh lùng lên tiếng, quát kêu. Tê! Nhịn không được hít sâu một hơi, Kim Bất Hoán bọn người nhìn lấy Trác Phàm cái kia đạm mạc ánh mắt, đã là hoàn toàn mắt trợn tròn. Khóc! Lục Phương ra tại ngốc một hồi lâu về sau, lại là nhịn không được hưng phấn mà hét to lớn tiếng. Chậm rãi để xuống quyền đầu, Trác Phàm dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như, trực tiếp quay người, vỗ vỗ cái kia Lục Vương ra bả vai nói, tranh thủ thời gian mang ta đi Thái Tử Phủ đi xem một chút a, hy vọng chỗ đó có ta muốn tìm đồ. Được rồi. Bất giác giật mình một chút, Lục Vương ra rất nhanh liền kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, liền cao hứng bừng bừng phía trước dẫn đường. Kim Bất Hoán bọn người thì là cứng ngắc đầu, nhìn về phía trước khoan thai tiến lên hai người. Đã là cả kinh nói không ra lời. Nha nha nha, nguyên lai người này đúng như Lục Vương gia chỗ nói, thực lực thâm bất khả chắc a. Lần này Lục Vương gia, vậy mà không có khuếch đại, người này thực lực thật so mặt ngoài hiển hiện ra còn mạnh hơn quá nhiều, thế mà liền hóa hư cao thủ đều có thể nhất quyền xử lý.
May mắn mình lúc trước không có cùng người này giao thủ, không phải vậy thật sự là bị miểu sát phần A. Vừa nghĩ tới lúc trước, bốn người tại tử lâu còn chuẩn bị cùng Trác Phàm hung ác đánh một trận tràng cảnh, bốn người liền ngăn không được run rẩy lên, trong lòng một trận may mắn.